Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 45. Bọn họ đến từ tộc Hiên Viên, người dần đầu là Hiên Viên Vân Hải, ngoài ra, còn có Hiên Viên Chiến vẫn luôn canh giữa thành Hiên Viên, và Hiên Viên Điên Cuồng. Ba người thân phận cực cao, trong đó, Hiên Viên Chiến là cường giả cấp tôn, là cao thủ siêu cấp duy nhất xuất hiện ở đây. Tuy ông ta chỉ là người yếu nhất trong cấp tôn, nhưng cũng rất mạnh, ở thế giới đại thiên, có hàng tỷ sinh linh, cường giả cấp tôn chỉ như hạt trận châu giữa sa mạc, có thể đi đến bước này, đã là người xuất sắc trong số người xuất sắc. Hai người Hiên Viên Vân Hải, Hiên Viên Điên Cuồng cũng là cao thủ cảnh giới đế quân trong quân cấp, cũng chí cách tôn cấp một bước. Ba cường giả xuất hiện, tiếng bàn tán xung quanh lập tức giảm đi rất nhiều. Đối diện với cường giả, tuyệt đại đa số người đều sợ hãi theo bản năng, bất giác im miệng. Thịch, Trần Đức lấy nguyên thạch ra từ trong thiếu thiên địa, từng viên nguyên thạch từ hư không rơi xuống ao thần hồn đột như mưa xuân, từng đường thần hoa vút lên trời xanh, như núi lửa phun trào, tinh khí vút thẳng lên mây, xuyên thủng bóng tối, chiếu sáng cả thành Hiên Viên, như vô số thần long cuồn cuộn bay lượn. Cảnh tượng này thực sự quá chấn hãi, nguyên thạch của Trần Đức ít nhất cũng mấy trăm triệu cân, hơn nữa, đều là nguyên thạch thượng phẩm vỏ cùng quý giá, một số thế lực siêu cấp cũng chưa chắc cất giữ được nhiều như vậy, vì đế đột phá khổng có chút sai sót, lúc này Trần Đức chuyến toàn bộ chúng ra, từng đường thần hoa xoẻn trời đất, như ánh sáng vĩnh hằng, bừng sáng cả vùng bán kính vạn dặm. Ba cường giả phát lực, luyện hóa từng cân nguyên thạch thành nguyên dịch, chảy vào ao thần hồn đột, Trần Đức tắm trong đó, như một vị thần linh, khí huyết sôi sục, dâng trào, hào quang bức người, khiến lòng người hướng về thần, như trong mộng ảo. Cảnh tượng này, 99,99% số người thế giới đại thiên cũng chưa từng nhìn thấy, lúc này, bên ngoài thành Hiên Viên càng lúc càng nhiều người, một số người hiên ngang xuất hiện, một số người ẩn trong hư không, ít nhất có 1 tỷ người, từng người ngóng nhìn về phía xa, tràn đầy chấn hãi. Ầm 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 ĩ, Trần Đức tắm trong nguyên dịch, vận hành âm dương kinh, xung quanh anh, giữa trời đất mất đi sặc màu, biến thành màu đen chằng, đại diện cho một âm một dương, anh đứng ở giữa, là màu sặc duy nhất, hỗn độn tử kim lôi che chấp đại địa, ly hỏa hừng hực bùng cháy, hai thứ đều là thần vật, lúc này hiện ra trong mắt người thế gian, cùng với khí huyết đáng sợ của Trần Đức, giống như vô số thần long đang bay lượn. Đây là Trần Bát Hoang ư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Rốt cuộc cơ thể, thần hồn của anh ta khủng bố đến mức nào mới có thể tạo thành cảnh tượng như này, khí huyết như vậy, mặc dù là cường giả đạo cấp cũng chưa chắc có thế có đấy. Còn có thần hồn khủng bố đó, khiến người ta kinh sợ, đây đâu phải là một kẻ chưa đạt đến thiên cấp. Quá khủng bố rồi, khí tức trong cơ thể anh ta hình như đến từ thời kỳ hồng hoang xa xôi vô tận, tràn đầy thăng trầm, hùng vĩ. Rốt cuộc anh ta tu luyện công pháp gì? Giữa trời đất đạo tắc nối lên. Mọi người nghe thấy trong hư không như có thần linh đang niệm đọc chân kinh, dưới chân kinh này, ngay cả trật tự thiên đạo cũng đang sụp đổ, tổn hại. Keng! Một tiếng kim loại vang khắp trời đất, kích định thiên xuất hiện từ trong hư không, dựng đứng bên cạnh Trần Đức, như trụ trời, hào quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Đám đông sôi sục, bọn họ chưa từng thấy người nào có tiềm lực khủng bố như vậy, thiên phú này, trong cùng cảnh giới, dưới bầu trời, có mấy ai có thể đối địch. Trước mặt Trần Bát Hoang, những kẻ được gọi là thiên kiêu chi tử, xếp trong bảng ngàn túi của thế giới đại thiên đúng là trò cười, cảnh tượng này như tát vào mặt họ, khiến rất nhiều người hố thẹn. Đây chỉ là cảnh tượng trước khi đột phá. Trần Bát Hoang trưởng thành, sẽ xảy ra điều gì? Ngay cả Trần Nguyên Vũ cũng chấn hãi, ông ta không chỉ phát giác được huyết mạch nhà họ Trần trên người Trần Đức, mà còn có khí tức của thần quốc Vĩnh Hằng. Đúng, chính là khí tức của thần quốc Vĩnh Hằng. Vô cùng thuần túy, thậm chí ngay cả cường giả siêu cấp thần quốc Vĩnh Hằng cũng không bằng. Nói một cách chính xác, đó là khí tức của ma tộc 10 vạn năm trước. Còn công pháp đó rất giống công pháp của ma tộc từ rất lâu trước đây, ở thần quốc Vĩnh Hằng, nó là cấm thuật thất truyền, cho dù là thần đế cũng chỉ hiếu một phần nhỏ. Mà nay Trần Bát Hoang, lại đang tu luyện. Điều quan trọng nhất là ngoại trừ khí tức của ma tộc, ổng ta còn phát giác được huyết mạch bất tử điều. Trần Nguyên Vũ giật lông mày, nếu không phải là ông ta đã sắp xếp tất cả, e rằng ngay cả ông ta cũng không dám hành động lỗ mãng đấy. Trần Bát Hoang, chẳng trách mày có thể tiến bộ thần tốc như vậy, cơ duyên của mày đúng là nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, Trần Nguyên Vũ thấp giọng lẩm bẩm, sâu trong đáy mắt, vẻ tham lam hiện ra rõ ràng.
Trong thành Hiên Viên, Trần Đức tập trung tinh thần, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, anh bắt đầu xung kích cảnh giới. Anh nhanh chóng hấp thụ nguyên dịch vô tận, trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm, như hồng thủy ngút trời, biến gầm bùng phát, cuồn cuộn, gào thét. Hỗn độn tử kim lôi, ly hỏa, kích định thiên, tất cả đều là chí bảo nổi tiếng khắp thế giới đại thiên, bây giờ từng thứ hiện ra trước mặt mọi người, nếu không phải là có Hiên Viên anh hùng bảo vệ, chí sợ có người ra tay, giết người đoạt báu vật. Cho dù không cần ấn ký thiên tâm, ba bảo vật này cũng là thứ mà rất nhiều người mong muốn có được, tuyệt đối có thể gây ra một trận tranh cướp và giết chóc. Ầm ầm. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, lấy lĩnh thiên cái làm trung tâm, trên làn da của Trần Đức xuất hiện các đường vân đó như mạng nhện, lan khắp chân tay anh. Trên thực tế, không chỉ là chân tay, mà còn xuất hiện chẽn lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, từng đường dây thần kinh. Đó là phong ấn. Phong ấn mà Trần Giang Lăng, bố của anh đế lại năm đó. Cùng với phong ấn xuất hiện, một luồng dao động cuồn cuộn, nghiêm trang kết hợp với đại đạo cũng lấy Trần Đức làm trung tâm lan ra khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trên bầu trời giáng xuống ánh sáng may mắn, choáng ngợp, cầu vồng che phủ tỉnh không rực rỡ, che phủ trăng sáng, giữa trời đất hoàn toàn trở nên sáng chói. Lúc khí tức xuất hiện, rất nhiều người kế cả Trần Ngoèn Vũ đều ngẩn người, trở nên kích động. Ấn ký thiên tâm. Đó là khí thức của ấn ký thiên tâm. Chuyện gì vậy, hình như ấn ký thiên tâm bị phong ấn. Đúng thế, hình như bị sức mạnh nào đó trói buộc, Trần Bát Hoang. Đang muốn thoát khỏi trói buộc. Nói như vậy, trước đây Trần Đức gần như ngang với không có ấn ký thiên tâm. Các tu sĩ phát hiện ra sự thực đều vô cùng chấn hãi, không có ấn ký thiên tâm, Trần Bát Hoang đã khủng bố đến mức đó, một khi ấn ký thiên tâm thức tỉnh, sẽ mạnh đến mức nào. Giết. Đúng lúc này, đột nhiên, giữa trời đất, không biết ai hét lớn một tiếng. Một luồng sát ý mạnh mẽ xuyên thủng tầng mây, có người không nhịn được bèn ra tay. Phía chân trời, một bóng hình sừng sững, mơ hồ, không nhìn rõ, tay hắn cầm trống lớn, gõ thật mạnh. Thịch thịch thịch. Tiếng trống bức bối như sấm đánh cuồn cuộn, không gian giấy lên làn sóng dữ khổng lồ, trong sóng to gió lớn, như vô số tòa núi sập đổ, hủy diệt tất cả, phai mờ tất cả. Xông về phía thành Hiên Viên, phía Trần Đức. Giống như dữ liệu của Trần Đức và Hiên Viên anh hùng, đứng trước sự mê hoặc tuyệt đối, có những người biết rõ sẽ chết chắc, cũng phải thử một lần. Trời đất nổi gió, sát phạt khắp trời, tiếng trống ầm ầm, thần uy hóa thành côn bâng giang đôi cánh, xông xuống, như đại yêu cái thế tử xa xưa, chấn hãi lòng người. Hừ, đám kẻ xấu đạo trích các người, to gan dám mạo phạm. Hiên Viên chiến bước ra một bước, rất bá đạo, quát lớn rung chuyến trời đất, không gian bên này dường như sắp nghiêng đổ vì vậy, một tiếng quát lớn, côn bằng lập tức chia năm xẻ bảy, chưa đến gần thành Hiên Viên, đã hoàn toàn ngã xuống, cường mạnh đến mức người lòng người run lên. Đây chính là nhân vật cấp tôn, một cẩu nói đã giết người trong vô hình. Thịch, nhưng rõ ràng kẻ xông đến không từ bỏ, tiếng trống càng dồn dập, càng trầm, vang khắp Nam Hạ Châu. Lúc này, đại địa sụt lún. Xung quanh thành Hiên Viên, từng tòa núi trực tiếp đổ sập, hủy diệt theo tiếng trống, không gian hình thành từng làn sóng chiều. Ầm. Giao long phá đất phút lên không trung, hàng ngàn hàng vạn cơ thể mấy trăm mét khuấy động sông núi đại địa, giống như từng dãy núi rung lắc, xông đến, đây không phải là hư ảo, mà là giao long thực sự, bình thường bị phong ấn trong mặt trống, bây giờ được thả ra. Hừ. Hiên Viên chiến lạnh lùng quát, một cánh tay lớn thò ra, che lấp bầu trời. Dưới ánh hào quang chói rực, bao trùm cả thiên địa, giao long dài mấy trăm mét như cá trạch trước mặt ông ta, lập tức bị nghiền thành bột vụn, như thò vào túi lấy đồ, không tốn chút sức lực thối bụi. Soạt, soạt, Hiên Viên Vân Hải, Hiên Viên điên cuồng cũng ra tay, bọn họ yếu hơn Hiên Viên Chiến, nhưng cũng chỉ yếu hơn Hiên Viên Chiến thôi, họ cũng là cường giả hàng đầu ở Nam Hạ Châu, bọn họ rút bình khí, một kiếm, một đao, như đại bàng giang cánh, vung xuống đại địa. Trực tiếp chém về phía người tấn công đến. Phụt, phụt, kiếm tấn công về phía cái trống, đao chém đến người. Trống bị đâm tan tành thành 4-5 mảnh, hóa thành bột vụn. Người bị giết trong hư vô, chỉ còn lại xương máu. Chỉ là một phân thân của hắn, đòn tấn công vừa nãy chỉ là thăm dò. Có người phát hiện chân tướng, người vừa ra tay chí ném ra phản thân của hắn, thậm chí còn không tính là phân thản, là một người đã chết. Bị hắn luyện hóa, trở thành con rối,
đòn tấn công khủng bố vừa nãy chí là thăm dò, là món khai vị. Đúng rồi, thiên kiếp còn chưa bắt đầu, sẽ không có người nào ra tay. Đúng, chỉ có thiên kiếp giáng xuống, Trần Bát Hoang mới vào trong thời kỳ yếu nhất, lúc đó, ấn ký thiên tâm dễ bị cướp đi nhất. Muốn cướp đi ấn ký thiên tâm, chỉ có đợi phong ấn trên người anh ta biến mất. Một số cường giả lẩm bẩm, rất nhiều người đang bàn tán, nhưng bên ngoài thành Hiên Viễn, ngoại trừ những người có lai lịch phi phàm, thực lực cường mạnh, đa số mọi người đều tránh rất xa, bọn họ dự liệu được sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, không muốn bị liên lụy. Trần Đức ngồi khoanh chân trong ao thần hỗn độn, rất tập trung chuyên tâm, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan đến anh. Hiện giờ điều duy nhất anh muốn làm, chính là đột phá. Trong cơ thể anh, từng cơ quan bộ phận đang phát sáng, vang lên vù vù, lỗ chân lỏng toàn thân giãn ra, thần hồn rực rỡ như ánh mặt trời gay gắt. Sau khi nguyên dịch được hấp thụ, chuyên hóa thành nguyên khí hỗn độn, cả người anh chìm trong hỗn độn, như một vị thần khai thiên lập địa, âm thanh ngâm nga giữa trời đất vang lên không ngừng. Lúc này, có thể cảm nhận rõ ràng, trên bầu trời võ tận, dường như có thứ gì đáng sợ đang sắp giáng xuống, vô số tu sĩ cảm thấy tức ngực khó thở, vô cùng bức bách. Thiên kiếp sắp giáng xuống rồi. Những người từng trải qua thiên kiếp đều biết rất rõ, đây là dấu hiệu của lôi kiếp sắp giáng xuống, cũng có nghĩa là Trần Đức chỉ cách đột phá một bước qua ngưỡng cửa. Nhưng rất nhiều người cũng biết, một bước qua ngưỡng cửa này rất khó vượt qua. Như cá chép vượt long môn, vượt qua được, thì là lên tận trời xanh, nhưng không vượt qua được. Cho dù may mắn đến bá đạo, cũng bị hủy đạo hành, hơn thế nữa là chết, hoàn toàn biến mất. Cùng với uy lực khủng bố giáng xuống, da thịt của Trần Đức đang rơi xuống từng mảng, xương cốt cũng không ngừng vang lên rắc rắc, đang thay ra đổi thịt thực sự. Đột nhiên, trời đất bỗng rung lên. Thay ra đổi thịt xong xuôi, xung quanh người Trần Đức tỏa ra thần uy đáng sợ vô tận, dường như anh cảm nhận được, lập tức đứng lên, nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, gần như cùng lúc, một đạo sấm sét màu vàng như một cột trụ trời từ trên trời cao giáng xuống, giống như thiên đao, chém xuống thiên linh cái của anh. Thiên lôi giáng xuống, có thể thấy rõ ràng, ao thần hồn độn cũng tan tác, hủy diệt, ba người Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Vân Hải, Hiên Viên Điên Cuồng đều phải lùi lại. Thiên lôi màu vàng trực tiếp chém trúng thiên linh cái của Trần Đức. Giặc giặc, N. Đường vân phong ấn trên người Trần Đức lập tức biến mất dưới sự tấn công này. Phong ấn của dấu ấn thiên đạo biến mất, thiên kiếp giáng xuống, ầm ầm, trên 9 tầng mây, lôi kiếp hội tụ. Đối với người khác, những đạo sấm sét này là sấm sét bình thường không thể bình thường hơn, còn đối với Trần Đức, lại là sự xuất hiện của đạo, là ý chí đại đạo, đạo sấm sét đầu tiên giáng xuống, có nghĩa là Trần Đức đã bước nửa bàn chân vào thiên cấp. Anh dùng da thịt, chống chọi với đạo sấm sét khủng khiếp đó. Nhưng có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời, lôi kiếp đã xuất hiện, đó không phải là một đạo sấm sét, mà là một biến sấm sét màu đỏ mênh mông, cùng với sấm sét đầu tiên giáng xuống, biến sấm sét đó dường như nghiền áp xuống mà không mang theo chút không gian tạm nghỉ nào. Cuồn cuộn ầm ầm, chớp điện đan sen, trong vòng bán kính trăm dặm, Trần Đức bị một vùng hào quang dáng đỏ che phủ, chiếu khắp cả bầu trời thành màu đỏ, vô cùng đáng sợ. Vãi, lôi kiếp này thật đáng sợ. Lôi kiếp của thiên cấp đã đáng sợ như vậy sao? Đây là lôi kiếp gì? Bên ngoài thành Hiên Viên, tất cả mọi người đều kinh hãi, đừng nói những tu sĩ chưa đến thiên cấp, cho dù những người sớm đã đạt đến thiên cấp, cũng chấn hãi đến không thể chấn hãi hơn. Mẹ kiếp, đâu phải là lôi kiếp. Đây là muốn dồn người ta vào chỗ chết. Lôi kiếp của bọn họ khi độ kiếp so với lôi kiếp của Trần Bát Hoang, đúng là một cọng lông của con bò, không đáng nhắc đến. Thiên phú khác nhau, lôi kiếp khác nhau, những người nghịch thiên, đại đạo cũng sẽ chăm sóc đặc biệt. Có người lấm bấm, thiên kiếp cũng phân đẳng cấp, yêu nghiệt khác nhau đối diện với lõi kiếp khác nhau, nhưng... Nhưng Trần Bát Hoang này cũng quá khủng bố rồi. Biển sấm sét mênh mông trực tiếp che lấp nơi đó, trong vòng bán kính trăm dặm, thậm chí là mấy trăm dặm, trực tiếp đánh xuống bừa bãi, hoàn toàn không cho người độ kiếp thời gian đế thở. Trời đất đỏ mù mịt một vùng, chói lọi rực lửa. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm lớn vang khắp trời, cả thành Hiên Viên cũng đang rung lên, dường như không chịu nổi âm thanh đó, mặc dù bên ngoài vạn vạn dặm cũng có người có thể nhìn thấy rõ ràng dáng đỏ ngút trời, có thể nghe thấy tiếng ầm ầm đáng sợ, một số người bên ngoài thành Hiên Viên cũng bị tiếng vang đó xuyên thủng màng nhĩ,
chảy máu ào ào, không thể không lùi lại. Lôi kiếp khủng bố như biến lớn chút xuống, từng đạo sấm sét, điện giật như mảnh thiên thạch rơi xuống. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hư không hoàn toàn bị nghiền vụn, hủy diệt, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng sét đánh, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Mặc dù là nhìn từ xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được dao động đáng sợ của lôi kiếp này. Phải biết rằng, đối với người khác, nó chỉ là sấm sét bình thường, bọn họ cũng có thể cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc uy lực thực sự của nó nghịch thiên đến thế nào. Ít nhất phải khủng bố hơn mấy trăm triệu lần so với trong cảm nhận của họ. Lôi chiều nổi lên, hủy diệt tất cả, toàn bộ tòa nhà kiến trúc trong vòng bán kính mấy trăm dặm đều bị nghiền vụn, sập đổ, chân đức đứng giữa biến sấm sét, mái tóc cuồn cuộn, bùng lên ngọn lửa, quần áo trên người cũng rách nát, mặc dù da thịt anh cứng rắn, lúc này cũng phải nứt ra các vết nứt, máu tươi không ngừng nhỏ ra, chịu đựng tổn thương vô cùng đáng sợ. Phong ấn của ấn kỳ thiên tâm đã được phá giải, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt. Lúc phong ấn biến mất, Trần Đức thử thực hiện lời hứa, thả lão yêu hoàng ra, đáng tiếc là ông ta vẫn không thể phá ra khỏi bức tượng, còn thiếu chút nữa. Cậu nhóc, cậu phải cẩn thận, lúc này tuy chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng người khác có thể cướp đi, một số người ẩn trong bóng tối, e rằng sắp không nhịn được rồi, lão yêu hoàng nhắc nhở. Cẩn thận có người tấn công, với cậu thì lôi kiếp này rất khủng bố, nhưng với người khác, lại rất dễ chống chọi được. Đừng phân tâm, có tôi ở đây. Linh Lung lại nói, độ kiếp cho tốt. Tuy Trần Đức bị thương, nhưng không hề từ bỏ, đôi mặt lóe lên quang hoa, không suy nghĩ đến chuyện khác, bước lên phía trước, thể hiện ý chí vô địch, mãi mãi không lùi bước, huyết dịch trong cơ thể sôi sục, nghênh đón dáng đỏ khắp trời. Trong tích tắc, không biết có bao nhiêu sấm sét dồn tập trung về phía anh, che lấp anh, trong sấm sét ẩn chứa ý chí đại đạo đáng sợ, có pháp tắc lóe lên, có đạo văn ầm ầm. Rắc 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 rắc, tiếng xương cốt rạn nứt của Trần Đức vang lên, chảy ra rách thịt, lôi kiếp đánh xuống, trên người anh gần như không có chỗ nào lành lặn. Nhưng đối với anh, đây không phải thương nặng, anh vẫn tiến lên phía trước, chủ động nghênh đón sấm sét điên cuồng ngập trời, chịu đựng tất cả. Tổ vương không nhìn nhầm người, Hiên Viên Chiến đầy chấn hãi, trong lòng cảm khái, cho dù lần ông ta đột phá, mãi mãi không bằng lôi kiếp này. Quan trọng là Trần Đức chịu đựng được. Không hề sợ hãi, càng không lùi lại nửa bước. Nếu đổi lại là ông ta ban đầu, lần lôi chiều này đủ để nghiền ông ta tan xương nát thịt, chém cho chỉ còn thần thức thôi đấy. Trên thực tế, không chỉ có họ chấn hãi, bên ngoài thành Hiên Viên, rất nhiều cường giả cũng vô cùng run sợ trong lòng, nếu Trần Bát Hoang trưởng thành, thì trong thiên hạ lại có thêm một cường giả siêu cấp chăng? Ngay cả Trần Nguyên Vũ cũng hơi tẻ dại ra đầu, nếu Trần Đức sống sót vượt qua lần này, sẽ có một ngày. Trần Nguyên Vũ ông ta cũng sẽ không phải là đối thủ của anh. Điều này càng khiến Trần Nguyên Vũ kiên định quyết tâm cướp ấn ký của anh, giết chết anh. Bất luận thế nào, Trần Bát Hoang buộc phải chết. Biến sấm sét phần đang sỏi sục, ầm ầm, trên người Trần Đức xuất hiện từng lồ máu, dường như có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, mỗi một vết thương đều vô cùng đáng sợ, có pháp tắc đang gây sát thương liên tục, khó mà hồi phục, từng vũng máu tươi chảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu nhóc, cố lèn, lão yêu hoàng cố vũ cho Trần Đức, bản thân ổng ta cũng rất căng thẳng, nếu Trần Đức thất bại, không biết ông ta phải bị nhốt bao lâu. Trần Đức không nói gì, việc đã đến nước này, anh không dám phân tâm, chỉ có anh mới có thể thực sự cảm nhận được lôi kiếp đáng sợ đến mức nào, chỉ cần không thận trọng, điều chờ đợi anh chính là vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan, thần hồn hủy diệt. Lại một đợt lôi chiều giáng xuống. Trời và đất đều rung lên, đồng thời sinh ra từng mảng đỏ, giống như cây to vạn năm, lại như rồng bay phượng múa, bao vải quanh Trần Đức. Trần Đức hét lớn một tiếng, đôi mặt nổi lên huyền quang, vận hành huyết mạch bất tử điều, hồi phục thương tích đáng sợ, đồng thời vung tay lên, kích định thiên từ xa bay đến, nghênh đón lôi kiếp cái thế, quanh người, hỗn độn tử kim lôi, hỏa ly điên cuồng nổi lẻn cháy bùng bùng. Cái gì, hắn? Hắn đang chống lại lôi kiếp. Đây, hẳn coi lôi kiếp là kẻ địch ư. Cảnh này khiến mọi người kinh hãi ngây người, Trần Bát Hoang muốn chiến đấu với lôi kiếp. Sự thực chứng minh bọn họ không đoán sai, Trần Đức phung kích định thiên trong biến sấm sét, tự tại thần ma công trực tiếp bùng phát đến giai đoạn thứ hai, mái tóc màu xám trắng dài ra, nguyên khí hỗn độn lượn quanh, phía sau,
tự tại thần ma công cùng lúc ngưng tụ, giống như một người khổng phô kinh thiên, đối đầu với đại đạo, cùng múa với biến sấm sét. Cảnh này quá kinh hãi, rất nhiều người tê dại ra đầu. Từ xưa đến nay, có ai độ kiếp như vậy? Phải biết rằng, tuy lôi kiếp nguy hiểm, nhưng cũng là một loại lễ gột rửa, khắc ấn ký đại đạo cho võ giả, khiến võ giả mạnh hơn, hòa hợp với thiên đạo hơn. 99% số người đều mặc cho lôi kiếp giáng xuống, chỉ phòng ngự đơn giản, đồng thời hấp thụ pháp tắc trong đó, còn không vượt qua, cũng nghĩ mọi cách tránh thiên kiếp, đồng thời cũng cố hết sức hấp thụ pháp tắc. Có thể nói, độ kiếp cũng là một loại đường ranh giới. Chịu được càng nhiều thì càng mạnh. Trong đó, 90% số người chết vì độ kiếp, số người còn lại cũng vì mức độ độ kiếp khác nhau mà cường mạnh khác nhau. Cùng một cảnh giới, chiến lực cũng phân cao thấp. Nhưng trong nhận thức của họ, chưa từng có người nào chống lại thiên kiếp, không nói mức độ độ kiếp và thực lực liên quan đến nhau, có mấy người trong họ có thể đối đầu với thiên kiếp. Không bị thiên kiếp đánh chết đã may mắn lắm rồi, còn đối đầu. Nằm mơ. Nhưng Trần Bát Hoang lại làm được. Trong biến sấm sét cuồn cuộn, anh vung kích định thiên, thi chiến tự tại thần ma thân, từng trưởng nghênh về phía lôi kiếp, điều đáng sợ là anh thực sự tấn công biển sấm sét. Đại đạo dường như nối giận, thiên kiếp càng hung mãnh hơn, càng lúc càng cuồng bạo. Mặc dù Trần Đức đủ mạnh, nhưng vẫn bị thương liên tiếp. Sau đợt tấn công thứ 7, cuối cùng, lõi kiếp giữa trời đất tiêu tan, đại đạo chậm rãi biến mất, Thành Hiên Viên yên tĩnh trở lại. Anh ta, độ kiếp thành công rồi sao? Thành công rồi ư? Nhanh thật! Hàng trăm triệu người bàn tán, chấn hãi, Trần Bát Hoang đối đầu với thiên kiếp, vậy mà lại. Thành công? Không, không phải. Một ông lão sống đến cấp hóa thạch lắc đầu, trên người cậu ta vẫn chưa có khí tức của thiên cấp. Hơn nữa, nếu độ kiếp thực sự kết thúc, thì không thế nào đến bây giờ cũng không có ai ra tay. Ông xem, Trần Bát Hoang đó, vẫn đứng tại chỗ, không hề có động tĩnh, các ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Ông ta nói như vậy, người xung quanh đều phát hiện ra. Trong Thành Hiên Viên, Trần Bát Hoang cầm kích định thiên, mái tóc cuồn cuộn, nhìn lên bầu trời, phía sau tự tại thần ma thân cũng như vậy, như đang chờ đợi, lại như đang tuyên chiến. Cũng cùng lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên. Lúc này bầu trời nứt ra, một cái hố khổng lồ xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, sau xương cốt, như có một thế giới khác, rồng bay phượng múa. Thú hoang gào thét, nhìn kỹ, đó không phải là hiện thực, mà là biến sấm sét. Một vùng mênh mông màu vàng. Hai. Liền sau đó, vùng mãnh mông giáng xuống, lại che phủ Thành Hiên Viên. Vùng biến mênh mông vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn lôi kiếp màu đỏ trước đó không chỉ 10 lần, vừa giáng xuống, trong Thành Hiên Viên, đạo hồ địa sụt lún, hóa thành dung nham, hư không sớm đã bị hủy đều bùng cháy lên, Trần Đức lập tức bị che lấp trong đó. Vùng biển mênh mông màu vàng gào thét, như từng con rồng lớn lao lên khổng trung, nhe nanh dương vuốt tóm về phía Trần Đức. Đến đây, ánh mắt Trần Đức sắc lạnh, vùng kích định thiên, chém trong biển sấm sét, đối kháng với thiên kiếp. Chẽn thực tế, anh cũng khổng muốn đổi kháng, nhưng không thế khổng làm vậy. Sau mỗi lần chịu đựng thiên kiếp, nguyên khí hồn độn, thần thức của anh đều lưu lại một loại lạc ấn nào đó, đối với người khác, những lạc ấn này có thể mạnh hơn. Đối với anh thì giống như xiềng xích khiến anh rất không thoải mái, như bị quy tắc nào đó trói buộc. Con đường tu hành của anh vốn khác với mọi người, nguyên khí hỗn độn đại diện cho việc không chịu bất kỳ pháp tắc nào. Đạo của anh chỉ thuộc về bản thân anh, không cần thiên kiếp nâng cao. Hành động này cũng dường như chọc giận đại đạo, anh có thể cảm nhận rõ ràng có sự nối giận đang lan rộng. Lôi kiếp màu đỏ, lõi kiếp màu vàng, đây là bên ngoài Thành Hiên Viên. Một số tu sĩ như tỉnh từ trong mơ. Thất trọng kiếp. Đúng là thất trọng kiếp. Cuối cùng tất cả cũng nhận ra lôi kiếp của Trần Đức. Thất trọng kiếp, tổng cộng có 7 loại lôi kiếp, mỗi một đợt, màu sắc sẽ khác nhau, uy lực khác nhau, hơn nữa, mỗi một loại đều cần trải qua 7 đợt lề gột rửa. Thông thường, lôi kiếp này sẽ chỉ xuất hiện khi từ đạo cấp đột phá đến quân cấp. Hơn nữa, còn phải là người có thiên phú cực mạnh mới có thể dẫn ra được thất trọng kiếp, người như vậy, chưa đến một phần vạn. Nhưng Trần Bát Hoang lại dẫn ra được, còn là thiên cấp, đã dần ra thất trọng kiếp. Cũng có nghĩa là, anh đang vượt cảnh giới độ kiếp. Trời ơi, anh chàng này rốt cuộc biến thái thế nào?
tiếng nuốt nước miếng vang lên, không thể tin nổi, đến lúc này bọn họ mới nhận ra thất trọng kiếp, không phải vì không nhận ra, mà là toàn toàn không suy nghĩ theo hướng đó. Dù sao, cho dù một số con cưng ông trời có thiên phú cường mạnh nghịch thiên đến khiến người ta ngưỡng mộ cũng không thế nào dẫn ra thất trọng kiếp trong lúc đột phá thiên cấp. Mấy trăm triệu người, mấy tỷ người hoàn hồn lại, tất cả đều thôn người, chố mắt, giống như bọn họ đang độ kiếp vậy, bị làm cho ngoài cháy trong nát, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa có người ra tay, e rằng những cường giả siêu cấp đó sớm đã phát hiện ra là thất trọng kiếp rồi. Đây mới là trọng thứ hai, phía sau còn có năm trọng nữa. Biển minh mông màu vàng càn quét đại địa, nuốt chửng thời gian không gian, dao động khủng bố cuộn quét trời đất. Phụt! Kể cả Trần Đức, lúc này cũng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, lôi kiếp này thực sự quá khủng bố, chẳng khác gì anh đang chiến đấu với một cường giả đạo cấp, triển khai các loại chiêu thức, nhưng vẫn bị thương nặng. Nhưng cũng may anh đủ mạnh, đủ dũng mãnh, lại có huyết mạch bất tử điếu hồi phục thương tích. Vùng biến minh mông màu vàng hủy diệt, anh cũng chống chọi được trọng thứ hai. Còn 5 đợt nữa, Linh Lung vô cùng nghiêm trọng, nhắc nhở Trần Đức, đừng xem thường, càng về sau càng nguy hiểm. Trần Đức đâu dám sơ suất, không hề nghỉ ngơi, không ngừng hồi phục thương tích. Đồng thời, trọng thứ ba ập đến. Đó là một vùng biến sấm sét màu đen, tử khí nặng nề, lập tức trời đất xuất hiện tiếng quỷ khóc sói gào, trong biến sấm sét, như có âm binh mượn đạo. Quỷ hồn bay bay, xông về phía Trần Đức. Lần này, không chỉ là tấn công da thịt, còn hủy diệt thần hồn. Cả thành hiên viên tràn đầy ngập tử khí, như hóa thành địa ngục, mọi người đều nhìn thấy rõ bóng quỷ, hàng ngàn hàng vạn thiếu quỷ, thập điện Diêm La, nơi đó như xảy ra trận đại chiến kinh thiên, Trần Bát Hoang đi trong đó, ly hỏa bùng cháy bốn phía, hỗn độn tử kim lôi cuốn lấy thi én kiếp, anh tung ra quyền cước, vung kích định thiên, đánh bại các đợt tấn công. Đây là một cảnh vô cùng đáng sợ, nhìn mà tê dại ra đầu, trong lúc đó, không biết ra thịt Trần Đức bị phá rách bao nhiêu lần, lục phủ ngũ tạng không ngừng nổ tung, chân tay đứt lìa từng tấc, chỉ còn lại xương trắng chiến đấu khó khăn. Trong xương trắng, thần hồn sôi sục, bùng cháy, bất khuất, không chí ra thịt tôi luyện trong lôi kiếp, thần hồn cũng đau dữ dội, chịu lễ tế rửa. Trần Đức từ chối đại đạo thiên kiếp trói buộc anh, hoàn toàn coi lôi kiếp là một trận chiến đấu đế rèn luyện. Mấy lần anh suýt chết, suýt thành cho tàn, nhưng đều vượt qua được, vô cùng khó khăn. Khi biển sấm sét màu đen tiêu tan, anh nằm dưới đất, dường như hóa thành một miếng than đen, thần hồn cũng sắp tắt lụi. Ầm ầm ầm, dường như không cho anh thời gian nghỉ ngơi, lôi kiếp trọng thứ tư giáng xuống, đây là biến sấm sét màu xanh, lúc giáng xuống, đã che phủ cả thành hiên viên, thậm chí lan rộng đến bên ngoài thành hiên viên. Còn Trần Đức vẫn nằm dưới đất bất động. Dường như đã chết. Biển sấm sét màu xanh cuồn cuộn, điên cuồng nổi lên như biển thét, từ trên trời giáng xuống, nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả, dùng khí thế uy mãnh chấn áp, bao phủ xuống, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Từ đầu đến cuối Trần Đức không có động tĩnh gì, như một bộ xương khô đã chết, hay bị thương nặng, sức sống yếu ớt, lúc có lúc không. Thôi xong, lần này Trần Bát Hoang chết chắc. Đúng thế, e rằng hắn rất khó vượt qua. Đã thoi thóp, gần như đã chết, lấy gì mà đối kháng tiếp. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, Trần Đức nằm ở đó, bất động, đã sắp không còn khí tức, trạng thái này làm sao có thể vượt qua thất trọng kiếp. Biển sấm sét màu xanh giáng xuống, hắn chết chắc. Đúng thế, cho dù là thiên kiêu thì đã làm sao, biến thái thì thế nào, dám đối kháng với đại đạo, cuối cùng cũng là con đường chết. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Quá ngu ngốc, độ kiếp tử tế không được sao. Loại người này chết cũng rất bình thường. Có lẽ, đây gọi là ông trời ghen ghét anh tài chăng. Ngay cả ông trời cũng muốn đi ê hắn. Trong lúc mọi người tiếc nuối, cũng cho rằng Trần Bát Hoang đáng chết, anh quá khác người, quá biến thái, sống chung một thế giới với người như này, đúng là bi thương, rất nhiều người đều hy vọng anh không vượt qua được thất trọng kiếp. Vẻ mặt Tô Y Y hơi nghiêm trọng, có chút hoảng loạn, độ kiếp. Không ai có thể đến giúp, chỉ có thế một mình hoàn thành, cô ta chỉ có thế ở đó lo lắng sốt ruột. Hoàng tử đại hạ, Tư Chính Hạo của Mãn tộc và những người khác đều nhìn chằm chằm bóng hình Trần Đức, sắc mặt vô cùng phức tạp, cảm xúc khó nói, nếu Trần Đức không chết, đối với bọn họ, đúng là một tòa núi lớn không thể vượt qua. A-di-đà Phật, Thích Thiện niệm kinh Phật cầu nguyện cho Trần Đức, thoát khỏi trần tục,
hy vọng anh có thể sống sót. Soạt, soạt, soạt. Đúng lúc này, đột nhiên, có thể thấy rõ ràng, dưới ánh sáng xanh sáng rực, ngoài thành Hiên Viên, trong hư không đột nhiên hiện lên các bóng hình liên tiếp, không ai ngoại lệ, những bóng hình này đều mặc một màu đen, nhưng dưới lớp quần áo, không có cơ thể, chỉ có u hồn màu đen, trong u hồn, lóe lên hào quang khiến người ta kinh hãi. Trong tích tắc, chi chít dày đặc, như cá giết qua sông, bay nhanh về phía thành Hiên Viên. Bọn họ xuất hiện, một luồng khí tức chết chóc, xui xẻo tràn ngập lan rộng, bao trùm hư không, rất nhiều người đều không tự chủ run lên lạnh người, giống như đến từ địa ngục vô gian, một luồng tử khí khiến sâu trong thần hồn của người ta sợ hãi tràn ngập khắp trời đất, nặng nề. Đại quân vong linh, tộc Tu La. Tộc Tu La, đây là tộc Tu La, bọn họ cũng muốn ra tay sao? Trong phút chốc, mọi người nhận ra đám người này, khí tức trên người chúng rất đặc biệt, rất nồng đặc, quá quỷ dị, vốn khó mà che đậy, huống hồ, bọn họ cũng không định che giấu. Đại quân vong linh mấy triệu người, thực sự giống như u hồn, đột ngột xuất hiện từ trong hư không, bao quanh cả thành Hiên Viên. Tộc thiên dưỡng của tộc Tu La đến thăm thành Hiên Viên. Cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm vang lên từ bốn phương tám hướng, một bóng hình xuất hiện trên bầu trời, cao đến trăm trượng, một khuôn mặt như củi khô, tử khí nặng nề, đôi mặt lóe lên hào quang quỷ dị. Đồng thời, ở hướng khác cũng xuất hiện bóng hình như vậy. Tu Thiên Lâm của tộc Tu La, Tu Thiên Nhất, Tu Thiên Chấn, Tu Thiên Tận, Tu Bách Sát, Tu Bách Hài, đến thăm thành Hiên Viên. Mấy người tự báo họ tên, bọn họ ở các hướng của thành Hiên Viên, bóng dáng to lớn như ma quỷ, xung quanh tràn ngập tử khí, sát khí nồng nặc, bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ lập tức trốn thật xa. Bởi vì Tu La bọn họ ăn thịt để luyện công pháp, nuốt chửng để luyện công pháp. Bọn họ không kiêng sợ, bất luận anh là người hay yêu, chỉ cần có tác dụng, bọn họ đều ăn thịt nuốt chửng, tất cả những ai dính đến bọn họ thì không có kết cục tốt, ở thế giới đại thiên, tộc Tu La cực kỳ không được hoan nghênh. Hơn nữa, những người này còn là cường giả thế hệ chữ thiên, chữ bách của tộc Tu La. Một người bất kỳ, ít nhất cũng là cường giả quân cấp, tu thiên dưỡng đó đã bước vào tôn cấp. Thế hệ chữ thiên ra mặt, là không cho Trần Bát Hoang con đường sống ư. Thế hệ chữ thiên tộc Tu La chỉ đứng sau thế hệ chữ vô, mà người của thế hệ chữ võ, nhiều nhất còn lại 2-3 người, thế hệ chữ thiên, chữ bách là trụ cột của tộc Tu La. Tộc Tu La điên rồi sao, ấn kỷ thiên tâm không có tác dụng với bọn họ chứ? Bọn họ muốn nuốt chửng Trần Bát Hoang chăng? Cũng không cần hạ quyết tâm thế chứ, e là đại quân vong linh phá tố ảo ra đấy. Không ai ngờ, người dần đầu ra tay là tộc Tu La, đại quân vong linh là chiến lực mạnh nhất, nòng cốt nhất, tinh anh nhất tộc Tu La, hộ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử ư. Vừa dứt lời, mấy người tộc Tu La không hề do dự, trong tích tắc đã ra tay. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Mấy triệu đại quân vong linh đồng thời đánh vào thành Hiên Viên, trong phút chốc, thành Hiên Viên nổi dậy thần quang, đại trận bảo vệ thành lộ rõ, sát ý vô tận trong nháy mắt lan tràn, giống như cổ máy giết người, thu hoạch mạng sống một cách vô tình. Mặc dù tộc Tu La tồn tại từ rất xa, xưa, nhưng, bàn về thực lực tổng hợp, bọn họ còn không bằng thế lực viền cổ. Đại quân vong linh giống như bia đỡ đạn, không ngừng hóa thành khói mù, không ngừng bị treo cố. Nhưng, tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của tộc Tu La. Thành Hiên Viên không dễ đánh chiếm như vậy. Huống chi còn có Hiên Viên anh hùng bảo vệ. Hôm nay, mấy người đến chỗ này khỏng dự định sống sót trở về. Cũng trong lúc đó, Tu Thiên Dưỡng, Tu Thiên Nhất, Tu Thiên Lâm, Tu Thiên Chấn, Tu Thiên Tận, Tu Bách Hài, Tu Bách Sát cũng ra tay, 7 người liên thủ, sức chiến đấu mạnh đến nghịch thiên, trong phút chốc đánh ra thành ngàn vạn trường, đồng thời sử dụng một lá cờ, trên cờ vẽ một khuôn mặt nửa khóc nửa cười, vô cùng sống động. Vù vù vù, lá cờ lay động, gió mạnh điên cuồng, giữa trời đất, khí tức tử vong càng thịnh, càng đậm, như nước lũ và thú dữ xông về phía thành Hiên Viên, giữa trời đất quỷ khóc sói hú, cơ hội sống sót mất đi, khoảng chừng 10 cái hít thở, đại trận thành Hiên Viên sắp không thế nào chống đỡ nổi. Ra tay, ba người Hiên Viên Vân Hải, Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Phong Cuồng cùng nhau liên thủ, sử dụng pháp bảo, mỗi người thi triển một võ kỹ, hư không giống như là một miếng vải rách bị người ta tùy ý kéo rách, bị đánh thủng hoàn toàn, chảy loạn ào ào.
ba người dốc hết toàn lực ngăn cản tộc Tu La. Đáng tiếc, bọn họ quá yếu, khó mà ngăn cản được. Cờ mặt quỷ che lấp bầu trời, khẽ lắc lư một cái liền đánh rơi pháp khí của bọn họ, đồng thời xuyên thủng ba người. Phụt, 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 ba người ho ra máu, rơi xuống từ trên trời cao, đập thành một hố sâu. Bụp, một trận nổ vang lên, mây hình nấm tràn ngập chân trời, đại trận thành Hiên Viên hoàn toàn vỡ vụn. Giết, bảy người tộc Tu La, mấy triệu đại quân vong linh tràn vào thành Hiên Viên như thủy triều. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, chu diệt Trần Bát Hoang. Tất cả mọi người gần như đều điên cuồng, trong mắt chỉ có Trần Đức, xông thẳng về phía ao thần hỗn độn, muốn nhân lúc anh bệnh, đòi lấy mạng anh. Ngay lúc bọn họ đến gần Trần Đức, chỉ có cách chưa đến 1000 mét. Trời đất đột nhiên rung chuyển, bốn thản ảnh khổng lồ đột ngột bước ra từ trong hư không. Mục ngật của Mục Thị ở phía đông bảo vệ Trần Bát Hoang, ai dám tiến nửa bước, giết chết bất luận tội. Phong Vô Kỵ của tộc Phong trấn thủ phía nam, người tiến vào đây, giết không tha. Thương Nhất Khung của Thánh Địa Thái Thương bày trận ở phía tây. La Thắng Thiên của nhà họ La phụng mệnh ở phía bắc. Bốn thân ảnh vĩ đại giống như cột chọc trời, lại như bốn bức tường, cách Trần Đức 1000 mét, bọn họ vây quanh anh. Phong, La, Mục, Thánh Địa Thái Thương, người của bốn thế lực viễn cố lớn lúc này đã xuất hiện, bốn người đứng chắp tay, khinh thường nhìn xung quanh, xông về đại quân vong linh phía trước, chúng giống như vọt tới cối xay thịt, hề đến gần bốn người liền hóa thành phấn vụn trong im lặng. Không vượt tuyến thì sẽ sống. Vượt tuyến, chết. Bốn đại cường giả cấp tôn khủng khiếp đến đòi mạng, mỗi người trấn thủ một phương, mấy triệu đại quân vong linh thì sao? Là tinh anh thì sao? Ở trước mặt cường giả tuyệt đối, số người rõ ràng rất yếu ớt. Bốn đại cường giả chưa từng nhúc nhích phân nửa. Những người xông đến không ai còn sống. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Bên ngoài thành Hiên Viên, các tu sĩ cũng bị dọa sợ đến choáng váng. Đây chính là cấp tôn sao? Cấp thần không ra thì cấp tôn vỏ địch. Trong thiên hạ có mấy ai cấp thần? Ngước nhìn bốn thân ảnh kia, mấy tỷ tu sĩ không khỏi cảm giác khô miệng khô lưỡi, tràn đầy kính sợ. Hợp nhất, đối mặt với bốn vị cường giả, Tu Thiên Dưỡng chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Cùng dây đó, bù, hai, cờ mặt quỷ chập chờn, Tu Thiên Dương, Tu Thiên Lâm, Tu Thiên Chấn, Tu Thiên Nhất, Tu Thiên Tận, Tu Bách Hải, Tu Bách Sát, bảy người hóa thành u hồn, xông vào cờ mặt quỷ. Rào rào, cờ mặt quỷ bay phần phật, che kín hư không, lấp bầu trời, rất nhanh, một thân ảnh cao đến trăm trượng dần dần hội tụ. Đây là một hư ảnh do tử khí ngưng kết mà thành, hai tròng mắt đỏ thắm, sát ý đầy trời. Tay hắn cầm cờ mặt quỷ phất phơ. Trong phút chốc, trời đất đảo lộn, không gian giống như cô gái đế mặc cho người ta nắn bóp, không ngừng biến hình và sụp đổ, trong chu vi vạn vạn dặm thành Hiên Viên lúc này đều trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư không. Vù! Thân ảnh khổng lồ đột nhiên hít một cái. Mấy triệu đại quân vong linh bị hắn nuốt chửng. Có thể cảm nhận được rõ ràng. Khí tức của thân ảnh khổng lồ kia khi hấp thu lại đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Cấp tôn! Lại là cấp tôn. Nhưng, thực lực của hắn là đại tôn trong cấp tôn. Năm cảnh giới lớn cấp tôn. Sơ tôn, thế tôn, đại trí tôn, vô lượng tôn. Mỗi một cảnh giới lớn đều có một đường ranh giới, dõi mắt về phía 9 thế gia viễn cổ lớn và 3 thế lực viễn cổ lớn, ngoại trừ Hiên Viên anh hùng gia, người mạnh nhất trong tộc cũng chí là vô lượng tôn. Vô lượng tôn ở đại thiên thế giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Như nhà họ Hà thế lực yếu nhất trong 9 thế gia lớn vốn không có vô lượng tôn, mạnh nhất cũng chí là đại trí tôn. Đại trí tôn, trong thế gia viền cổ cũng tuyệt đối là chân bảo, hóa thạch sống siêu cấp, vốn sẽ không tùy tiện xuất thế. Cấp đại tôn cũng hiếm gặp. Có thể nói, đại tôn và đại trí tôn, những cường giả này sẽ không rời khỏi thế lực của mình, hàng năm đều bế quan tu luyện, trừ phi có một vài chuyện đặc biệt, nếu không sẽ không xuất quan. Giống như bốn người Mục Ngật, Phong Vô Kỵ, Thương Nhất Khung, La Thắng Thiên, trong đó Thương Nhất Khung mạnh nhất cũng chỉ là Thế Tôn, hơn nữa vẫn là Thế Tôn Ngũ Trọng Thiên. Đó là, cấm thuật của tộc Tu La, từ đó thu hoạch được thực lực mạnh hơn, Hiên Viên Vân Hải kiến thức sâu rộng, sắc mặt ông ta hơi ngây ra, trên mặt tràn đầy kinh hãi, cấm thuật này có thể duy trì nhiều nhất trong 10 phút, mà trong 10 phút này lại muốn giết mấy triệu tính mạng và 5 vị Thiên tự bối, 2 vị cường giả bách tự bối.
tộc Tu La này muốn cái gì? Vì sao cứ cố ý tru diệt cậu Trần? Giỏi lắm tộc Tu La, thật ác độc, bọn họ biết rõ không thể giết chết Trần Bát Hoang, chỉ là muốn lôi kéo bốn đại cường giả, đồng thời phá vỡ yên tĩnh. Hiên Viên Chiến vẻ mặt u ám, ông ta rất rõ, một khi có người ra tay, tiếp theo e là sẽ không còn yên ổn được nữa. Bốn người Mục Ngạt, Thường Nhất Khung, Phong Vô Kỵ, La Thắng Thiên đều trở nên chăm chú, không chờ bọn họ phản ứng, thân ảnh khổng lồ kia tiên phong, tay phải phất cờ mặt quỷ, tay trái giáng một trường từ trên trời xuống, đồng thời đánh giết bốn người. Ngăn hắn lại. 10 phút thôi, ngăn hắn lại. Bốn người liều chết xung phong, vây quanh thân ảnh khống phô, mỗi người sử dụng một bảo vật, cùng nhau chống đỡ một vùng đất đặc biệt, cách ly khỏi thế giới này, tạo thành một thế giới độc lập. Không ai có thể nhìn ra trong đây đã xảy ra đại chiến gì, mọi người chỉ nhìn thấy vùng đất đó không ngừng sụp đổ, không ngừng rung chuyển, trật tự đại đạo khi thì sụp đổ, khi thì xây lại, mang theo đại địa chấn trong chu vi vạn dặm, mặt đất nứt nẻ, núi lớn sụp đổ, sông hồ gầm thét, đây đều là dư âm năm cường giả cấp đại tòn mang tới. Một vài người tư chất xuất sắc, thậm chí chỉ nhìn biểu tượng, nếu có giác ngộ thì sẽ đột phá ngay tại chỗ. Chiến đấu giữa cấp tòn ngàn năm hiếm gặp. Hôm nay nhìn thấy, rất nhiều người đều sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào. Ầm ầm, cùng với chiến đấu bên này, lôi hải màu xanh kia đã sớm hạ xuống. Rõ ràng có thể thấy, bộ xương khỏ Trần Đức không nhúc nhích, giống như phiến lá gỗ chập chờn trong đại dương lôi hải bao la, nước chảy bèo trôi. Ầm, sấm đầy trời giáng xuống, xương cốt Trần Đức nứt ra, chia năm xẻ bảy. Xương cốt còn chưa rơi, lại một đường sấm sét giáng xuống, xương cốt nứt ra, trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Bên trong lôi hải, bóng dáng Trần Đức hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Chỉ còn lại hồn độn tử kim lôi lượn lờ, ly hỏa thiêu hủy. Mà Kích Định Thiên giống như còn có lĩnh trí, đang dây dưa với lõi kiếp, tiếng chuông vang lên bên tai không dứt. Trần Bát Hoang, đã chết rồi. Tôi đã không cảm nhận được khí cơ của hắn, nhưng tại sao vẫn còn ở lôi kiếp? Mau xem chỗ đó. Khi mọi người vằn cho rằng Trần Đức đã chết, rõ ràng có thể thấy bên trong lôi hải lóe lên một tia sáng chói. Đó là thần thức của Trần Đức. Thần quang sáng chói chang như mặt trời trong lõi hải, lấp lánh rực rỡ. Chỉ trong vài cái hít thở, xương cốt Trần Đức thiết lập lại, máu thịt tái sinh, bảo thế lại hiện. Anh đã trải qua tan biến và tái sinh, chẳng những không yếu, dường như càng mạnh hơn, thân xác có thể chống cự lại lôi kiếp. Soạt, Trần Đức chia tay, Kích Định Thiên bay ngược lại, anh lại một lần nữa xông lên bầu trời, đánh nhau với lôi hải màu xanh. Đây là cảnh tượng đáng sợ, anh giống như đang đánh nhau với trời, thân thế nhỏ bé, không lùi nửa bước, một lòng một dạ, không vì một chút loạn lạc ngoại giới mà phân tâm, sợi tóc màu xám cho lay động, hai tròng mắt lóe lên tia sáng yêu dị, chủ động nghênh đón bầu trời. Ầm ầm ầm, trời đất gầm thét như ngày tận thế, một vài tu sĩ vây xem không khỏi thụt lùi, bị chấn động. Giết! Đột nhiên, trong hư không truyền ra một tiếng vang nặng nề. Lại có người ra tay. Hơn nữa, không chỉ một người. Những người này vẫn giấu dung mạo thật như mọi lần, nhưng cũng không thể xem nhẹ, mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt bóng người lóe lên, không khí cũng trở nên đè nén, một ngạt, vô số người cảm thấy hô hấp cũng không thông. Sức hấp dẫn của ấn ký thiên tâm quả thực quá mạnh, không có thế lực lớn có thể chống lại giám giỏ của nó. Có được ấn ký thiên tâm, chứng tỏ tương lai ít nhất có thể bước vào hàng ngũ của thế gia viễn cố. Thậm chí hóa thân vào thần quốc cũng không phải không có khả năng. Giống như đã hẹn ước, giữa trời đất đồng thời xuất hiện 12 thân ảnh, 12 người thâm sâu khó lường, trong nháy mắt sỏng vào thành Hiên Viên, ra tay nhắm về phía Trần Đức. Bù! Chỉ có điều, ngay lúc bọn họ xông lên, cách Trần Đức 800 mét, lại có 3 thân ảnh phá không xuất hiện. Đây là cao thủ cấp tôn tộc Hiên Viên phái đến, đều là thế tôn, bọn họ phụng mệnh đến đây bảo vệ cho Trần Đức, 3 người đã rất già, dường như không còn nhiều thọ nguyên, dáng người lom khom, tóc thưa thớt. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. 3 người ở đó, trong nháy mắt hóa công kích của 3 người thành hư vô. Chính vào khoảnh khắc 4 người trong 12 người bị giết, những người này vốn không còn bao nhiêu thọ nguyên, ở thung lũng đầu người. Ôm theo tâm tư phải chết đến đây, cống hiến sức lực cuối cùng cho gia tộc và thế lực,
Dù sao, Hiên Viên anh hùng ở đây, cường giả chân chính thời kỳ toàn thịnh, có mấy ai dám tới đây xâm phạm. Lôi hải màu xanh chập chờn, không có bất kỳ ảnh hưởng với mấy vị cường giả, nhưng đối với Trần Đức mà nói lại tương đối khủng khiếp, dù anh trở nên mạnh hơn nhưng vẫn không ngừng bị thương, sắc mặt trắng bệch, thiên kiếp giống như muốn lấy mạng anh, mỗi lần lõi hải cuộn lại đều cực kỳ chí mạng. Dưới lôi hải, ba vị thế tôn tộc Hiên Viên và tám vị cường giả thần bí đánh nhau lẻn trời xuống đất, càn khôn đối ngược, thậm chí bốn người trong đó huyền hóa bản thế, bọn họ không phải người trong tộc, mà là tộc yêu, cơ thế khổng lồ lớn hơn núi cao, mỗi một hành động đều giống như sao băng rơi xuống. Trần Đức độ kiếp, toàn bộ thành Hiên Viên cũng không hề yên bình, thậm chí ở bên ngoài thành Hiên Viên đều xuất hiện từng khe hở trên đất, khe hở sâu đến chục ngàn mét, cũng có một vài chỗ có thể nhìn thấy dung nham dưới lòng đất. Giống như đất đai đều sắp bị đánh thủng, dõi mắt nhìn lại, hư không hay bầu trời đều rách dưới tan hoang, khỏng có nơi nào nguyên vẹn, chấn động lòng người. Trong hoàn cảnh này, cuối cùng Trần Đức đã vượt qua lôi kiếp màu xanh. Lôi quang đầy trời tiêu tán, ước chừng một đêm, lôi kiếp lại giáng xuống. Sau xích, kim, đen, xanh, tầng kiếp thứ 5 hạ xuống, đây là một mảng cuồng lôi màu tím, lôi hải hàm chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Chùm ánh sáng nóng rực huyễn hóa ra từng sinh linh kinh khủng, chúng không có bất kỳ tổn thương đến người khác, xuyên qua từng tầng không gian, lần lượt xỏng về phía Trần Đức. Trong phút chốc, Trần Đức bị đánh bay ra ngoài, kích định thiên trong tay suýt nữa rơi xuống. Phốc, một con thần ưng màu tím lướt qua, ngực Trần Đức lập tức bị xé toạc, lộ ra lục phủ ngũ tạng, máu tươi đầm đìa. Không chỉ là thân xác, thần thức của anh cũng bị thương, gần như bế tan tành. Có chút lảo đảo muốn ngã, duy trì kích định thiên trong tay vẫn hoàn hảo, nó vốn là thần binh, dù ngày trước thần hồn đã lìa đời, nhưng độ cứng cáp vẫn cực kỳ kinh khủng, lõi kiếp khó mà thiêu hủy. Trần Đức hít sâu, chống đỡ cơ thể, thần lực bất tử điều, từng miếng da cháy xém rơi xuống thì có từng mảng máu thịt mới xuất hiện, hơn nữa chân thật và cứng rắn hơn trước, long lanh lóe sáng, lộng lẫy chói lọi. Mọi người kinh hãi, phát hiện Trần Đức đã hoàn toàn biến lôi kiếp thành lịch luyện. Tạo cơ hội cho thân mình, cố ý dùng nó để cường hóa thể xác, cường hóa thần hồn. Lôi kiếp thứ 6 hạ xuống, đẩy là một mảng màu xanh mênh mỏng, cực kỳ giống biếm khơi xanh thẳm, sấm sét đan nhau, nghiêm túc mà nói, đó không thể tính là sấm sét được, mà là từng mảng thiên địa đại đạo đan xen, như đang diên hóa sát chiêu, chấn nhiếp tâm hồn. Thất trọng kiếp của Trần Bát Hoang dường như khác với người ta. Đúng vậy, đây cũng không phải lôi kiếp. Chắc chắn là đại đạo đang ngưng tụ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trên bầu trời như ngưng tụ ra một bức tranh, bên trong tranh ấn chứa sát khí vô tận, đó là ý chí của đại đạo thiên địa, giống như đang thật sự ngăn anh đột phá. Bọn họ trước giờ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy thất trọng kiếp như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy, ngay cả giọng nói của lão yêu hoàng cũng có chút phát rét, ông ta đoán lôi kiếp của Trần Đức sẽ rất kinh khủng, nhưng làm thế nào ông ta cũng không ngờ lại quỷ dị như vậy. Năm đó lôi kiếp của chủ nhân ông ta là Văn Nhân Hạo Nguyệt cũng không có dáng vẻ như vậy. Chẳng lẽ cậu ta còn kinh khủng hơn chủ nhân? Nghĩ đến đây, lão yêu hoàng có chút không dám tin, suy cho cùng, ấn ký thiên tâm của Trần Bát Hoang là được chuyến giao và kế thừa, vẫn có chênh lệch nhất định với hình thành ban đầu của chủ nhân. Nhưng, tại sao lôi kiếp của Trần Đức lại như vậy? Đây không phải đang độ kiếp, ngược lại giống đại đạo thiên địa đang xóa bỏ anh. Theo lý thuyết, không phải ấn ký thiên tâm tương hợp với đại đạo, được đại đạo thiên địa hỗ trợ sao? Trong lòng lão yêu hoàng sợ hãi, dù là ông ta cũng nghĩ không thông rốt cuộc tình hình là thế nào, tất cả trước mắt đã nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trong khoảnh khắc, trật tự đại đạo đếm không xuê từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng xuống Trần Đức. Tới đi! Trần Đức quát khẽ, dù là người bị thương nặng, nhưng vẫn tiến lên. Một giây kế tiếp. Kích định thiên đụng với đại đạo. Keng keng keng. Kích định thiên vù vù không ngừng. Rõ ràng có thể thấy trên thân nó xuất hiện vết lõm, đại đạo hạ xuống, kích định thiên trải qua 5 tháng vỏ tận cũng chưa từng bị mục nát lúc này lại tràn đầy khí tức bị 5 tháng ăn mòn, xuất hiện vết rỉ sét loang lổ, còn có từng vết nứt tràn ngập. Trong lòng Trần Đức kinh hãi, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, xoay nắm đấm đánh lên trời xanh. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp đánh trời xanh thành một lỗ thủng lớn, bức tranh kia cũng hơi rung rung. Nhưng, cũng chỉ là hơi rung thôi. Thứ Trần Đức phải trả giá lại là một cánh tay,
nổ tung thành xương máu, anh kinh hãi run rẩy, cảm nhận được khí tức tử vong. Bát Hoang, ổn định tinh thần, nhất định phải vượt qua kiếp này, Hiên Viên anh hùng bí mật truyền âm, mặc dù ông ta cũng không rõ tình hình, nhưng vẫn khích lệ Trần Đức, yên tâm độ kiếp, dù chưa từng vượt qua, tôi cũng sẽ đảm bảo cậu không chết. Ngoại giới, ba vị thế tôn tộc Hiên Viên và tám cường giả đang đại chiến, Đồ Văn Đại Đạo cũng không nhằm vào bọn họ, không ảnh hưởng chút nào đến bọn họ, mấy người đánh nhau long trời lở đất, núi lớn vô tận hóa thành bụi bặm, sông hồ đứt gãy khô kiệt. Cảnh tượng như vật khiến người ta sợ hết hồn hết vía, đám người hóng chuyện bên ngoài thành Hiên Viên liên tục thụt lùi, hoặc là trốn đến nơi xa thông qua truyền tống trận, hoặc là cô lập không gian mình đang đứng, nhưng thủ đoạn này không phải ai cũng có, chỉ có cường giả siêu cấp của thế lực lớn mới làm được. Vù! Trời đất lại rung chuyển một trận, trong tranh đi ẻn hóa ra ngàn vạn mũi tên nhọn xông về phía Trần Đức, một cây búa lớn quơ múa bố vào đầu anh, dây thừng đại đạo cũng đánh tới. Phốc! Trần Đức mạnh mẽ chống chọi, thân xác trong phút chốc bị hủy diệt cả trăm lần, mỗi lần tái sinh đều sẽ bị bổ đến nát tươm. Chủ nhân, cứ tiếp tục như vậy, e rằng Trần Bát Hoang sẽ chết trong lôi kiếp, ông vẫn chưa ra tay sao? An Nhã Hỉ nhìn thấy những thứ này, vẻ mặt phức tạp, chuyển hướng sang Trần Nguyên Vũ, nếu hẳn bỏ mạng, ấn ký thiên tâm cũng sẽ biến mất theo. Cô đang dạy tôi làm việc à? Trần Nguyên Vũ cũng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng cắt đứt lời cỏ ấy. Sắc mặt An Nhã Hy trắng bệch. Đúng vậy. Cô ấy chỉ là một nô bộc, nếu là bình thường, có lẽ cô ấy sẽ có thể đưa ra một vài đề nghị. Nhưng, trường hợp hỏng nay cô ta không có tư cách nói chuyện, Trần Nguyên Vũ tính trăm phương ngàn kế 30 năm, sắp đặt 30 năm, chính là vì ngày hôm nay. Ông ta đã chuẩn bị xong kế hoạch chu đáo, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. An Nhã Hy yên lặng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là đôi mắt nhìn về phía Trần Đức khi ẩn khi hiện lóe lên sự lo lắng. Trời đất hỗn loạn. Ba vị thế tôn tộc Hiên Viên đại chiến tám vị cường giả thần bí, liếc mắt nhìn lại, trời đất gào thét, bầu trời đang không ngừng sụp đổ, khắp nơi đều là máu tươi là tứ chỉ. Ba người này mặc dù đông đảo, đối mặt với ba đại thế tôn vẫn không giành được lợi ích nào, đánh đến mức khó hòa giải. Bên kia, bốn thế lực viễn cổ lớn đánh nhau với tộc Tu La, dường như đã gần đến hồi cuối. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy bốn người cũng bị thương nặng, người mang máu tươi, cũng may thân ảnh khổng lồ kia đã vô cùng yếu ớt, sắp không chống đỡ nổi nữa. So với cuộc chiến kinh hoàng giữa những cường giả này, hấp dẫn con mắt nhất phần là thất trọng kiếp của Trần Đức. Bức tranh bao phủ bầu trời, tản ra ánh sáng huyền ảo, diền hóa từng món pháp khí, rơi xuống và trấn áp trước mặt Trần Đức. Từng đường đại đạo giống như có người đang quất roi xuống, làm nứt củi mục. Cơ thể Trần Đức không ngừng tan hoang, lại không ngừng tái sinh, kích định thiên trong tay cũng sắp không chống đỡ nổi, đỏ bừng cả mảng, giống như sắp bị luyện hóa. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Đức mới hồi sinh máu thịt, trước ngực lại xuất hiện một lỗ máu, sắc mặt còn hơn cả người chết, không còn chút huyết sắc nào, giống như phết một tầng sơn trắng, vô cùng khó coi. Nhưng, từ đầu đến cuối anh vẫn đang đứng đối kháng với đại đạo. Lại một mảng thần quang tấn công tới, Trần Đức gắng sức ngăn cản, nhưng vẫn bị bay ra ngoài, nhưng lần này cơ thể anh vẫn không nứt ra thêm, chí bị thương ngoài ra một chút. Trải qua lôi kiếp hết lần này đến lần khác, thế xác của anh đã trở vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Huyết mạch bất tử điều bùng cháy, máu thịt của Trần Đức lại một nửa khôi phục như ban đầu, anh mang theo ly hỏa và hỗn độn tử kim lôi lại một lần nữa chủ động nghênh đón. Thiên kiếp tuy mạnh, đối với anh mà nói cũng là một loại lịch luyện. Thần thức, thế xác đều được thăng. Hoa! Cuối cùng, tầng lôi kiếp thứ 6 biến mất. Đại đạo hóa thành ánh sáng, tiêu tán giữa trời đất. Còn tầng cuối cùng, Trần Đức nuốt mấy viên đan dược với tốc độ nhanh nhất, vận chuyển âm dương kinh và thần lực bất tử điếu, cố hết sức hồi phục vết thương, chờ đợi tầng thiên kiếp cuối cùng hạ xuống. Xoạt! Xoạt! Sốt! Phía xa! Bốn đại cường giả Phong, Mục, La và Thánh Địa Thái Thương cuối cùng đã trở về, ai nấy đều trọng thương, sống sót từ trong nguy hiểm, chịu đựng thân ảnh cấp bậc đại tôn kia. Đáng tiếc, họ không giữ được cờ mặt quỷ. Thời khắc cuối cùng, cờ mặt quỷ bỏ chạy, giống như có linh trí, dù bốn người họ liên thủ cũng khổng giữ được nó lại. Bốn người trở về, lại một lần nữa ra tay tương trợ ba đại thế tôn tộc Hiên Viên. Phụt, phụt. Bốn đại cường giả trở về, cho dù người bị trọng thương,
liên thủ với ba đại thế tôn tộc Hiên Viên, ưu thế mang tính áp đảo, từng đường máu bắn tung tóe, tám người tới đánh trong khoảnh khắc chết không kịp thấp thỏm. Đại cục đã định, người đột kích đã chết hết. Suốt cả quá trình, Hiên Viên anh hùng thậm chí chưa từng xuất hiện. Có tộc Hiên Viên bảo vệ, không ai có thể quấy nhiều được Trần Bát Hoang. Đúng vậy, nhưng cảnh tượng như vậy quá lớn, bảy cao thủ cấp tôn, trong bóng tối còn có Hiên Viên anh hùng cấp thần, đội hình như vậy trong thiên hạ có mấy ai dám mạo hiểm. Dù Trần Bát Hoang không có cách nào vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng đủ kiêu ngạo. Hâm mộ muốn khóc, xung quanh vang lên tiếng bàn bạc, mọi người nhìn về phía bảy cao thủ cấp tôn, mặc dù bọn họ thắng, nhưng người bị thương nặng, lúc này đang trị thương, những người này vô cùng nghịch thiên, dù không có huyết mạch bất tử điếu. Nhưng cũng nắm được phương thức hồi phục khác, máu thịt tái sinh, nguyên khí sôi trào, trong vài trăm cái hít thở đã hồi phục hơn nửa. Vù. N. Lúc này. Trời đấy vù vù. Tầng lôi kiếp cuối cùng đã tới. Ầm ầm. Gió nối mây vần, lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác, trợn tròn mắt. Đó là gì? Cung điện, tại sao lại xuất hiện cung điện? Rốt cuộc là lôi kiếp gì? Mọi người không khỏi chấn động. Rõ ràng có thể thấy, trên 9 tầng mây lúc này lại hiện ra một tòa cung điện này nối liền nhau, nhìn không thấy cuối. Cung điện này không phải màu sặc đơn độc, trông rất sống động, trong cung điện khí tường thủy bay lượn, dị thú phi nhanh, cây cối sơn thủy cái gì cần có đều có. Cung điện nguy nga như núi, trùng điệp liên tiếp. Trần Đức cũng kinh ngạc, cái này, là lôi kiếp. Ừ, lão yêu hoàng chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, nghĩ đến một vài truyền thuyết lâu đời xa xưa. Đại đạo thiên địa sẽ ghi lại sự vật sự việc đã từng phát sinh trong cuộc sống, chỉ cần đủ mạnh sẽ lưu lại dấu trong đại đạo, từ đó thông qua một vài tình huống hiển hóa đặc biệt, rõ ràng. Cung điện kia đã từng thuộc về một thế lực lớn siêu cấp, nó được đại đạo ghi nhớ, rồi hiến hóa ra. Thằng nhóc Trần, cậu phải cẩn thận, độ kiếp của cậu khiến tôi nhớ đến một người, trong giọng nói của lão yêu hoàng tràn đầy sự chấn động và không thể tưởng tượng nổi. Ai? Da của nó đang ở trong biến thần thức của cậu nói xem. Trần Đức kinh hãi, bát thần. Mưa A lão yêu hoàng cực kỳ tập trung, nghe đồn hắn bị trời ghen tị, bước đi khó khăn, thuở thiếu thời độ thất trọng kiếp, trời hiện tiên cung, bị đại đạo xóa bỏ, cậu. Và nó rất giống nhau. Nói đến đẩy, lòng lão yêu hoàng nhảy lên. Bát thần từ khỉ ra đời được định trước là nghịch thiên, mà Trần Bát Hoang mặc dù cũng có một chữ bát, nhưng... Anh thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không xuất hiện tình huống đại đạo gì đó không hợp, sao lại có loại lôi kiếp này? Mau nhìn xem. Có người, trong cung điện có người. Con mẹ nó, gặp quỷ sao, độ kiếp sao có thể độ thành như vậy? Lúc này, ngoài thành Hiên Viên, một đám người hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì, trong cung điện trùng điệp lại xuất hiện một bóng người. Hắn giống như thần linh, im lặng không một tiếng động đứng ở đó. Hắn khoanh tay từ trên cao nhìn xuống Trần Đức. Trong phút chốc, trong lòng Trần Đức sợ hãi, anh cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Soạt, cùng giây đó, không gian xuất hiện từng trận nổ, thân ảnh kia giống như thần điếu nhìn xuống dưới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xé toạc không gian, để lại một tàn ảnh ngay tại chỗ, chưa đến một phần một ngàn cái hít thở đã đứng trước mặt Trần Đức, đôi mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng, một cái nhấc tay chính là một quyền, giáng xuống đầu Trần Đức. Lúc hắn khua tay múa chân đã động tới một mảng đại đạo, trưởng này kéo theo bầu trời cũng sụp đổ, trực tiếp phong tỏa Trần Đức. Một trưởng này cực kỳ kinh khủng, giữa lúc chập chờn, từng tầng điệp ấn liên hợp, đại đạo đều được hắn siết trong lòng bàn tay, bên ngoài rất rất xa thành Hãn Viên, các tu sĩ phải xem cũng cực kỳ chấn động. Đây là lôi kiếp sao? Sao đột nhiên lại nhảy ra một cung điện và một người? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Một chướng đơn giản hoàn toàn khóa kín Trần Đức, vốn không giữ lại cho anh đường lui. Ầm, cùng giây đó, Trần Đức giơ một trường đánh ra ngoài. Sóng ầm 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 vang lên, không gian đột nhiên nứt ra, xuất hiện lò xoáy đen cực kinh khủng. Rõ ràng có thể thấy, chỉ dùng một trường Trần Đức đã bay rớt ra ngoài mười mấy mét, toàn bộ cánh tay đều bị vặn thành phấn vụn, ánh sáng quanh thân trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Người này không phải thật. Trong lòng Trần Đức kinh hãi, thân ảnh trước mắt này cũng là đại đạo diền hóa thành, Linh Lung, lão yêu hoàng, hai người đã nhìn thấy loại chuyện như này chưa? Lời Trần Đức còn chưa dứt. Thân ảnh kia lại xuất hiện, lần này Trần Đức đã kịp chuẩn bị,
lấy hỗn độn tử kim lôi ngưng tụ ra cánh tay, lại một lần nữa nghênh đón. Một trường này gần như che khuất bầu trời, lôi hải màu tím vàng và điện mang trực tiếp tràn ngập địa vực, thân ảnh đó cũng chìm vào trong đó. Bụp! Trong nháy mắt, thân ảnh kia trở nên mơ hồ. Nhưng, không tới nữa cái hít thở, hắn lại ngưng tụ, khi đến gần Trần Đức, vùng ánh sáng chói lọi vọt thẳng lên trời, động tác vô cùng nhanh và mạnh, ước chừng nửa cái hít thở, hoàn toàn đại chiến với Trần Đức. Đây là một trận chiến đấu vô cùng gay cấn, Trần Đức rơi vào khổ chiến, nhưng may mà sau khi trải qua mấy tầng lôi kiếp trước đó, dù là thản xác hay thần thức, anh đều đề thăng đến trình độ nghịch thiên, cộng thêm tự tại thần ma công, thực lực của anh vượt quá cường giả đồng cảnh giới, còn có thể đánh một trận. Nếu đối lại là bất kỳ ai đó, đối mặt với hình người đại đạo diễn hóa này, chí sợ vừa bắt đầu một chướng đã chết rồi. Hỗn độn tử kim lôi và ly hỏa sen lằn, bơi trong đại đạo, thân ảnh đó giống như thiên thần, trở nên vô cùng khổng lồ, nhất cử nhất động không chỉ bao hàm đại đạo khủng khiếp, còn có 6 tầng lôi kiếp trước đó, cùng với một vài võ kỹ thần thông chưa từng thấy. Bụp! Cuối cùng, sau 2-3 canh giờ, đại chiến dừng lại, thân ảnh kia tiêu. Tán! Trần Đức toàn thân là máu tươi, gần như đứng cũng không vững, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn, tu hành của anh khác với người ta, không bị đạo quấy nhiều, nhưng bản thân lại lĩnh ngộ một vài quý tích đại đạo, những đại đạo này đã trải qua chắt lọc, hóa thành con đường của bản thân anh. Ý chí Trần Đức cứng rắn như sắt thép, không có gì có thể đánh sập, dù toàn thân bị thương, ngàn cân treo sợi tóc, cơ thế vẫn thẳng tắp. Cuối cùng đã vượt qua rồi sao, Lĩnh Lung lẩm bẩm, lôi kiếp vừa rồi mặc dù cô ta chưa từng thấy qua, chỉ là nghe thấy, nên không đưa ra ý kiến mang tính xây dựng. Trên thực tế, loại chuyện độ kiếp này, ý kiến của người khác cũng vô ích, chỉ có bản thân mới có thể vượt qua. Trên 9 tầng mày, cung điện kia trở nên mơ hồ, sau mười mấy cái hít thở đã hoàn toàn biến mất. Chân trời rất lâu sau mới yên ổn. Hồi lâu vẫn chưa xuất hiện lôi kiếp. Mới. Thất trọng kiếp đã độ qua rồi. Sao? Cuối cùng Trần Bát Hoang đã vượt qua lôi kiếp, tiến vào cấp thiên. Không sai, thất trọng kiếp lần này mặc dù không giống tầm thường, nhưng quả thật vẫn chỉ có 7 tầng, cuộc đời này có thể nhìn thấy lôi kiếp, chết cũng đáng. Tầng lôi kiếp cuối cùng khiến không ít người hiểu ra, không ít người cũng được đề thăng, đột phá. Dù sao, đó là diễn hóa của đạo. Tất cả đạo đều bày trước mặt của bọn họ. Dù tư chất bình thường cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo thiên địa bằng cách tự nhiên. Tu hành vốn dĩ phải đến gần đạo, phải lấy được sự cho phép của đại đạo, không phải sao? Ngay cả Trần Nguyên Vũ cũng thu hoạch rất phong phú, mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng ông ta thật sự có một loại cảm giác đột phá. Soạt! Đúng lúc này, một đường thần mang sông thắng lên trời, đó là ánh sáng cơ thể Trần Đức đang nở rộ, sâu trong thần hồn tại vị trí của thiên lĩnh cái đang xuất hiện một đợt sóng kỳ dị, tinh nguyên giữa trời đất không ngừng hội tụ về phía anh. Cùng giây đó, rõ ràng có thể thấy, chẻn chán anh lan tràn và bao trùm từng đường vân. Đó là ấn ký thiên tâm. Ấn ký thiên tâm của hắn đã hoàn toàn thức tính. Lúc này mấy trăm triệu người hoàn toàn xôn xao, cực kỳ chấn động, bọn họ cảm thấy nguyên khí của bản thân đều tự động rời khỏi cơ thể, nhào về phía Trần Đức, ở đó giống như có một cái động không đáy đang điên cuồng hấp thu, chiếm đoạt nguyên khí. Chính vào bây giờ, lúc này, dưới bầu trời tăm tối, không biết ai đang hét lớn. Cùng giây đó, lại có người ra tay. Lần này không phải người, là một con cóc, nó từ xa nhảy tới, giống như một ngọn núi lưới xê dịch, chỗ nó đi qua, gần như tất cả mọi người đều tránh né, không ai dám cản đường nó. Không có cách nào khác. Con cóc này quá kinh khủng, không chỉ là thực lực, tướng mạo cũng kinh khủng muốn đòi mạng, cao đến cả trăm trượng, trên lưng lồi lên từng bọc mủ, lượn lờ khí tức tử vong. Nó tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến bầu trời thành hiên viên. Là nỏ, nỏ lại xuất hiện. Con cóc lưu, cái tên lưu lạc tứ phía được gọi là con cóc lưu lạc. Không phải truyền thuyết nói 60.000 năm trước rơi vào cấm địa nào đó nên đã chết rồi sao? Nó vẫn còn sống. Trong nháy mắt có người nhận ra thân phận của con cóc kia, lai lịch của nó quá dọa người. Con cóc lưu lạc đã sớm nối danh từ 700.000 năm trước. 60.000 năm trước đã là cường giả siêu cấp tôn. Cuộc đời của nó là một truyền kỳ, thời niên thiếu tạo ra từng bộ ma công, cho dù hôm nay còn lưu truyền thiên hạ, được mọi người tôn sùng là chí bảo,
Ngoài ra, tính cách của nó rất cổ quái, giết người tàn ác, cũng tương đối nổi danh. Hề không hợp với suy nghĩ có nó đều sẽ giết. Trần Bát Hoang vừa vượt qua lôi kiếp, đang trong thời kỳ suy yếu, lúc này nó mới ra tay, nắm bắt thời gian quá tốt. Đúng vậy, hơn nữa vết thương mấy vị cường giả cấp tôn thành hiên viên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Con cóc lưu lạc bây giờ chắc chắn là tồn tại cấp đại tôn. Người vây xem đều biến sắc, bàn luận sôi nổi. Một vài người đứng khoảng cách khá gần với con cóc lưu lạc đều run lấy bấy, không dám nói lời này. Ầm ầm. Hai. Cùng giây đó, giống như phô trương thực lực của bản thân, một trận sóng khủng khiếp chập chờn trên người con cóc lưu lạc. Trong phút chốc, các tu sĩ cách nó khá gần trực tiếp quỳ xuống, giống như lưng gánh từng ngọn núi lớn, căn bản không thể đứng vững, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí còn nổ tung tại chỗ, hóa thành máu. Khí tức này, đại chí tôn, nó là đại chí tôn trên CS tôn. Làn sóng như vậy lập tức khiến người ta nhận ra cảnh giới của nó, lập tức có vô số tu sĩ chạy trốn, lùi ra ngoài ngàn dặm, không dám đến gần nữa. Đại chí tôn. Đây chính là cảnh giới trên đại tôn. Cảnh giới như vậy, nói không khoa trương. Mấy cường giả cấp tôn bảo vệ Trần Đức trong thành hẽn viên chí đáng là thằng em. Ha! Một cái chớp mắt. Con cóc lưu lạc há miệng thật lớn, đầu lưỡi dài nhanh như chớp, sắc bén hơn kiếm, trong nháy mặt xuyên thủng thành hiên viên, đến gần mấy cường giả cấp tôn cách Trần Đức không xa. Mấy cường giả cấp tôn trong nháy mặt biến sắc, đối mặt với chênh lệch cảnh giới, bọn họ vốn không có khả năng chống chọi. Ngay cả cơ thể cũng bị giam cầm, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy đầu lưỡi khổng lồ kia cuốn tới. Trong nháy mắt, ba cường giả tộc hiên viễn là hiên viên Vân Hải, hiên viên Chiến, hiên viên Phong Cuồng cùng với cường giả cấp tòn của bốn thế lực viền cố lớn, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, đến bò cũng không bò dậy nổi. Ai nấy đều tràn đầy tuyệt vọng, giống như nhìn thấy tử thần. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong nháy mặt, lại một đường khí tức khủng khiếp giáng xuống. Đồng thời, cách đó không xa xuất hiện một con chuột khổng lồ, cơ thể nó còn lớn hơn long tượng mấy lần, râu dài giống như từng cây kim loại dài nhọn, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Lại là một cường giả, khí tức của nó không thua kém gì con cóc lưu lạc. Con chuột gian xảo Thư Trung Vương, nó cũng muốn ra tay với Trần Bát Hoang. Nó vừa xuất hiện liền có thế hệ trước nhận ra nó. Danh hiệu của con chuột không hề yếu hơn con cóc lưu lạc, nó và con cóc lưu lạc được gọi là cặp đôi phá hại đại thiên, tu sĩ chết trong tay chúng ít nhất cũng trên 100 triệu. Không đúng, ấn ký thì ẻn tâm sống ở tộc nào, cũng chỉ có người ở tộc đó kế thừa được, Trần Bát Hoang là tộc người, con cóc lưu lạc và con chuột gian xảo đều là người tộc yêu, tại sao bọn chúng lại muốn tới nơi này, có người nghi ngờ, thật sự rất khó hiểu. Hai tẻ này đều là cường giả siêu cấp cổ xưa. Năm xưa mặc dù sát phạt vỏ số, nhưng gần chục ngàn năm nay không thấy tung tích của bọn chúng, lúc này sao lại nhảy ra. Cho dù bọn chúng đến cướp ấn kỳ thiên tâm, bản thân cũng không có được đâu. Huống chi, thành hiên viên còn có hiên viên anh hùng. Với tính cách của bọn chúng, xuất hiện ở đây không hề hợp với lẽ thường. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi con chuột khổng lồ hạ xuống, lại có khí tức khủng khiếp tới gần. Một con mãng xà hai sừng quanh co phập phồng đi tới, giống như một con sông dài uốn lượn, vỏ cùng khiếp người, ngoài ra còn có một cây đại thụ che trời hiện lên từ hư không, đại thụ già nua, cành lá đầy trời, bao phủ trời đất. Bên khác, một con vượn đỏ khổng lồ mọc cánh đang chạy tới, mỗi bước đều khiến trời đất rung chuyển. Nhưng tên này đều là cường giả siêu cấp, cổ xưa không thể cổ xưa hơn, khí tức trên người đều không thua gì con cóc lưu lạc, thậm chí còn mạnh hơn nó, chấn nhiếp lòng người. Vẫn chưa xong. Khi mọi người vẫn đang chấn động, ở chân trời đột nhiên xuất hiện một lá cờ khổng lồ. Trên lá cờ, một chữ Trần tung bay đón gió. Ngay sau đó, bốn phía thiên địa hiện ra cung điện, chiến thuyền, chiến hạm, trước cung điện có tu sĩ đứng dày đặc. Liếc nhìn, có ít nhất 400-500 triệu người. Thanh thế vô cùng lớn. Khi bọn họ xuất hiện, giữa trời đất, mọi âm thanh đều yên lặng. Thậm chí cũng không ai dám bàn tán hay lên tiếng. Cùng giây đó, Trần Nguyên Vũ dậm chân nhảy lên trời, dùng tư thái của cường giả siêu cấp nhìn xuống thành hiên viên. Mà lúc này, cóc, chuột to, rắn lớn, cây già,
Vượn Đỏ và người của nhà họ Trần đều cúi thấp đầu với Trần Nguyên Vũ, giống như đang hành lễ. Trần Nguyên Vũ không quan tâm đến bọn chúng, ông ta dùng giọng điệu ra lệnh, nhìn xuống Thành Hiên Viên, lãnh đạm nói, Trần Bát Hoang, đây là quà ra mắt tôi chuẩn bị cho cậu, cậu hài lòng chứ? Giọng Trần Nguyên Vũ như sấm, không có bất kỳ giấu giếm, đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống quần hùng. Thời khắc ông ta đi ra, tất cả mọi người đều chấn động. Những cường giả này đều do ông ta mời tới. Chính xác 100%, những người đó hình như rất kính trọng ông ta. Ông ta có tài đức gì chứ, tôi thấy cảnh giới của ông ta nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá cấp quân đâu. Ngoài vạn dặm, có người xì xào bàn tán, nói rằng mấy người này rất mạnh, ấn dấu trong không gian, nhìn cảnh tượng phương xa, từng người mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Trần Nguyên Vũ mặc dù đến từ họ Trần, nhưng địa vị ông ta ở nhà họ Trần không tính là cao đúng không? Cùng lắm cũng chỉ ở hạng trung. Mà lúc này, ở phía chân trời, từng thân ảnh đông đúc, giống như hơn phân nửa nhà họ Trần đều dọn đến. Vậy cũng được, dù sao cũng đều là người nhà họ Trần, tất cả đều là vì ấn ký thiên tâm. Nhưng con cóc, chuột to, cây già, vượn đỏ, những con này đều là cự phách của tộc yêu, gần như là tồn tại trong truyền thuyết, hoặc bế quan hàng năm. Hoặc được đồn đại đã chết, nhưng bây giờ lại cùng nhảy ra giúp đỡ Trần Nguyên Vũ, ông ta dựa vào cái gì? Nhưng, nghỉ hoặc của bọn họ nhanh chóng có được câu trả lời. Các tộc thiên hạ, nhận pháp chỉ thần đế, không trở thành hiên viên đáp lại, Trần Nguyên Vũ phất tay lên, trong tay xuất hiện quyển trục dần dần mở ra, một hàng chữ lớn vàng rực rỡ hiện lên hư không. Thần đế hạ lệnh Trần Nguyên Vũ đưa Trần Bát Hoang về thần quốc Vĩnh Hằng. Các tộc thiên hạ nếu có ai ngăn cản hay quấy nhiều, giết hết. Một hàng chữ đơn giản nhưng lan tràn một loại thần uy vô thượng, cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt dòng chữ hiện lên nhức mắt, tất cả mọi người đều cảm giác một vị thần đứng trước mặt bọn họ, thần uy cuồn cuộn, ép bọn họ không thở nổi, cho dù là mấy tên cực phách tộc yêu lúc này cũng cúi đầu, mặt lộ vẻ kính sợ, gần như sắp quỳ xuống. Pháp chí của thần đế. Chẳng trách, có thần quốc Vĩnh Hằng chống lưng. Những cự phách tộc yêu này giúp ông ta cũng không lạ. Nhà họ Trần cũng dựa vào thần quốc Vĩnh Hằng mới có ngày hôm nay, thần đế có chỉ, bọn họ sao dám chống cự. Pháp chỉ của thần đế. Thần quốc Vĩnh Hằng, pháp chỉ trí. Cao. Chỉ ý vừa ra, ai dám cãi lại, ai dám chống cự. Đừng nhìn 12 thế lực viền cố lớn đã là thế lực hạng nhất ở đại thiên thế giới, nhưng ở trước mặt bất kỳ nước nào trong 4 nước lớn. 12 thế lực lớn dù có liên thủ cũng không đáng nhắc tới. Nói không khoa trương chút nào. Thần quốc Vĩnh Hằng dậm chân một cái cũng có thể tiện tay diệt thế lực viễn cố hay gia tộc. Lúc này, pháp chí thần đế ở đây, còn ai dám lổ mãng? Trong bóng tối, một vài người chuẩn bị ra tay, mượn gió bẻ măng, ai nấy đều rút lui, không dám có suy nghĩ gì khác. Không ai hoài nghi tờ pháp chỉ này là giả. Không có gì khác. Ai dám ngụy tạo pháp chỉ của thần? Đế! Nhà họ Trần! Nhà họ Trần là cái đếch gì? Mặc dù là một gia tộc viễn cổ, nhưng nói khó nghe một chút cũng chỉ là con chó mà thôi. Có lẽ ngay cả chó ở bên cạnh thần đế cũng không bằng. Cho dù bọn họ có hàng tỷ tỷ lá gan, bọn họ cũng không dám ngụy tạo pháp chí của thần đế. Tên khốn này ngay cả thần đế cũng lôi ra, đúng là muốn đẩy mình vào chỗ chết. Trong thành hiên viên, Trần Đức mắt đỏ ngầu, lúc này người anh mang trọng thương, cần thời gian hồi phục và tiến hành đột phá cuối cùng. Nhưng Trần Nguyên Vũ lại chọn thời điểm này để ra tay, còn mời nhiều cường giả ra mặt, thận trọng như vậy chứng tỏ tình thế rất bắt buộc. 4 vị cường giả cấp tôn nhà Phong, Mục, La và Thánh Địa Thái Thương lúc này đều kinh hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, bọn họ đứng trong thành hiên viên, giống như kẻ địch của thần quốc Vĩnh Hằng. Gây thù địch với thần quốc Vĩnh Hằng sẽ có kết quả gì? Bọn họ không dám nghĩ. Đến bảo vệ Trần Đức, bước đi này có phải đi nhầm không? Hiên viên anh hùng, pháp chỉ của thần đế ở đây, còn không mau quỳ xuống nhận, chờ đợi đến bao giờ, Trần Nguyên Vũ vô cùng tự tin, từ đầu đến cuối nhìn xuống thành hiên viên, giống như một cự phách dáng thế. Lúc này, không ai có ý kiến nữa. Có pháp chỉ của thần đế. Trần Nguyên Vũ liền có vốn liếng để kiêu ngạo. Các cường giả đại trí tòn cóc, chuột to, rắn lớn, cây già, vượn đỏ cũng phải cúi đầu, không phải sao. Hiên viên anh hùng, ra ngoài đón. Chịp.
Hiên Viên Anh Hùng, ra ngoài đón. Chỉ. Hiên Viên Anh Hùng, ra ngoài đón. Chỉ. Cùng lúc đó, hơn 100 triệu người nhà họ Trần phát ra tiếng thét rung trời, tiếng vang ầm ầm khiến hơn nửa Nam Hạ Châu, rõ ràng có thể thấy nghe rất rõ, đinh tai nhức óc. Nhưng, Hiên Viên Anh Hùng đâu? Từ đầu đến cuối ông ta không xuất hiện, giống như không ở trong thành Hiên Viên, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thấy một chút tung tích nào của ông ta. Bên trong thành, Trần Đức ngồi xếp bằng trên đất, càng không để ý quá nhiều đến Trần Nguyên Vũ, bắt đầu chuyên tâm khôi phục thực lực, chuẩn bị một lần đánh vào cảnh giới. Đây là điều duy nhất anh có thể làm hiện giờ. Chỉ có đột phá, anh mới quyền lên tiếng. Không nói đúng không, vậy Trần Nguyên Vũ tôi hôm nay sẽ xông vào thành Hiên Viên, Trần Nguyên Vũ lạnh lùng nói, cực kỳ kiêu ngạo. Lời vừa dứt, cùng giây đó, người nhà họ Trần di chuyển. Lũ lượt như thủy triều, từng người từ bốn phương tám hướng xông vào thành Hiên Viên, người trong thành đã không còn ai, bọn chúng bắt đầu phá hoại, phá hủy cung điện, san bằng núi, cắt đứt dòng sông, dõi mặt nhìn thấy một cảnh. Ầm, từng tiếng nổ ầm ầm vang dội, thành tường sụp đổ, núi lớn bị thiêu hủy, tất cả đều hóa thành phấn vụn, hóa thành bụi. Không ai dám tiến lên ngăn cản. Pháp chỉ thần đế dày đặc trên không trung, đừng nói là người khác. Người của tộc Hiên Viên không có mệnh lệnh của Hiên Viên Anh Hùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 400 triệu người của nhà Trần, từ ngoài vạn dặm nhìn lại giống như kiến kết thành đoàn đang điên cuồng nuốt trọn tất cả. Đây là đang đạp vào mặt tộc Hiên Viên đó. Thành Hiên Viên mấy chục ngàn năm không ai dám cản rỡ, vừa vào liền bị người ta lăng nhục như vậy. Hiên Viên Anh Hùng đâu, còn không mau ra tay. Khả năng đã chạy mất rồi, mặc dù Hiên Viên Anh Hùng cũng là thần. Nhưng vẫn kém xa vị thần đế kia của nước Vĩnh Hằng. Nhà họ Trần nhất định phải lấy được ấn ký thiên tâm. Ha ha, Hiên Viên Anh Hùng cũng chỉ đến vậy thôi, Trần Nguyên Vũ cười nhạt, có thể nói, Hiên Viên Anh Hùng là kẻ địch lớn nhất của ông ta trong chuyến đi lần này, nhưng kẻ địch này đến tận bây giờ vẫn úp úp mớ mở, rụt cố ấn núp, khiến ông ta vô cùng thất vọng. Ông ta làm ra chiến trận lớn như vậy, thậm chí phải trả một cái giá lớn như vậy mới thuyết phục thần đế hạ pháp chí xuống. Đế có thể lấy được ấn ký thiên tâm không một chút sơ suất. Thậm chí, lá bài tẩy của ổng ta không chỉ như vậy, còn có hậu thủ. Nhưng, bây giờ xem ra hình như, quá đơn giản. Cũng không cần năm đại chí tôn ra. Tay, vỏ vị, Trần Nguyên Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó nhìn năm đại chí tôn ở phía xa, hời hợt nói, chư vị, không thế đế chúng ta có chuyến đở dây tay không, ra tay đi, mang Trần Bát Hoang qua cho tôi. Nhớ kỹ, tôi cần người sống. Bề ngoài Trần Nguyên Vũ bình tĩnh. Nhưng thực tế nội tạm lại rất kích động và run rẩy. 30 năm qua, ông ta dùng trăm phương ngàn kế, chờ đợi đến ngày hôm nay, chính vào lúc này, ông ta không chỉ kích động, mà còn rất cẩn thận, Hiên Viên Anh Hùng từ đầu đến cuối không xuất hiện, mặc dù ông ta chắc 99% người đó đã chạy rồi. Nhưng, còn 1%, không phải sao. 1% ngoài ý muốn, một khi giáng xuống chính là 100%. Vì vậy, Trần Nguyên Vũ không đích thân tiến vào thành Hiên Viên. Dù sao ông ta cũng chỉ là cấp quân mà thôi, cách cấp tôn còn kém rất rất xa, nói không khoa trương, một sợi tóc của Hiên Viên Anh Hùng trong nháy mắt có thể giết ông ta, hai người không cùng một đẳng cấp. Thứ ông ta phải làm chính là đợi. Có thể đế người khác đi mạo hiểm, tại sao ông ta phải đi? Được. Cùng giây đó, con cóc lưu lạc ra tay, nó không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này, từ đó được thần đế khen ngợi, có thế lại được trá lại bên cạnh thần đế. Một tiếng kêu lớn vang lên, nó lại thè cái lưỡi dài muốn bọc lấy Trần Đức. Bốn đại chí tôn còn lại thì lạnh lùng đứng nhìn, không có ra tay. Một Trần Bát Hoang thôi mà, dùng đến bọn họ đúng là chuyện bé xé ra ta. Thứ bọn chúng phải làm là phòng bị Hiên Viên Anh Hùng. Xích xích, lưỡi dài như lưỡi dao sắc bén, tiến về phía trước. Tốc độ rất nhanh, rất mạnh, rất chính xác. Gần như cùng giây đó. Xuyên phá hư không, xuất hiện cách Trần Đức chưa đến 1 mét. Ngay cả ba đại thế tôn của tộc Hiên Viên cũng không phản ứng kịp, tốc độ kia thật sự quá nhanh, lúc bọn họ nhìn thấy thì đã không kịp rồi. Điều quan trọng nhất là, Hiên Viên Anh Hùng không ra tay. Rõ ràng có thể thấy. Chẽn lưỡi của con cóc có từng chiếc gai ngược, càng lúc càng gần Trần Đức. 1 mét,
nửa mét, 10mm. Lúc như này, cho dù là hiên viên anh hùng cũng tuyệt đối không kịp ra tay. Bản thân Chân Đức thì sao? Dường như anh không phát hiện được, vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, đang hồi phục cơ thể. Ở phía xa, Tô Y Y, Thích Thiện, và cả tất cả mọi người cảm thấy Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Thậm chí có những người bắt đầu thở dài. Rơi vào trong tay Trần Nguyên Vũ có thể có kết cục tốt gì chứ? Cho dù còn sống, không còn ấn ký thiên tâm, sau này cũng chỉ là kẻ bỏ đi. Nhưng liền sau đó, phì, đúng lúc cái lưỡi đó cách Trần Bát Hoang chưa đến 1mm, đột nhiên, một trận hoa máu vụt lên. Lưỡi của con cóc, phía đầu lưỡi lại, vỡ ra. Tất cả mọi người kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả bản thản con cóc Lưu Lạc cũng không rõ. Lưỡi của nó lại mọc ra, rồi tiến lên. Am! Không hề bất ngờ, lần này lại vỡ. Hơn nữa, lần này không chỉ là phần đầu lưỡi, cả cái lưỡi dài khổng lồ như cây trúc đứt lìa từng khúc, cho đến trước miệng con cóc mới dừng lại. Tĩnh lặng! Cảnh này khiến cả vùng trời đất hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm cái miệng máu thịt lằn lộn của con cóc, đều thộn người. Tuy đối với con cóc Lưu Lạc, những thương tích đó chỉ là thương ngoài da. Nhưng, mẹ kiếp, con cóc Lưu Lạc đó là đại chí tôn đấy. Đừng nói bị thương ngoài da, cho dù một cọng lông của nó, trên đời có mấy người có thể làm nó bị thương. Không chỉ là các tu sĩ, ngay cả bốn đại chí tôn còn lại và Trần Nguyên Vũ cũng kinh ngạc ngây người. Mà hơn 100 triệu người tàn sát bừa bãi trong thành hiên viên cũng dừng động tác theo bản năng, ngẩn người nhìn Trần Đức, nhìn con cóc Lưu Lạc đó, tỏ vẻ kinh hãi, không tự chủ dừng bước chân, không dám hành động nữa. Dù sao, người có thể khiến con cóc bị thương ngoài ra thì có thể lấy được tính mạng của họ. Lúc này, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ, xung quanh Trần Đức hiện lên từng trận văn, những trận văn này lấy 1mm quanh người anh làm ranh giới, lóe lẻn quang hoa rực rỡ, trận văn quỷ dị như máy xay, bảo vệ anh nghiêm ngặt, thứ diệt trừ cái lưỡi, là những trận văn đó ư. Trong lúc mọi người kinh hãi, nghi hoặc, đột nhiên, giữa trời đất, ánh sáng lóe lên, trong quang hoa nhiều màu sắc, rất nhanh, mọc ra máu thịt, làn da tinh khiết như tuyết thấp thoáng dưới hào quang đó, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngây người. Đẹp, thực sự quá đẹp. Làn da như ngọc, thân hình lung linh, tuyệt đối là đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, bộ váy dài màu tím, cao quý và nho nhã, giống như công chúa đến từ trời cao. Nhưng trong con mắt sáng đẹp dưới lông mi dài đó, lại lóe lên vẻ lạnh nhạt và âm lạnh. Dưới đôi chân ngọc thon dài, đôi giày dầm một trận văn, đi vào khóng chung, cỏ ta bước đi, trận vản xung quanh cơ thể Trần Đức cũng bắt đầu từ từ mở rộng ra. Rất nhanh, như một tòa cung điện bao quanh Trần Đức. Năm tên đại súc sinh, khá lắm. Linh Lung Đảo nhìn xung quanh, ánh mắt lướt đến con cóc, đại xà, vượn đỏ, cây cố, chuột khổng lồ, bọn chúng đứng ở năm hướng, bản thế vô cùng đáng sợ, giống như yêu hoàng giáng xuống, trấn áp một phương. Nhưng khi Linh Lung lướt nhìn bọn chúng, lại tỏ ra rất thản nhiên, thậm chí, còn có vẻ khinh thường rõ ràng. Chỉ là một đám cá thối tỏm nát thôi, bản thiếu thư khuyên chúng mày, đến từ đâu thì cút về đó, dù sao, với cơ thể súc sinh tu luyện đến hôm nay cũng không dễ dàng. Giọng nhỏ nhẹ như có ma lực bay khắp bốn phương tám hướng, hoàn toàn lọt vào trong tai mỗi người. Bọn họ bỗng nở người, không thể tin nổi nhìn bóng hình xinh đẹp đó. Hơi thôn người. Nhìn thế nào cô gái này nhiều nhất cũng chỉ là cấp thế tôn thôi phải không? Lấy đầu ra dũng khí ăn nói với năm đại chí tôn như vậy. Chỉ vì xinh đẹp ư? Xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn mà. Cỏ gái, cô, đã chọc giận tỏi thành công rồi. Trong miệng con cóc bùng phát ra một giọng thô lỗ, sau đó, từng cái bao lớn trên lưng bắt đầu nối lên. Ầm ầm ầm. Lát sau, vô số cột trụ nước vọt lên tầng mây. Như đầm lầy màu đen, bỗng chốc lấp đầy đại địa, những chỗ bùn bẩn màu đen tràn đến, tất cả đều bị mục giữa ăn mòn, như đầm lầy hồng thủy giáng xuống, sôi sục, ùn ùn kéo đến tràn về phía thành hiên viên. Ngoáo! Đồng thời, con cóc tung người nhảy lên, dẫm vào bùn lầy màu đen, mau chóng xông về phía Linh Lung, giơ móng vuốt, như núi lớn ẩm ẩm xuống. Ngoài thành hiên viên, Trần Nguyên Vũ cau mày, ông ta nhìn chằm chằm Linh Lung. Lại không nhìn rõ lai lịch của đối phương, vì để an toàn, trực tiếp nói với bốn đại chí tôn khác, các người cũng ra tay đi. Gru, vượn khổng lồ màu đỏ gầm thét,
không nói nhiều, một chưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập về hướng Linh Lung, che lấp bầu trời, như chim ưng bắt gà con, điên cuồng vô tận. Đại xà cũng hành động, cách mấy trăm mét, cái đuôi khổng lồ đã đánh về phía trước, trong lúc vung đuôi, bầu trời như bị đánh ra một đoạn khoảng chân không. Xoạt! Toàn thân Thử Vương phát ra ánh vàng, hai con mắt tanh máu, lông tóc trên người dựng đứng, lập tức tiến vào thành Hiên Viên. Cuối cùng cái cây già còn lại ra tay, nhưng nó là kẻ mạnh nhất trong năm người, ra tay sau đến nơi trước, cây cố chọc trời như cột trụ trời cắm sâu vào lòng đất, sau đó, chuyện chấn hãi lòng người đã xảy ra, phía trước, cả thành Hiên Viên lại bị nó lôi lên, cành cây lập tức thu lại. Xoa tơ! Cả thành Hiên Viên lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành bột vụn. Cùng lúc đó, bốn đại chí tôn cũng tấn công đến, che lấp hoàn toàn trong bán kính vạn dặm, trong thành trì truyền ra tiếng kêu gào, la hét thảm thiết, mấy trăm triệu người nhà họ Trần ở bên trong, hơn một nửa hóa thành vũng máu, xương trắng chồng chất, xác chất thành núi. Năm đại chí tôn ra tay, vốn không quan tâm sự sống chết của loài người, càng không nể mặt nhà họ Trần chút nào. Trực tiếp giết chết. Chí tôn nối giận, máu chảy ngàn dặm. Năm đại chí tôn cùng ra tay, đối với thành Hiên Viên hoàn toàn là ngày tận thế. Có thể nói, thành Hiên Viên không còn là thành Hiên Viên nữa, hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Trong đống đổ nát, người nhà họ Trần đang kêu thảm thiết, la hét, những người này có thực lực không mạnh lắm, bây giờ càng không có chút lực kháng cự, từng người hóa thành vũng máu, hóa thành xương trắng, tiếng kêu gào vang khắp chân trời, khiến người ta lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Bản thân Trần Nguyên Vũ cũng không ngờ sẽ như vậy, nhưng ông ta khỏng ngăn cản. Thứ nhất, thế lực nhà họ Trần lớn, mấy trăm triệu người ỷ không là gì với ỷ nhà họ Trần, tuy trong đó có một số người tinh anh, nhưng tổn thất không lớn. Thứ hai, mấy trăm triệu người đổi lấy ấn ký thiên tâm, đáng không? Đáng. Đừng nói mấy trăm triệu, cho dù một tỷ, hai tỷ người đối lấy ấn ký thiên tâm cũng tuyệt đối đáng 100%. Cho nên, mặc dù ông ta có cách ngăn năm đại chí tôn, khiến năm đại chí tôn cung kính nghe lệnh của ông ta, nhưng ông ta cũng không làm, mà yên lặng đứng nhìn. Trong thành Hiên Viên xương trắng chất đống, máu chảy thành sông. Tất cả bọn họ chỉ bị liên lụy. Đối tượng tấn công thực sự của chúng không phải là thành Hiên Viên, cũng không phải mấy trăm triệu người nhà họ Trần, mà là Linh Lung. Khí thế tấn công khủng bố đến gần, một cái đuôi rắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trên đại trận. Cành cây khắp trời như lưỡi đao sắc bén đâm về phía trận văn. Chất lỏng màu đen ùn ùn kéo đến cũng nối lẻn, đang gầm thét. Vượn đỏ tung một chướng che lấp bầu trời, mau chóng đập xuống. Chuột khổng lồ màu vàng dùng da thịt xông đến. Xúc sinh đúng là xúc sinh, chỉ biết dùng sức mạnh, Linh Lung khẽ cười, như nữ thần trên trời, bước về phía trước, lúc phung lên, cô ta và xung quanh Trần Đức lóe lên trận văn, trong tích tắc như khai thiên lập địa, hư không vốn sắp hỗn loạn lập tức trở nên ổn định lại. Như kết giới ỷ vô địch bao trùm cô ta và Trần Đức, bên ngoài hỗn loạn, lộn xộn cả một vùng, nhưng lại không ảnh hưởng đến cô ta và Trần Đức chút nào. Đương nhiên, tộc Hiên Viên và nhân vật cấp tỏn của bốn thế lực viễn cố cũng được Linh Lung bao trùm trong trận văn. Không có trận văn, cho dù là bọn họ, đối diện với thế tấn công như vậy cũng tuyệt đối khó mà thoát chết. Ầm ầm ầm. Năm địa chí tôn không ngừng tấn công đại trận, Linh Lung giống như vị thần của trận pháp, mỗi khi trận văn xảy ra vấn đề, cô ta sẽ sửa lấp nó, nhìn như một tầng kết giới, không biết ấn chứa bao nhiêu địa trận khủng bố, tuyệt thế. Đương nhiên, bảy trận cũng tiêu hao tương đối lớn, không chỉ tiêu hao nguyên khí, mà cả sức mạnh thần hồn. Chặn được rồi, vậy mà chặn được. Rồi, cô gái đó có lai lịch thế nào, lại có thể chặn được năm đại chí tôn? Cô ta, làm được bằng cách nào? Dưới bầu trời, tất cả những người đứng xem trận chiến không ai không trố mắt há hốc miệng, cảnh giới thể hiện ra trên người Linh Lung nhiều nhất cũng chỉ là thế tôn thôi. Còn cách đại chí tôn 18.000 vạn dặm. Trong tình huống bình thường, đừng nói trận năm đại chí tôn sớm đã thành danh, cho dù đối diện với một tu sĩ vừa tăng cấp thành đại chí tôn cũng tuyệt đối không thế nào có chút phần thắng, không có khả năng chặn được. Mẹ kiếp, còn là người không? Giữa thế tòn và đại chí tòn, còn có một đại tôn đấy, trong đó, còn có các cảnh giới nhỏ. Cô gái đó vừa tận hai cảnh giới lớn, mà còn một chọi năm. Người nào cũng như nhìn thấy quỷ. Đồng thời, cũng bị dáng người như tiên nữ. Nữ vương đó làm kinh ngạc, chẻn đời có thế có bao nhiêu cô gái như cỏ ta.
Trong đám đông, có một số người tê dại ra đầu, linh hồn sợ hãi. Không vì gì khác, những người này đã từng gặp Linh Lung. Ban đầu, bọn họ chỉ là cảnh giới thánh nhân. Có thể nói, ở thế giới đại thiên, cảnh giới thánh nhân cũng chẳng khác nào con kiến, nhưng lúc đó Linh Lung cũng không mạnh, cũng chỉ là cảnh giới thánh nhân, đám người bọn họ vì đỉnh Long Văn, từng truy giết Linh Lung, mà còn thành công. Bây giờ, lại nhìn thấy bóng hình đó, có cảm giác như nằm mơ, như ảo giác, sau khi ngẩn người một lúc, mấy người đưa ra cùng một quyết định. Bỏ chạy. Bỏ chạy, càng nhanh càng tốt. Mẹ kiếp, còn ở lại thì sẽ mất mạng. Đấy. Tuy hiện giờ bọn họ đã mạnh hơn năm đó rất nhiều, nhưng so với cô gái đó, khụ khụ. Đúng là hạt cát so với sao trời, nước so với đại dương, con kiến so với con voi khổng lồ thượng cổ, hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, cùng một cấp bậc. Thịch, thịch, thịch. Năm đại chí tôn không từ bỏ, bọn chúng tấn công liên hồi, khủng bố, liều mạng. Tuy Linh Lung rất mạnh, đối diện với thế tấn công như gió bão, cũng vẫn tiêu hao khá lớn, khuôn mặt tuyệt đẹp tái nhợt. Cô ta mượn nguyên khí hồn độn của Trần Đức, vừa hồi phục không lâu, vốn không phải là thời kỳ đỉnh phong, bây giờ đối mặt với tiêu hao như vậy, đương nhiên không chống chọi được bao lâu. Nửa khắc sau, một tiếng vang dữ dội vang lên. Có thể thấy rõ ràng, một góc của đại trận xuất hiện vết nứt. Cơ thể của con chuột khổng lồ màu vàng đó quá rắn xác, lại đụng nứt ra một đường, còn Linh Lung đang lúc hư yếu, bốn đại chí tôn khác đồng loạt tấn công vào khe nứt, trong tích tắc. Một cái lỗ lớn nứt ra, võ số tấn cõng như động đèn ập về phía Linh Lung. Lúc này, không chỉ là cơ thể con chuột khổng lồ màu vàng đến gần, con cóc, đại xà, vượn đỏ, cây già cũng đều xuyên qua hư không, bước đến, năm đại chí tôn như năm tòa Thái Sơn, xếp hàng dồn đến, khi đi đến trước người Linh Lung đều hóa thành hình người. Con đại xà hóa thân thành bà lão, bốn người khác đều là ông lão, năm người bất luận từ khí thức hay bề ngoài, đều vô cùng già cỗi. Già đến rụng răng. Nhưng khí thế của họ, không ai dám coi thường. Tại sao lại hóa thành hình người? Vì coi thường Linh Lung. Vốn dĩ, đây mới là thể hiện mạnh nhất sức chiến đấu của họ. Trước đó, bởi vì lo sợ Hiên Viên Anh Hùng, bọn họ trực tiếp hóa thành bản thể. Bây giờ, trận pháp của Linh Lung đã bị phá. Trong mặt họ, chí là cô bé không có chút sức uy hiếp, sức chiến đấu nào. Năm người bọn họ đến, một mặt là muốn đưa Trần Bát Hoang đi. Mặt khác cũng muốn xử lý cô gái này. Dù sao năm đại chí tôn bọn họ, lần này coi như mất hết mặt mũi, đối phó một thế tôn, lại mất hết nửa khắc thời gian, đối với họ, đúng là sự sỉ nhục to lớn. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thăm dò thức hải của cô gái, phân tích ký ức của cô ta. Muốn biết rốt cuộc cô ta thi triển trận pháp gì. Một tên rác rưởi cấp thế tôn, sau khi bày trận pháp có thể ngăn chặn năm đại chí tôn bọn họ, nếu họ có được, thì trận pháp đó sẽ khủng bố thế nào? Cơ duyên này, làm sao bọn họ có thể bỏ qua? Lúc lại gần Linh Lung, năm người đã hoàn toàn khóa chặt Linh Lung. Phong cấm thời gian không gian xung quanh cô ta. Cả người Linh Lung giống như bị sợi dây vỏ hình trói buộc, vốn không thể nhúc nhích. Đừng nói phản kháng, cho dù chớp mắt cũng không làm được. Lúc này cô ta giống như con dê đợi. Thịt! Cô gái, nào, để tôi xem. Rốt cuộc cô có lai lịch thế nào, đôi mắt bà lão lóe lên ánh đỏ, một luồng hồn lực cường mạnh từ trong cơ thể bà ta nối lên, đó là xà hồn, há cái miệng to như chậu máu, lao về phía Linh Lung. Không chỉ bà lão, lúc này, không ai muốn tụt phía sau, bốn ông lão còn lại đều tung ra sức mạnh thần hồn vừa cường mạnh vừa đáng sợ, dường như hồng thủy mãnh thú, lập tức lao đến Linh Lung, chỉ sợ tụt sau nửa bước. Đối với mấy người bọn họ, cơ duyên là quan trọng nhất, còn Linh Lung chính là cơ duyên bày ra trước mặt họ. Nếu có thể có được những trận văn này, bọn họ sẽ như hố thêm cánh, nếu chiến một trận với người đẳng cấp hơn họ cũng không phải không có khả năng. Linh Lung đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn năm thần hồn khủng bố ép gần rồi ép gần. Ngay từ đầu Linh Lung đã hoảng loạn. Nhưng cùng với năm sức mạnh thần hồn càng lúc càng gần, gần đến lúc cung đã dương lên và không thấy quay đầu, đột nhiên. Linh Lung vốn không thể nhúc nhích lại bật cười. Trên đôi môi đỏ, cong lên một góc, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng độ cong này lọt vào trong mắt năm người, lại như nụ cười ác quỷ, bọn họ lập tức phát hiện thấy không ổn. Linh Lung, theo lý thì bị bọn họ giam cầm mới đúng, cho dù cô ta muốn cười thật, cũng tuyệt đối không cười nổi. Nhưng lúc này cô ta lại hành động,
cho thấy điều gì? Là cái bầy. Bà lão thét lên một tiếng, định thu hồi thần hồn theo bản năng. Bốn người còn lại cũng vậy, nhưng tất cả đã muộn. Bù! Có thể thấy rõ ràng, bầu trời đột nhiên biến sắc, một luồng dao động thần hồn còn khủng bố hơn năm người đột nhiên xuất hiện, hội tụ ra một bóng hình kỳ lân trên bầu trời, kỳ lân giảm trên không trung còn lớn hơn thần hồn của năm người gấp trăm lần, cho dù ở chỗ mấy vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mồi một cái vẩy lản trên người nó lóe lên ánh u ám. Nó dầm một chân xuống, giống như bầu trời sập xuống, giảm năm thần hồn dưới chân, dẫm đến vỡ vụn nát bét. Sau đó, hít một hơi. Há cái miệng to, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ thần hồn của năm người. Phụt, phụt, phụt. Năm thần hồn lớn bị thương nặng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ho ra máu. Thần hồn được phóng ra trước đó tuy không phải là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng là 2/3, lúc này bị thương nặng, bản thể của họ cũng bị phản phệ, suýt đổ ngã. Người nào cũng kinh hãi tuyệt vọng nhìn bóng hình kỳ lân khổng lồ đó, linh hồn cũng run sợ. Thiên! Ông ta là Thiên, Thiên yêu! Cây cố già nhất nhìn chân chối bóng hình kỳ lân đó, trên khuôn mặt già đầy vẻ kinh hãi, như nhìn thấy quỷ. Lão ta nhận ra sức mạnh của thần hồn đó. Hoàng đế của yêu tộc ngày xưa. Thiên yêu hoàng. Nhưng lão ta còn chưa nói hết. Đúng lúc này, trong cơ thể Trần Đức đột nhiên có một con thú nhỏ màu trân tuyết xông ra. Con thú nhỏ không phải ai khác, chính là tiểu y sau khi nuốt liễu thiên tuyệt, vẫn luôn ngủ say. Nó như lưu quang màu trắng, đỉnh đầu vỏ trứng mau chóng sổng về phía năm người. Cùng lúc đó, vỏ trứng phát ra huyền quang, bao trùm năm người, trong tích tắc, bao trùm năm người ở bên trong. Đây là cái gì? Tiểu thế giới thật đáng sợ. Bản tôn, lại không thể động đậy. Lúc năm người tiến vào trong tiểu thế giới vỏ trứng, sắc mặt trở nên khó coi hơn heo chết, bởi vì, bọn họ phát hiện mạnh như bọn họ mà bây giờ lại không thể nhúc nhích. Tiểu thế giới này hình như có quy tắc vô hình đang trói buộc bọn họ, không chỉ không thể nhúc nhích, mà còn không thể vận hành nguyên khí. Soạt. Cùng lúc đó, tiểu y xuất hiện, nó chính là vị thần của tiểu thế giới này, toàn thân phát ra hào quang thánh khiết. Pháp tắc xung quanh vần quanh. Sau đó, cảnh đáng sợ xuất hiện, cơ thể của năm người bị cưỡng ép trở về bản thể, sau đó, bắt đầu từ từ tan chảy. Đúng thế, chính là tan chảy. Năm nhân vật cấp đại chí tôn, lúc này giống như cái bánh ngọt, làn da, xương cốt, dây thần kinh đều nhanh chóng tan chảy, bị nung chảy vào trong vùng trời đất này. Nói một cách chính xác, tiểu thế giới đang nuốt chửng bọn họ. Bọn họ tan chảy. Khí tức trên người tiểu y cũng càng mạnh, càng gần với thần linh. Có thể thấy rõ ràng. Cơ thể trân tuyết của tiểu y dần hóa thành màu tím, mỏng vuốt nhỏ cũng mở ra, biến thành như vuốt rồng, rất bá đạo. Trên cái đầu nhỏ, một đôi sừng màu vàng thấp thoáng ấn hiện, vô cùng thần dị, đòi mắt cũng sắc sảo hơn mấy phần. Năm đại chí tôn nhìn thấy dáng vẻ của nó, trong lòng kinh hãi. Như nghĩ đến điều gì, nhưng bọn họ lại không có cơ hội nói ra. Tiểu y tỏa ra hào quang, chưa đến 10 hơi thở, năm đại chí tôn hoàn toàn tan chảy, khí tức, uy lực thuộc về họ giữa trời đất, cũng hoàn toàn biến mất, như chưa từng đến thế giới này. Trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm, chí tôn ngã xuống. Đại đạo dường như cảm nhận được, một màn mưa máu giáng xuống, pháp tắc giữa thiên đại kêu vù vù, xuất hiện vẻ đau thương. Đây, năm đại chí tôn, chết rồi ư? Chắc chắn là chết rồi. Chỉ có cường giả ngã xuống, mới xuất hiện hiện tượng lạ, hơn nữa khí tức của họ đã biến mất. Không ai biết trong thế giới vỏ trứng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được đại khái. Phụ nữ liên hiệp thần thức khủng bố đó, và con thú nhỏ tuyết trắng, giết chết năm cường giả siêu cấp đại chí tôn. Lập tức trời đất xôn xao. Quá đáng sợ rồi, cho dù không có hiên viên anh hùng, Trần Bát Hoang có những cường giả này hỗ trợ, cũng có thể an toàn đột phá chứ. Đúng thế, không ngờ phía sau anh ta lại có cường giả đáng sợ như vậy, có thể giết đại chí tôn. Không không không, các người sai rồi, năm đại chí tôn đều quá nhiều tuổi, bọn họ sớm đã khỏng bằng thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa, cỏ gái đó dùng gian kế, cố ý dẫn dụ năm đại chí tôn đến đó, dùng cách đánh lén làm họ thương nặng, nếu thiếu một trong những điều kiện này, năm đại chí tôn cũng sẽ không chết. Nói thì nói vậy, nhưng cho dù như vậy, cũng rất mạnh đấy, được không? Đúng thế, đại chí tòn, vung một tay thì có thể giết chúng ta, huống hồ còn là năm người. Cái chết của năm đại chí tôn,
tuy chết có hơi may mắn, nhưng vẫn làm tất cả mọi người chấn hãi, giữa trời đất nối lên làn sóng dữ dội, cho dù là Trần Nguyên Vũ, cũng không ngờ được năm đại chí tôn cùng ra tay lại rơi vào kết cục như vậy. Nhưng, ông ta cũng không hoảng. Bởi vì ông ta mang theo ý chỉ của thần đế đến đây. Ý chỉ của thần đế, chí là một đạo ý chỉ ư? Đương nhiên không phải, nếu chỉ là một đạo ý chỉ, ông ta không dám đến đây, phải biết rằng, Hiên Viên Anh Hùng là một vị thần, đối diện với cường giả thần cấp, không có con bài cường mạnh, có sức lực, Trần Nguyên Vũ chắc chắn sẽ không đến. Mau nhìn xem, thương tích trên người Trần Bát Hoang hồi phục rồi. Lúc này, không biết ai hét lớn một tiếng. Lúc này mọi người mới dồn ánh mặt sang Trần Đức ở phía xa, trận đại chiến trước đó quá đặc sắc, đến mức tất cả mọi người gần như đều bỏ qua Trần Đức, dường như lúc này mới nghĩ đến tất cả mọi việc trước mắt đều bắt nguồn từ Trần Bát Hoang. Lúc này, mọi người quỷ dị phát hiện, từng vết thương chí mạng trên người Trần Đức đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, kích định thiên trước người anh cũng phục hồi như ban đầu. Có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng dao động hào hùng trong cơ thể anh, đang cuồn cuộn điên cuồng. Khí tức cũng đang bắt đầu dâng lên lúc này. Ấn ký thiên tâm hóa thành sắc thái kỳ dị bao trùm anh như một vị thần ngồi khoanh chân trên hư không, hào quang chiếu rọi vô cùng rực rỡ. Anh sắp đột phá. Sau khi vượt qua thiên kiếp, anh đột phá thực sự. Thành Hiên Viên sớm đã hóa thành một đống đổ nát, đại địa nhấp nhô không bằng phẳng, tan hoang, như đến ngày tận thế, trong đống đổ nát, Trần Đức ngồi khoanh chân chẽn hư không. Thương tích nghiêm trọng trên người anh đã hoàn toàn hồi phục. Mái tóc màu đen buông xõa, phấp phới trong gió, làn da lóe lên ánh bóng sáng khiến người ta chói ỉ mắt, khuôn mặt như dao, tạo cảm giác sắc sảo, quyết đoán, xung quanh cơ thể anh có từng đường vân bao quanh, quang hoa rực rỡ, vô cùng chói mắt, như một vị thần đang tu luyện, đại đạo khắp trời vờn quanh anh, cả người như sắp hòa với đạo thành một thế. Vù vù, đại đạo vù vù, coi Trần Đức là vị thần, bao quanh lấy anh. Hóa thành hình thái sinh linh, rồng bay phượng múa, rực rỡ cả bầu trời, quang hoa chói mắt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có thể thấy rõ ràng, tất cả đều vì chỗ thiên lĩnh cái của Trần Đức, ấn ký như mặt trời nhỏ triệu hồi đại đạo thiên địa, vừa nhìn qua, cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái, thấm vào lòng người. Đột nhiên, một hơi thở dũng mãnh như biến rộng đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể Trần Đức, như là một trụ nước vọt thẳng lên tận trời, khuếch tán bốn phương tám hướng. Bán kính ngàn dặm nhấc lên những gợn sóng nguyên khí, cát bay đá lăn mịt mù, chấn động. Cùng lúc đó, mọi người đều có thể cảm nhận rất rõ. Trần Bát Hoang. Đột phá. Cảnh giới của anh lên tới cấp thiên trong nháy mắt. Cảnh giới khai thiên. Không cao, chỉ tới cảnh giới khai thiên nhất giai. Nhưng hơi thở khủng bố kia lại khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Má nó sao mà khai thiên nhất giai được cơ chứ? Có khi võ giả khai thiên cửu giai đột phá cũng không tạo ra được động tĩnh lớn như thế đâu nhỉ. Khi mọi người vẫn đang nghi ngờ, thì, lại là một dao động khủng bổ bùng. Trần Bát Hoang, lại đột phá, khai thiên, nhất giai, nhị giai, tam giai. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bấy giờ, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được rất rõ cảnh giới của Trần Đức đang đột phá, điên cuồng đột phá. Có thể nói là đột phá như đang ăn cơm uống nước bình thường vậy. Bọn họ hít một hơi. Trần Đức lại đột phá một giai. Má nó. Biến thái, quá biến thái, đó chính là ấn ký thiên tâm sao. Tôi khóc. Người vây xem đã lên đến hơn cả tỷ, cách đó chảm triệu dặm cũng có người thỏng qua những cách đặc biệt để quan sát sự đột phá này. Rất nhiều người đoán được việc đột phá của Trần Bát Hoang sẽ không hề đơn giản, có thể vừa đột phá đã lên đến vài giai. Thế nhưng, sự thật thì sao? Sự thật là dù họ đã suy nghĩ theo hướng phóng đại, theo hướng rất biến thái, nhưng như thế vẫn còn đánh giá Trần Bát Hoang thấp lắm. Chẳng những thế, còn là xem vô cùng nhẹ. Mọi người đang bàn tán ở đây. Thì đột nhiên, lại một hơi thở khủng bố lan tràn. Trần Bát Hoang trực tiếp đột phá qua khai thiên, đạt tới cảnh giới lớn thứ hai trong cấp thiên, cảnh giới đạp thiên. Hơn nữa. Vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cảnh giới đạp thiên nhất giai, nhị giai, lục giai, cửu giai, cảnh giới đăng thiên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ mạnh đầy đáng sợ vang đến tận mây xanh, Trần Đức đột phá trực tiếp kéo đến tất cả dị tượng giữa đất trời, vốn là một đêm tối trời trong, nhưng bấy giờ lại xuất hiện 10 mặt trời đầy chói chang, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng,
chói lóa cả mắt, hơn nữa bên kia mặt trời rực rỡ ấy lại là 10 vầng trăng sáng vô ngần. Sau lưng anh như xuất hiện một ma ảnh, hư ảo huyền mộng, nửa thật nửa giả, như thể anh đang khoanh chân ngồi đó, ma ảnh cao tận nghìn trượng, thậm chí là vạn trượng, 10 mặt trời chói chang, 10 mặt trăng tuyệt thế xoay xung quanh, một bên trắng sáng không chút tì vết, bên kia là màn đêm xoay vần, sát khí bùng nổ, một nửa khóc, một nửa cười, nửa như ma, nửa như Phật. Trần Đức ngồi xếp bằng bên trong ma ảnh, hơi thở mênh mông như biến rộng, anh vần không ngừng không ngừng không ngừng đột phá, ngày càng lên cao. Với người khác mà nói, một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm hay thậm chí là cả đời vẫn rất khó để đột phá được, tới phiên anh lại mẹ nó còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước, không ngừng đột phá. Hai. Phu chờ. Một đám võ giả vây quanh cảm nhận thấy mình sắp không thể chịu nổi, rất nhiều người trực tiếp chết ngất, sắc mặt tái nhợt, cũng có vài người mấy ngàn năm qua chưa từng đột phá há miệng hộc máu. Tinh thần của họ đã phải chịu một cú sốc rất lớn, lập tức tấu hỏa nhập ma, trở nên vô cùng bất ổn. Không có ai cười nhạo bọn họ. Suy cho cùng, Trần Bát Hoang đột phá thật sự quá mức đáng sợ, quá mức kinh khủng. Điều này giống như một người bình thường vất vả cố gắng cả đời mới có được một căn nhà, mà kẻ giàu nứt đố đổ vách lại có được chỉ trong một phút, còn con mẹ nó là một căn biệt thự có hồ bơi sân vườn. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cũng khỏng sao, nhưng khi mọi thứ bày ra ngay trước mắt, cái cảm giác chịu cú sốc quá nặng đó, ai mà chịu nổi. Huống chỉ, trước đó Trần Bát Hoang chẳng khác gì bọn họ, thậm chí còn vô dụng hơn cả bọn họ, còn chẳng lên được tới cấp thiên. Bản thân cực khổ vất vả cả đời. Trần Bát Hoang chỉ mất 10 giây, 100 giây là có thể đuổi kịp và thậm chí là vượt qua mình. Cảm giác đó, đúng là vi diệu. Hộc máu, hòn mẻ, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vị Lai Phật Thích Thiện, Hoàng tử Đại Hạ Lý Thế Ngọc, Tô Y Y tộc Bách Hoa. Tư Chính Hạo Mãn tộc, bấy giờ, những kẻ được khen là thiên tài, là yêu nghiệt được ghi tên trên bảng xếp hạng ngàn tuổi, trăm tuổi gì đó đều trực tiếp hóa đá, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tại sao ư? Bởi vì Trần Bát Hoang, vẫn còn đột phá. Sau khi anh đặt chân lên đạp thiên, thì trực tiếp vượt qua cửu giai, tiến lên đăng thiên. Tiếp theo đó, chưa tới 20 giây, nhảy lên cảnh giới lăng thiên. Cũng may, sau khi lên tới lăng thiên, thì cuối cùng hơi thở của Trần Đức cũng bắt đầu suy yếu, không còn mạnh mẽ khí thế như vậy nữa. Một màn này, đã khiến cho rất nhiều người khẽ thở phào. Suy cho cùng, đột phá tuy có chút dữ dội nhưng vẫn còn nằm trong cấp thiên. Đảo mắt khắp đại thiên thế giới này, cấp thiên thì cũng mạnh đấy nhưng chẳng phải là quá mạnh. Chắc là xong rồi nhỉ, Lý Thế Ngọc thở hắt một hơi, tốc độ đột phá của Trần Bát Hoang thật sự đã dọa đến hắn ta. Đột phá nữa, có lẽ hẳn ta cũng không thể chịu nổi. Đó chính là ấn ký thiên tâm sao, Tỏ Y Y bùi ngùi than thớ, nhớ lại cái ngày mình gặp mặt Trần Đức lần đầu tiên, cô ta chưa từng để anh vào mắt, tự nhận bản thân là người có được ấn ký thiên đạo. Là kẻ đứng tít trên cao, nhưng bây giờ so với Trần Bát Hoang, ha ha, là cái thá gì cơ chứ? Cỏ chủ, chẽn thực tế thì hắn vẫn chưa hấp thu những gì mà ấn ký thiên tâm có thể mang đến. Tô Y Y đang thì thào thì bên cạnh cô ta, một ông lão già chống cây gậy cùng dùng chất giọng có đôi chút thổn thức, vô vàn cảm khái, không thể tin và thậm chí là sợ run nói. Cô không phát hiện ra ư, đạo mà ấn ký thiên tâm dẫn tới, hắn vẫn chưa hấp thu, vẫn bài xích nó bên ngoài. Hả? Đôi mắt Tô Y Y chợt run lên. Quả nhiên, đến tận lúc này cô ta mới phát hiện, đại đạo thi ẻn địa vẫn xoay quanh Trần Đức, đạo văn nối liền xoay quanh người anh, nhưng mãi vẫn không tiến vào trong cơ thể Trần Bát Hoang. Bản thân là người có được ấn ký thiên đạo, Tô Y Y biết rất rõ. Sớ gì ấn ký thiên đạo, ấn ký thiên tâm có thể tu luyện nhanh hơn người khác đều là nhờ đại đạo ban tặng, có thể đến gần với tự nhiên thiên địa hơn, ngộ đạo nhanh hơn. Thăng tiến cũng mau lẹ hơn. Bình thường khi cô ta đột phá, món quà của đạo hồ đạo liệu có bằng một phần vạn Trần Đức khổng. Nhưng, sau khi cỏ ta hấp thu vào, tốc độ tu luyện trong một ngày có thế ngang với 100 năm của người bình thường. Vậy mà, Trần Bát Hoang lại không hấp thu. Nói cách khác, anh chỉ đang đột phá bởi sức mạnh của chính bản thân mình. Tô Y Y không thể tin nổi, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run, đầu cứ run lên ông. Trước đó cô ta còn tưởng rằng Trần Đức đột phá là nhờ ấn ký thiên tâm,
cô ta tin chắc rằng nếu như mình có ấn ký thiên tâm thì không thể chậm hơn anh được. Nhưng trước mắt, Tô Y Y lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ, sau khi hít sâu một hơi mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đôi môi đỏ mỏng khẽ mím, bàn tay như phấn siết chặt, tên này, đúng là rất biến thái. Nơi chân trời, giữa hư không, Trần Nguyên Vũ nhìn hình bóng kia cuối cùng cũng trở về yên tĩnh, sắc mặt bỗng chốc trở nên gượng gạo. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Trần Giang Lăng. Trần Đức và người đó, quá giống. Trần Giang Lăng, năm đó cũng biến thái đến đòi mạng. Nếu không phải chỉ bọn họ sử dụng chút mưu đồ đúng lúc, thì có lẽ lúc này Trần Giang Lăng cũng có thế đội trời đạp đất một phương rồi đấy nhỉ. Nhưng, đột phá nữa thì sao? Cũng chỉ là cấp thiên mà thôi. Trần Nguyên Vũ vẫn không đế vào. Mắt, đúng lúc này. Khi mọi người cứ nghĩ rằng đột phá đã dừng lại, thì Trần Đức lại một lần nữa bùng lên luồng hơi thở, lần này còn dũng mãnh hơn lần trước gấp trăm lần, cả vòng trời xuất hiện một cụm mây hình nấm vì hơi thở đó, không gian cũng bị vò lại một chỗ. Trần Đức vừa mới bước vào cảnh giới lăng thiên, lại đột phá, một bước, nhảy lên cảnh giới nhân đạo. Cấp đạo chia thành nhân đạo, thiên đạo, vạn đạo. Ba cảnh giới lớn, bước vào cảnh giới này. Chỉ một bậc nhỏ trong đó thôi cũng không được tính bằng một giai hay hai giai nữa, mà dùng nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, cửu trọng thiên cứ thế mà tính. Đồng thời, cũng cho thấy sự đột phá của một cảnh giới nhỏ đó còn khó hơn cả một cảnh giới lớn ở cấp thiên. Không ai có thể ngờ được. Trần Đức lại có thể nhảy từ cấp thiên lẻn cấp đạo. Cả lão yêu hoàng và Linh Lung cũng không thể ngờ được. Tim của mọi người chợt lệch đi một nhịp. Cuối cùng đại hoàng tử Lý Thế Ngọc cũng không thể chịu nổi, đặt mông ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, môi run bần bật, nói không nên lời. Rất nhiều thiên tài, yêu nghiệt đều nghệt mặt ra. Tô Y Y đã hoàn toàn ngu người. Trần Bát Hoang, trực tiếp, đột phá lên một cảnh giới lớn nữa. Thế có nghĩa là, Trần Đức vừa mới chịu lôi kiếp lại phải chịu thêm một lôi kiếp nữa ư. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Gần như không hẹn mà cùng nhìn lên 9 tầng mây. Trong bán kính trăm triệu dặm, hơn tỷ người bấy giờ lại chìm trong một mảnh yên tĩnh. Một mặt là vì rung động không thể diễn tả thành lời, mặt khác là chờ đợi lôi kiếp. Thế nhưng, lôi kiếp mà họ tưởng tượng không hề xuất hiện. Mà cảnh giới của Trần Đức thì vẫn tiếp tục đột phá. Cảnh giới nhân đạo nhất trọng thiên, nhân đạo nhị trọng thiên, nhân đạo tam trọng thiên. Vẫn là tốc độ của ăn cơm uống nước, vẫn là đột phá biến thái đến mức cùng cực. Bấy giờ, Trần Nguyên Vũ không thể bình tĩnh thêm được nữa, mí mắt cứ giật giật. Đúng là máu mủ ruột già, đều yêu nghiệt như thế, đều biến thái như thế, thậm chí còn hơn cả cha, đáng tiếc, nói tới đó, giọng Trần Nguyên Vũ chợt dừng lại, sát ý trong mắt cũng bùng nổ. Mày cũng sẽ chết sớm hơn Trần Giang Lăng. Lời còn chưa dứt, Trần Nguyên Vũ đã muốn ra tay. Ông ta không thể ngồi yên. Từ mọi thủ đoạn của Trần Đức, thì Trần Nguyên Vũ có linh tính trắng lành, cứ đế Trần Bát Hoang đột phá thế này, nói không chừng sẽ có chuyện gì đó khủng bố xảy ra. Cả năm chí tôn đều bỏ mạng, hàng trăm triệu tính mạng của nhà họ Trần. Hôm nay ông ta đã tốn thất quá nhiều, ông ta không muốn chờ thêm nữa. Hô xích xích. Trong tay ông ta, ý chỉ thần đế dần lan rộng, lúc này đây, nó không còn là một vài chữ nữa. Mà ý chỉ đã nhanh chóng bao trùm lấy cả màn trời bên trên tòa thành. Nhất thời, một âm thanh cổ xưa vang vọng giữa không gian, như thế có người đang tụng kinh, lại giống ai đó đang cầu nguyện. Bù. Hai. Khoảng chừng vài giây sau. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một hố đen, bên trong hố là hơi thở tuyệt thế lan tràn, mà cái hơi thở khiến tim con người ta đập nhanh đó, dù là Linh Lung hay một số cao thủ cực mạnh cũng phải rung động. Ong ong, hố đen ngày càng lớn, hơi thở khủng bố kia cũng ngày một rõ rệt. Rất nhiều cao thủ vây xem đã lùi xuống cách thành hiên viên cả mấy ngàn mét, bấy giờ, tim họ đều đập nhanh, cảm giác sợ hãi đến tận linh hồn, bất giác muốn quỳ bái. Đó là, hơi thở của thần, một võ giả lạnh run, hai chân đứng không vững, từ trên cao rơi xuống, vất vả chống đỡ. Hơi thở của thần, là người của nước Vĩnh Hằng đích thân xuống ư. Không nhịn được sợ run, bất giác muốn quỳ bái. Soạt. Một lát sau, một vầng kim quang đột phá bóng đen, nở rộ. Có thể thấy rất rõ. Trong hố đen, một quyền trượng chậm rãi ló dạng,
bùm, bù mơ. Cùng lúc đó, có đến 80% người không thể ngăn chặn cảm giác muốn quỳ bái, quyền trượng vừa ló dạng đã như tấy rửa tảm hồn bọn họ, một đám từ trên cao đáp xuống, quỳ gối, sắc mặt đầy thành kính, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Còn lại, dù không quỳ xuống nhưng cũng không thể đứng thẳng giữa không trung, rơi xuống đất, cực kỳ vất vả nhìn lên quyền trượng kia. Quyền trượng ánh vàng rực rỡ đại diện cho thứ quyền lực cao nhất, từ trong hố đen xuất hiện, chẽn 9 tầng trời đều chìm trong vầng sáng lấp lánh rực rỡ, tắm mình trong kim quang diệu thế. Quyền trượng vĩnh hằng. Quyền trượng vĩnh hằng, vũ khí của thần đế. Đúng rồi, chính là quyền trượng vĩnh hằng. Trong nháy mắt, thiên hạ kinh hãi, mọi người đều xôi trào hết cả lên. Không thể tưởng tượng được, Trần Nguyên Vũ lại có thể gọi ra cả quyền trượng vĩnh hằng. Nền biết rằng, đó chính là vũ khí của thần đế. Món vũ khí mạnh nhất của nước VTNS hằng, không phải là một trong những. Nó, có thể sánh ngang với một vị thần sống. Chỉ một món vũ khí đó thôi là đủ để càn quét một thế lực viền cố. Hiên Viễn Chiến, Hiển Viên Vân Hải, Hiên Viên Phong Cuồng cùng với ba thế tôn nhà Hiên Viên, bốn cao thủ thế lực Viễn cố cấp tôn đều chìm trong trận pháp của Linh Lung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh, sắc mặt tái nhợt, có cảm giác linh hồn sắp thoát ra khỏi cơ thể, bị quyền trượng vĩnh hằng hút đi, một đám miệng đắng lưỡi khô, tim sợ run. Dù là Linh Lung thì cũng trở nên vô cùng nặng nề. Vũ khí cấp bậc thần đế. Đó không phải là sự tồn tại mà cấp bậc của cõ ta có thể đối kháng được nữa, nói không ngoa một chút nào, cô ta dùng hết mọi thủ đoạn, mọi bẫy dập, mọi thứ mới có thể giết chết năm chí tôn, mà quyền trượng vĩnh hằng kia chỉ cần lắc một cái. Không sai. Chính xác là lắc một cái. Quyền trượng thần đế cũng tượng đương với bản thân thần đế, chí cao võ thượng, khủng bố không thể tả. Vô thượng thần đế, hãy giúp tôi giết chết tất cả những kẻ cản đường. Quyền trượng giơ lên cao, Trần Nguyên Vũ cũng khom lưng hành lễ với nó, vẻ mặt thành kính, không dám có chút sắc láo nào. Mất mặt. Cùng lúc đó, bên trong quyền trượng đó lại phát ra một âm thanh. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, xuyên qua 9 vòng trời, vang vọng khắp Nam Hạ Châu. Cùng lúc đó, quyền trượng vĩnh hằng khẽ nhúc nhích. Cũng chỉ là nhúc nhích một cái vậy. Thôi, thần uy vô thượng, vô cùng khủng bố đã đột ngột ập xuống. Toàn bộ Nam Hạ Châu cũng rung lên cùng với sự chuyến động này, trên vòng trời là vô số pháp tắc đan xen, như ma bàn đổ ập xuống Trần Đức, chỉ trong một phần ngàn giây, Linh Lung lập tức bị đánh bay, máu thịt mơ hồ, chí lại còn chút thần hồn, trận văn cô ta bày ra hóa thành hư vô, nó mỏng manh không thể chịu nổi một đòn như vậy đấy. Dù là pháp tắc đại đạo ngưng tụ trước mặt Trần Đức cũng nhanh chóng tán loạn, không còn nữa. Bốp, N, Tiểu Y từ xa chạy tới. Vỏ trứng trong tay nó lập tức bao phủ Trần Đức, bảo vệ anh bên trong. Nhưng, dù là vỏ trứng của nó thì cũng lung lay sập đổ, như thể nó sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào, Tiểu Y hoàn toàn không thể đỡ nối, khóe miệng tràn ra máu tươi, lông tơ trên người bị nhuộm thành màu đỏ. Bỗng nhiên, Trần Đức mở to hai mắt. Anh lấy một cái tượng đồng trong tiểu thiên địa ra. Tầm nửa thước, trông có vẻ là một bức tượng đồng rất cũ kỹ. Lão yêu hoàng. Quyền trượng đó giao cho ông đấy. Dứt lời. Ngón cái khẽ bắn ra. Răng rắc. Một vết nứt xuất hiện trên bức tượng đồng, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được lan rộng. Răng rắc. Cùng với tiếng vang nhỏ đó, khe nhỏ nhanh chóng lan rộng như mạng nhện, khuếch tán, chẳng mấy chốc cả bức tượng đồng đã phủ đầy vết nứt. Một hồn lực khổng lồ, vô tận từ trong tượng đồng nhanh chóng lan tràn, như đại hồng thủy sắp đổ ập xuống, ba đạo sóng lớn. Không gian xung quanh, trong vòng bán kính ngàn dặm đều ngưng động lại. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi. Một động tĩnh thật lớn như tiếng bom hạt nhân nổ mạnh, giữa hư không xuất hiện từng đợt loạn lưu, pháp tắc thiên địa đan xen, chính giữa là một bóng người khổng lồ đang dần ngưng tụ, dần hiện lên. Ha ha, ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng được ra rồi. Chàng cười điên cuồng quanh quẩn giữa đất trời. Cùng với âm thanh đó. Tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Đó là một con kỳ lân. Chính là kỳ lân hàng thật giá thật. Chân dẫm trên mây, thân thế có giáp lân nhiều màu, cao tới trăm trượng, mất như trương đồng, cái đầu to như đầu rồng, cỡ ngọn núi nhỏ, mà cơ thể lại khổng lồ như cả dãy núi. Cùng lúc đó, là pháp tắc của quyền trượng vĩnh hằng rơi xuống. Nhưng,
khoảnh khắc chạm tới Kỳ Lân thì nó trực tiếp biến mất, chẳng còn sót lại chút gì. Mà Kỳ Lân cũng chỉ trừng mắt nhìn thứ pháp tắc đó một cái. Không hơn, tộc Kỳ Lân, chính là tộc Kỳ Lân. Hơi thở cổ xưa quá. Con Kỳ Lân này rất mạnh, không ngờ trên đời này vẫn còn một sự tồn tại ghê gớm như thế ở tộc Kỳ Lân, lại còn cổ xưa đến thế. Đại thiên thế giới, vạn tộc như mây. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, nói là nói vạn tộc như mây, nhưng trên thực tế vẫn có vài bộ tộc còn tồn tại, nhưng vì một số nguyên nhân mà thường xuyên ở trong trạng thái lánh đời, rất ít khi có thể nhìn thấy bọn họ. Mà những tộc đó, không có ngoại lệ đều là những tộc rất cổ xưa, có thế ví như một truyền thuyết. Chẳng hạn như tộc Kỳ Lân. Bên ngoài có rất nhiều yêu tộc với huyết mạch Kỳ Lân, nhưng người tộc Kỳ Lân thật sự lại vô cùng quý hiếm. Trước kia, mọi người cũng chỉ biết đến một người ở đảo Định Thiên mà thôi. Rồi lại ví như tộc Phượng Hoàng Bất Tử Điếu, nhưng ngày nay cũng thừa thớt ít ỏi đến đòi mạng, nghe dồn một trong bốn quốc gia lớn được cầm đầu bởi tộc Bất Tử Điếu, nhưng cũng có rất ít người nhìn thấy. Tộc Long lại càng miền bàn, giao Long, Long xà thì không hiếm, nhưng thật sự sở hữu Long huyết thuần khiết nhất thì cũng chỉ có mấy con được mang về từ đảo Khốn Long, nhưng dù là chúng thì cũng không phải là tộc thần Long trong truyền thuyết. Cái gì mà thao thiết, tỷ hưu này kia thì chắc là tuyệt chủng từ lâu, chỉ có thể thấy được trong sách sử, trong truyền thuyết mà thôi. Có thể nói, những chủng tộc đó vốn mang một lớp màng che đầy bí ấn. Mà giờ phút này, một con Kỳ Lân cao trăm trượng đã xuất hiện, thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức con người ta phải chập lưỡi. Hơi thở này, đã vượt quá xa chí tôn. Đứng ở giữa hư không đó, dù cách xa cả vạn dặm cũng cảm thấy kinh hãi. Cảm thấy khủng bố. Trần Bát Hoang lại được người tộc Kỳ Lân bảo vệ. Đúng vậy, có được một người mạnh như thế bảo vệ, đánh trả lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hàng tỷ người đều bắt đầu xì xào bàn tán, không gian đại thiên cũng xuất hiện một tin tức, gần như cả đại thiên thế giới đều biết đến ba chữ Trần Bát Hoang, biết rằng trên đời xuất hiện một con Kỳ Lân khủng bố, vỏ số người viền cố thức tỉnh, dùng trận pháp, thiên nhãn. Hoặc là những khí giới khác nhau để nhìn về phía thành Hiên Viên xa xa, mong được nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Lân. Thiên Yêu Hoàng. Là Thiên Yêu Hoàng, chính là Thiên Yêu Hoàng của 30 vạn năm trước. Có một nhân vật tồn tại như hóa thạch sống của thế hệ trước nhận ra Thiên Yêu Hoàng, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn tròn mắt. 30 vạn năm trước, Thiên Yêu Hoàng cũng từng oai phong một cõi, thanh danh hiến hách, một mình có thể bắt đi toàn bộ nữ đệ tử của cung thánh nữ. Cung thánh nữ lại chẳng thế làm gì ông ta. Nên biết rằng, khi đó cung thánh nữ không hề yếu hơn các thế lực viễn cổ ngày nay một chút nào. Chỉ có một cái quyền trượng, nó còn chưa thức tỉnh hoàn toàn mà cũng dám ở đây giễu võ dương oai hả. Đã được bốn hoàng cho phép chưa? Chẳng mấy chốc, Kỳ Lân đã hóa thành hình người, mặc chiếc áo vạt dài, mái tóc màu tím trỏng lãng tử đến lạ, nhìn lên quyền trường vĩnh hằng trên trời cao, giơ tay quật một cái. Ông! Quyền trượng vĩnh hằng lại thoáng rung động, sát ý vô tận bùng lên, huyền quang lóe ra, đan vào thành lưới trời muốn bao trùm lấy Thiên Yêu Hoàng. Rác dưới. Thiên Yêu Hoàng hét to, một cái tát phá nát tất cả, đánh vào thân quyền trượng màu vàng. Nhưng, sau đó đã vội vã rút về. Cái định mệnh mẹ nó, phỏng tay. Vậy, Thiên Yêu Hoàng ồn ào, trong tay ông ta là máu thịt đỏ bừng, hư thối, kinh mạch đang dần héo khỏ. Có thể nói là biến thành máu loáng, cũng may ông ta đủ mạnh đế ngăn cản sự ăn mòn của thần binh. Lão Yêu Hoàng, ông được không vậy? Trần Đức Ân cần hỏi han, lão Yêu Hoàng bị nhốt 30 vạn năm, 30 vạn năm qua không thể tu luyện được gì, tuy có mạnh nhưng cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao như xưa nữa, tuy trong khoảng thời gian qua ông ta có hấp thu khá nhiều nguyên khí hỗn độn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Danh con, cậu cứ lo đột phá đi, nơi này cứ để cho bản Yêu Hoàng. Làm đàn ông thì làm gì có chuyện không được. Lão Yêu Hoàng căm tức nhìn quyền trưởng, chúc mừng mày, chính thức thành công chọc tức bổn hoàng, vũ khí không có người cầm thì cũng chỉ là một món vũ khí chết mà thỏi, mấy thứ đồ chết mà cũng dám hống hách như thế, hỏm nay lão tử cho sáng mắt ra. Thiên Yêu Hoàng hết sức mạnh miệng và kiêu ngạo. Trên thực tế, ông ta có đủ bản lãnh đế kiêu ngạo. Trước đó, ông ta đi theo văn nhân Hạo Nguyệt, bản thân còn là Thiên Yêu Hoàng của yêu tộc. Từng thống lĩnh cả yêu tộc, sức mạnh lớn đến mức nghịch thiên. Nay dù không còn ở trạng thái cao nhất, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bốp! Ông ta bắt đầu tạo ấn, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện những vệt tàn ảnh,
quanh người ông ta như xuất hiện thứ gì đó quỷ dị, hơi thở cũng tăng vọt lên cùng với lúc ấn quyết được tạo thành. Sau khi ông ta sử dụng bí pháp, đoạt lấy nguyên khí của trời đế gia tăng sức mạnh. Sau đó, ông ta từng bước đi tới, hướng về phía quyền trượng vĩnh hằng, bước chân của ông ta khi ến hư không xuất hiện một cái hố lớn, không gian trực tiếp nứt ra, lúc này Thiên Yêu Hoàng mới thật sự thể hiện ra sức mạnh của bố của mình. Vô lượng tôn. Trong cấp tôn, nó là cảnh giới cao nhất. Bấy giờ, ông ta đã bắt đầu trở nên nghiêm túc và đứng đắn hơn rất nhiều, như đang quay lại thời kỳ đỉnh cao nhất, hơi thú khủng bố nhộn nhạo lan tràn, thần uy cái thế trong nháy mắt đến gần quyền trượng vĩnh hằng. Lại một trường đánh về phía nó. Lần này, không còn cảnh tượng lúng túng trước đó nữa, hào quang tỏa ra từ quyền trượng vẫn đang tạo nên thứ pháp tắc trật tự khủng bố, nhưng trước một trường của Thiên Yêu Hoàng thì vẫn hóa thành hư vô. Thiên Yêu Hoàng thoải mái đi đang à chỗ không người, dù gặp phải sức cản nào cũng bị ông ta nổ banh, thể hiện thứ sức mạnh của một cao thủ cái thế, sức mạnh của một yêu hoàng. Ông, quyền trưởng lại nhúc nhích, đột nhiên ngưng tụ ra một màu máu mênh mông, đó chính là máu của những cao thủ từng chết dưới sức mạnh của nó, máu vẫn còn dâng lên, mỗi một giọt đều có sức mạnh khủng bố vỏ tận, một giọt thỏi là đủ sức giết cao thủ cấp thiên, bấy giờ, nó ngưng tụ thành cả bế, từ trên trời rơi xuống. Như thác nước đổ ảo ảo bao trùm lấy Thiên Yêu Hoàng. Cút! Thiên Yêu Hoàng không sợ, quát lớn một tiếng, chỉ là tiếng quát này giống như sóng biến vô hình, huyết sắc mênh mông vô tận trực tiếp hóa thành hơi nước, không còn gì tồn tại. Bụp! Một chướng rơi vào thân quyền trượng. Quyền trượng màu vàng chí cao vô thượng đứng sừng sững giữa đám mây, nó bị đánh đến mức run rẩy liên tiếp, thiếu chút nữa rơi từ trên cao xuống. Áo bào nhiều màu sắc của Thiên Yêu Hoàng tung bay. Mái tóc dài màu tím dựng ngược, trên mặt tóe ra hai tia chớp. Rào rào. Hai tia chớp bổ về phía quyền trượng vĩnh hằng, lần này quyền trượng vĩnh hằng trực tiếp bị đánh bay, kim quang quanh thân đã ảm đạm đi rất nhiều, cuồn cuộn trong tầng mây, mãi đến ngoài 100 mét mới dừng lại. Trần Nguyên Vũ biến sắc, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất bất lợi cho ông ta. Chẳng lẽ vẫn còn phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng sao, ông ta lẩm bẩm, mình chỉ còn lá bài tẩy cuối cùng. Cũng là lá bài tẩy ông ta không muốn dùng nhất. Soạt, quyền trượng vĩnh hằng khẽ rung chuyến, kim quang lại một lần nữa khôi phục, cao cao tại thượng như thần, khỏng thèm chú ý đến Thiên Yêu Hoàng, quyền trượng run rẩy, một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tràn. Ầm ầm, trên 9 tầng mây, đột nhiên, một ngọn núi còn lớn hơn một hành tinh rơi xuống hung hãn đập về phía Thiên Yêu Hoàng, ngọn núi này quá lớn, trùng điệp vô tận, vốn không nhìn thấy cuối. Giống như liên hợp với trời đất, điều quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó đạo lực quy luật vô cùng kinh khủng, cũng không biết chuyến tới từ đâu. Núi lớn đến gần, toàn bộ ánh sáng trên bầu trời đều bị chặn lại, rơi vào bóng tối. Đối mặt với núi lớn vô tận kia, Thiên Yêu Hoàng hỏa thân thành kỳ lân, đuôi dài càn quét, trong phút chốc giống như một đường tinh hà quét đến, co rút về phía trước. Rất nhanh, gần như trong 1/10 cái hít thở, đuôi và núi lớn đụng nhau. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, núi lớn vô tận vỡ tan, quy luật bị một đuôi quậy tan tành, núi lớn vô biên vô tận trực tiếp bị nứt, sau khi nứt, gần như không chịu nổi được sức mạnh kinh khủng của Thiên Yêu Hoàng, bay giữa không trung, lại biến thành phấn vụn, rơi vào hư không chảy loạn. Núi lớn như hành tinh cuối cùng lại rơi xuống đất, ngay cả hạt cát cũng không rơi. Đây chính là cuộc chiến đấu giữa các cường giả. Rơi núi lấp biến, bế đất xé trời. Mấy triệu tu sĩ nhìn thấy cảnh này liền bối rối, đặc biệt là người của tộc yêu, bọn họ vô cùng kích động. Thiên Yêu Hoàng, là vua của tộc yêu, đã từng là tồn tại chí cao vô thượng. Những năm nay tộc yêu không có nhân vật cấp cao gánh vác, ở đại thiên thế giới vẫn luôn thuộc về thế yếu, hôm nay Thiên Yêu Hoàng trở về, cuối cùng tộc yêu đã có thể ngẩng đầu lần nữa. Các nhân vật lớn tuổi sống lâu năm ở tộc yêu đều kích động đến rơi nước mắt. Bụp! Thiên Yêu Hoàng một tay che trời, tự do hoán đối giữa hình người và kỳ lân, lộ ra một cánh tay về phía trời cao, đánh vào quyền trượng vĩnh hằng, lập tức siết vào trong tay. Cao cao tại thượng, bổn hoàng hôm nay phải khiến mày cút. Thiên Yêu Hoàng rất ngang ngược. Ông ta nắm quyền trượng vĩnh hằng, muốn lôi xuống dưới. Ầm ầm ầm, quyền trượng vĩnh hằng đang vùng vẫy, toàn bộ bầu trời đều đang rung chuyến, giống như thứ Thiên Yêu Hoàng kéo không phải một binh khí. Mà là toàn bộ bầu trời, quyền trượng vĩnh hằng giống như được khảm vào trong đó, trời và đất lúc này đều lay động không yên.
Ầm. Cánh tay của Thiên Yêu Hoàng hóa thành kỳ lân, từng đường vảy bao phủ, giống như thần trụ thông thiên. Cút cho tao. Một tiếng quát lớn. Cánh tay kỳ lân tỏa ra từng mảng huyền quang, nguyên khí nổ tung, bọc tay giống như núi lửa đang nhỏ lên. Ầm ầm ầm. Từng đường sấm rền vang tận mây xanh, đại đạo nổ ầm vỡ vụn, điện quang quấn quanh, bao phủ toàn bộ bầu trời. Từng đường kim quang trên quyền trượng vĩnh hằng lan tràn, thần uy tỏa ra muốn đòi mạng, từ đầu đến cuối không có cách nào chấn động được Thiên Yêu Hoàng. Vững vàng cầm quyền trượng vĩnh hằng. Sau 100 cái hít thở. Bụp. Chân trời đột nhiên rung chuyển. Quyền trượng vĩnh hằng. Đã bị kéo xuống. Thật sự đã bị Thiên Yêu Hoàng kéo xuống. Vị trí nó thoát ly đã đế lại một cái hổ lớn, giống như hái được một ngôi sao băng. Ha ha. Thiên Yêu Hoàng cười như điên, trực tiếp phứt quyền trượng vĩnh hằng trên đất, đạp một cước lên đó. Không phải mày cao cao tại thượng lắm sao? Một binh khí thì phách lối cái gì? Mày còn chưa thành tinh đâu. Bụp, bụp, bụp. Thiên Yêu Hoàng giảm từng cước trên quyền trượng vĩnh hằng, giống như muốn phá hủy nó, mỗi cước đạp xuống, mặt Trần Nguyên Vũ cũng co quắp lại. Phải biết rằng, đó là quyền trượng của thần đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nó đại diện cho bản thân thần đế. Thiên Yêu Hoàng hết cước này đến cước khác đạp vào mặt thần đế, xúc phạm tồn tại trí cao vô thượng của thần quốc vĩnh hằng. Lúc này, trong thiên hạ, không ai dám lên tiếng. Ngay cả một vài người tộc yêu vốn ủng hộ Thiên Yêu Hoàng lúc này cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, chố mặt nghẹn họng, gần như hít thở không nổi. Mẹ nó! Toàn bộ đại thiên thế giới có mấy người dám làm nhục bốn thần quốc lớn? Hơn nữa, còn là làm nhục lão đại của thần quốc Vĩnh Hằng, một trong bốn thần quốc lớn. Thiên Yêu Hoàng đạp càng mạnh hơn, bốn phương tám hướng càng yên tĩnh, rất nhanh. Toàn bộ trời đất chỉ còn lại giọng nói của Thiên Yêu Hoàng. Sắc mặt Trần Nguyên Vũ cũng sập biến thành gan lợn. Muốn lên đi ngăn cản. Nhưng con mẹ nó lại không dám. Hay lắm tên nhóc con, vẫn cứng đầu. Thiên Yêu Hoàng phát hiện, dù thế nào cũng không thể phá vỡ quyền trượng. Dù ông ta có dùng sức thế nào, quyền trượng kia ngoại trừ ánh sáng ảm đạm thì không có bất kỳ tổn thương nào. Thiên Yêu Hoàng hít sâu một hơi. Ông ta nhặt quyền trượng lên. Chớp mắt sau đó. Đôi mắt u ám nhìn về phía Trần Nguyên Vũ, thằng nhãi, thứ đồ này là. Cùng lúc đó, một luồng áp lực cuồn cuộn trong nháy mặt bao phủ về phía Trần Nguyên Vũ. Không cho Trần Nguyên Vũ cơ hội nói chuyện. Thiên Yêu Hoàng đã ra tay. Hất quyền trượng lên liền đi về phía Trần Nguyên Vũ. Sắc mặt Trần Nguyên Vũ chẳng bệch, đối mặt với cường giả vô lượng cấp tôn, một tu sĩ cấp quân như ông ta có thể so sánh được sao? Lúc này, ngay cả cử động ông ta cũng không cử động nổi. Cho dù còn có lá bài tẩy cũng không thể thi chiến. Mà bên cạnh ông ta, An Nhã Hy cũng giống vậy. Hai người hoàn toàn bị phong tỏa, giống như thú bị nhốt. Soạt. Trong chớp mắt, quyền trượng vĩnh hằng đã rơi xuống. Chết đi. Thiên Yêu Hoàng trầm giọng quát, bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Ầm. Trong khoảnh khắc, mảng trời đất kia nổ tung. Xuất hiện vòng xoáy chảy loạn. Dưới sự trào dâng khủng khiếp như vậy, Trần Nguyên Vũ muốn không chết cũng khó. Nhưng, một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi đã xảy ra. Nhìn thấy, vòng xoáy khổng lồ gần như ảnh hưởng trong chu vi ngàn dặm, trung tâm lực bộc phát chảy loạn, có một chỗ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Nguyên Vũ vẫn đứng đó. Chỗ ông ta đứng hoàn hảo không tổn hao gì. Một màn sáng thông thiên bao phủ ông ta và An Nhã Hy. Bên trong màn sáng, hai người bình yên vô sự. Đừng nói bị thương, ngay cả tóc cũng không rơi xuống một cọng. Thiên Yêu Hoàng thì ngược lại. Lập tức ổng ta bị đẩy bay ra ngoài, cánh tay nắm quyền trượng trực tiếp nổ thành xương máu, đồng thời quyền trượng vĩnh hằng kia tỏa ra ánh sáng thần hoa còn chói lọi gấp vạn lần mặt trời, phóng thẳng lên trời cao. Phụt! Lục phủ ngũ tạng của Thiên Yêu Hoàng điên đảo, thân là cảnh giới cao cấp vô lượng tôn trong cấp tôn. Lúc này bị từng trận quy luật kinh khủng tràn vào trong cơ thể, phun ra từng ngụm máu tươi. Cánh tay trước đó nắm quyền trượng lại nổ tung thành xương máu, trong thời gian ngắn, dù ông ta có mạnh cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. Trên 9 tầng trời, một màn sáng bao phủ xuống, Trần Nguyên Vũ vốn đã tuyệt vọng chờ chết, còn chưa chờ được cái chết đến, lúc này ông ta có chút nghi ngờ. Sau đó, dường như nhớ đến gì đó, ông nhìn về phía đỉnh màn sáng. Bụp. Cùng dây,
Ông ta không nghĩ ngợi gì, trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa, là quỳ hai đầu gối xuống đất. Thần thái khuynh thành, dáng vẻ kia còn hơn cả nhìn thấy bố. Lúc này, từ bốn phương, mấy tỷ người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, ở trên màn sáng kia, trên đỉnh bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh cao đến trăm trượng, tay cầm quyền trượng màu vàng. Mấy người lại dám nhìn thẳng vào bốn thần. Khi mọi người nhìn thấy người đó, ông ta chậm rãi nói. Giọng nói nhàn nhạt nghe vào trong tai tất cả mọi người, giống như vạn thủy thiên sơn đồng loạt nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc hóa thành quy luật quẩn quanh trong thần thức bọn họ. 99.999% tu sĩ lúc này cũng mất đi suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, hỗn độn, theo bản năng muốn quỳ xuống đất. Các cường giả dù ớ ngàn dặm, mấy ngàn dặm, vạn dặm lúc này dù là cao thủ núp vào trong hư không cũng bị mấy chữ đơn giản chấn động đi ra, hoảng hốt quỳ xuống. Từng bóng người chỉ có số ít đủ mạnh, hoặc người mang chí bảo, hoặc người ở rất rất xa mới có thể đứng vững. Mặc dù người quỳ xuống rất nhiều, nhưng không có ai cảm thấy cái quỳ này có gì đó không đúng, kẻ yếu quỳ trước kẻ mạnh, vốn dĩ là như vậy, không phải sao? Đây chính là đại thiên thế giới, cường giả là vua. Huống chi, thân ảnh ở chẻn chín tầng mày kia mặc dù bọn họ chưa từng nhìn qua, nhưng từ trong khí thức đó, không khó đoán được, chắc chắn đó là một vị thần. Không phải thần tên gọi là thần, mà là cấp thần. Cấp thần chân chính. Đối mặt với thần, có lý do hay thực lực không quỳ sao? Giữa trời đất, mọi âm thanh đều yên lặng. Một vị thần xuất hiện, hoàn toàn khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng, cho dù trong lòng cảm khái vô tận, nghi ngờ mọi thứ, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói nửa chữ. Đừng nói là phát hiểu, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận. Xì, Thiên Yêu Hoàng ổn định thân hình, nhìn về phía thân ảnh tay cầm quyền trượng kia, tổn thương trong cơ thể đau đến mức khiến ông ta hít một hơi lạnh, nhưng ông ta nhanh chóng bật cười. Còn tưởng rằng thần đế trong truyền thuyết kia đích thân hạ xuống, ha ha, không ngờ cũng chỉ là thang nhãi vừa bước nửa chân vào cấp thần. Gặp ông nội Yêu Hoàng, còn không mau xưng tên. Thiên Yêu Hoàng, 300.000 năm trước cũng xem như là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng cảnh giới này thật khiến bốn thần thất vọng. Trên chín tầng mây, thân ảnh trăm trượng tiếng vang như sấm, truyền khắp thiên hạ, ông vẫn không xứng biết được tục danh của bốn thần. Lời vừa dứt, ông ta chỉ tay, đột nhiên ấn xuống. Vù, N, lập tức, hư không sụp đổ, xuất hiện hình dáng một ngón tay, luồng sức mạnh khủng khiếp vô hình trong khoảnh khắc ép về phía Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng đột phá giam cầm, vốn không phải thời kỳ đỉnh phong, người đổi diện lại là một người bước nửa tràn vào thần giới. Làm sao ông ta dám khinh thường? Lần này, Thiên Yêu Hoàng đốt cháy máu tươi, lại một lần nữa để thăng thực lực lẻn một bậc. Sau đó, hóa thành bản thế, kỳ lân khổng lồ nghịch thiên lên, nghênh đón bán thần kia. Hai luồng sức mạnh khổng lồ đụng nhau, một mảng trực tiếp hóa thành hỗn độn, hóa thành hư vô, sức mạnh va chạm, Thiên Yêu Hoàng thụt lùi mấy chục bước, chẽn người đã tràn máu, nhưng ông ta không hề lui bước, lại một lần nữa xông lên. Con kiến hôi, dám tranh đấu với Hạo Nguyệt, trên chín tầng mây, lần này bán thần nâng cả cánh tay, đè xuống. Một bàn tay rơi xuống che trời, trong lòng bàn tay ấn chứa cả thế giới, từng đường vân hóa thành ngàn vạn núi non trùng điệp, ngàn biến khơi, sao băng quấn quanh đầu ngón tay. Khó mà tưởng tượng nổi uy lực một trưởng bình thường này lớn đến thế nào. Mẹ kiếp, chân bát hoang, cậu hại bổn Yêu Hoàng thảm rồi. Thiên Yêu Hoàng ngoài miệng than vãn. Nhưng động tác tương đối nhanh, không có chút kiêng kỵ phát ra một tiếng gầm rung trời, chân đạp quy luật vô tận, núi sông đất đai, sao trăng đốt cháy máu tươi, điên cuồng xông về phía trước. Lúc này, ông ta như phát điên, không muốn sống nữa. Rất kiên quyết, sau một phần vạn cái hít thở. Ầm ầm ầm, khu vực này hoàn toàn long trời lở đất, rõ ràng có thể thấy, con kỳ lân kia đụng gãy sơn nguyên địa mạch, bốc hơi biến khơi sông hồ. Giống như sao băng xuyên qua vũ trụ. Cuối cùng, Thiên Yêu Hoàng chọc thủng một trường kia, cơ thế cao lớn trực tiếp đụng vào bán thần cao cao tại thượng, thân ảnh khổng lồ kia bị đụng cho phải lùi nửa bước, mà cánh tay lộ ra lại bị vảy của Thiên Yêu Hoàng rạch ra một vết máu. Nhưng, Thiên Yêu Hoàng cũng bị bắn ra ngoài. Vô Lượng Tôn đứng đầu trong cấp tôn, nhưng đối mặt với người bước nửa chân cấp thần vẫn là một khoảng cách to lớn khó mà vượt qua. Cơ thế khổng lồ của Thiên Yêu Hoàng cuồn cuộn ở chân trời, giữa lúc cuồn cuộn,
vô số tầng mảy nổ tung, hư không đều bị đập ra từng cái động. Đây chính là chiến đấu giữa các cường giả. Nhất cử nhất động cũng có thể ảnh hưởng đến không gian thiên địa. Chảy máu, thân thần trăm trượng nhìn từng tia vết máu trên đầu ngón tay, có chút bất ngờ. Ông ta cũng không thế nào ngờ. Một vô lượng tôn có thế làm ông ta bị thương. Phải biết rằng, ông ta cũng từ vô lượng tôn đi lên. Chênh lệch giữa vô lượng tôn và bán thần, có thể nói, một người là thiên đường, một người là địa ngục. Thiên yêu hoàng có thế làm ông ta tổn thương, ổng ta rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ. Nhưng, ông ta nhanh chóng bật cười, không hổ đã từng là vua của tộc yêu, chỉ có điều, ông dốc hết toàn lực khiến bản thân tôi chảy một giọt máu, chỉ như vậy thỏi sao. Lời vừa dứt, ông ta lóe người, cuối cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt thiên yêu hoàng. Lúc này, thời gian dường như đọng lại. Ông ta giơ quả đấm, một quyền rơi về phía đầu thiên yêu hoàng. Mà thiên yêu hoàng vốn không phản ứng kịp, càng không có bất kỳ phản kháng. Bụp, tiếng oán hận vang lên, cơ thể khổng lồ như núi lớn của thiên yêu hoàng trực tiếp từ trên cao rơi xuống, hung hãn đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Khi thiên yêu hoàng rơi xuống, bán thần lại một lần nữa xuất hiện, một tay cầm quyền trượng, tay còn lại giơ lên, gắt gao kẹp cố ông ta, thân hình trăm trượng giống như gà con dễ dàng bị xách lên. Đường đường là yêu hoàng, để bảo vệ một con kiến hôi cấp đạo mà mất đi tính mạng, thật buồn cười, đòi mắt bán thần nhìn thẳng vào thiên yêu hoàng còn lớn hơn chuông đồng, mang theo vẻ gì yêu cợt, cười gằn. Gần như không cho thiên yêu hoàng có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hoặc nói, khi một bán thần đưa ra thực lực chân chính, thiên yêu hoàng thân là vô lượng toàn vốn không thể có bất kỳ phản kháng, chỗ ông ta đi qua, ngay cả thời gian cũng dừng lại, trong lòng thiên yêu hoàng chỉ có kinh ngạc. Lời vừa dứt, bàn tay bán thần trụng lại, năm ngón tay tập trung lực. Bụp, cùng dây đó, đầu thiên yêu hoàng bị bóp gãy, vặn xuống. Tiếp đó, ông ta lại giơ tay, một cước dâm trên cơ thể kỳ lân khổng lồ, cơ thể kia đột nhiên nổ tung, máu hóa thành mưa rơi xuống như thác lũ, trong xương máu, bán thần một lần nữa nhấc chân, đá về phía thiên yêu hoàng. Ây nha, lúc này, Tiểu Y ra tay, tốc độ của nó cực nhanh. Nửa cái vỏ trứng trên đỉnh đầu lập tức bao phủ đầu thiên yêu hoàng. Gần như cùng lúc, một cước của bán thần rơi trên vỏ trứng. Vỏ trứng vô cùng thần bí, hơn nữa lại như là thần khí của Tiểu Y, lúc này trực tiếp vỡ tan, như gương vỡ bị nứt, hóa thành mảnh vụn, rơi xuống bốn hướng. Nhưng, cũng trong nháy mắt, xung quanh cơ thể Tiểu Y lóe lên quy luật kỳ dị, từ dưới con mắt của bán thần, nó dẫn theo thần thức của thiên yêu hoàng chạy trốn. Nhóc con, đa tạ, trong lòng thiên yêu hoàng vẫn còn sợ hãi, nếu như ông ta ở thời kỳ đính phong, có lẽ còn có thể đánh một trận với bán thần, chỉ tiếc ông ta bây giờ vừa mới hồi phục, còn kém quá xa, nếu không phải Tiểu Y, ông ta chắc hẳn đã chết rồi. Ứ y nha, Tiểu Y gật đầu, lại một lần nữa quay về bên cạnh Trần Đức, nhưng đột nhiên cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hóa ra, nó cũng bị thương nặng. Gần như là liều mạng mới cứu được thiên yêu hoàng, nó đã rất yếu ớt, toàn thân lông bị máu tươi nhuộm đỏ, run rẩy. Còn Trần Đức, lúc này mới vừa đột phá cảnh giới nhân đạo, đạt đến cảnh giới nhân đạo lục trọng thiên. Tốc độ đột phá rất nhanh. Nhưng, bây giờ anh không phải tiêu điểm, tất cả mọi người đều đang tập trung vào vị thần của nước Vĩnh Hằng. Dù sao, thần cho đến nay đối với bọn họ mà nói đều là tồn tại trong truyền thuyết, trong sách giáo khoa. Có mấy người sống mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc nhìn thấy người thật sự bước vào cảnh giới thần. Hôm nay thấy rồi. Không ai muốn bỏ qua. Loại kinh nghiệm này sẽ là vốn liếng khoe khoang cả đời của bọn họ. Quay về đi. Trần Đức hơi phân tâm, mở tiểu thiên địa, cất thiên yêu hoàng và Tiểu Y vào trong. Nếu bốn hẻo hoàng còn trẻ, nhất định sẽ quất chết tên nhãi kia, trong thiếu thiên địa, thiên yêu hoàng lửa giận ngút trời. Không hề cảm thấy có gì mất mặt. Dùng cảnh giới của vô lượng tôn khiến thần chảy máu. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người có thể làm được? Trên thực tế, trận chiến này của ổng ta không chí không mất thế diện, còn một lần nữa chứng tỏ năng lực của bản thân, đủ để lưu danh vạn năm. Bát hoang, tên bán thần kia e rằng thật sự nghiêm túc rồi, sợ là hắn có thể cưỡng ép tất cả bọn tôi từ trong tiểu thiên địa đi ra, sau đó xóa bỏ. Linh Lung cũng sợ hãi.
tôi cảm thấy người của nước Vĩnh Hằng e là đã nhắm vào anh rồi, nếu không thì sẽ không đế một bán thần đích thân đến. Đúng vậy. Trong lòng Trần Đức rõ ràng, các loại thực lực anh thể hiện ra quả thực quá mức kinh người, cái khác không nói, hai loại âm dương kinh và nguyên khí hỗn độn, dù là người của nước Vĩnh Hằng cũng chắc chắn ngồi không yên. Nhưng, Trần Đức vẫn rất bình tĩnh. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Dù sao anh cũng không biểu diễn tự tại thần ma công cho người của thần quốc Vĩnh Hằng thấy, ngay cả thần đế cũng muốn lấy được tự tại thần ma công kia, không phải sao? Trần bát hoang. Nhưng vào đúng lúc này, bán thần kia đứng sừng sững ở hư không, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Ông ta không ra tay, mà hờ hững ra lệnh, cậu lập tức ngừng đột phá, tự buộc tay chân, đi theo tôi. Lời này, khiến Trần Nguyên Vũ đột nhiên ngơ. Đi theo ông ta, không phải là, đi đến thần quốc Vĩnh Hằng. Chẳng lẽ đất nước Vĩnh Hằng cũng nhìn chúng ấn ký thiên tâm? Không, không thế nào. Không cần thiết đâu. Thành viên nòng cốt của thần quốc Vĩnh Hằng đều có huyết mạch của thần đế, từ một ý nghĩa nào đó, huyết mạch thần đế không hề kém hơn ấn ký thiên tâm. Vật đó đối với đại thiên thế giới mà nói là bảo vật. Nhưng đối với một thần đế và một đất nước Vĩnh Hằng có cấp bậc thần đế mà nói cũng không tính là gì, đúng không? Rất nghi ngờ. Nhưng Trần Nguyên Vũ không dám nói. Ông ta rất rõ. Bây giờ ông ta có thể sống sót đã là vận may tu 10 kiếp. Thời điểm này đi nhúng tay vào chuyện của thần, ông ta khác gì tự đi tìm cái chết. Đương nhiên, ông ta cũng rất rõ ràng. Đối với Trần Bát Hoang mà nói, đi đến nước Vĩnh Hằng không phải chuyện tốt. Không có gì khác. Trần Bát Hoang chính là báu vật còn sống, đến thần quốc Vĩnh Hằng, thứ chờ đợi anh chắc hẳn là đường chết, hoặc là nói. Sống không bằng chết. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Nếu thật sự là chuyện tốt. Vậy bán thần kia cũng sẽ không tiến lên đánh nhau, muốn chu diệt thiên hiểu hoàng, cứu Trần Nguyên Vũ. Chỉ cần Trần Bát Hoang chết, Trần Nguyên Vũ không thiệt. Dù sao thì nếu Trần Đức còn sống, đây cũng không phải chuyện tốt gì với ông ta, với thiên phú của anh, vượt qua Trần Nguyên Vũ chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó không cần Trần Đức ra tay, Trần Nguyên Vũ có thể bị nhà họ Trần róc xương lóc thịt, hiến tế đế lôi kéo Trần Đức. Ấn ký thiên tâm quan trọng. Nhưng, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Bán thần cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Đức, chờ anh tự buộc tay chân. Tất cả tu sĩ quan tâm chuyện này trong thiên hạ thấy. Cuộc chiến này đã kết thúc. Kết cục của thần ở nước Vĩnh Hằng còn có gì để nói. Ngay cả hiên viên anh hùng luôn nói phải bảo vệ Trần Đức cũng không dám hé răng nửa lời, khỏng phải sao. Trần bát hoang. Ngoại trừ tự buộc tay chân, hoàn toàn không có lựa chọn khác. Quả nhiên, khi tiếng nói của thần vừa dứt, Trần Đức, quả nhiên chấm dứt đột phá. Ừ, thiên đạo cửu trọng thiên. Cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Từ cảnh giới cố bản nhảy đến thiên đạo đỉnh phong, hoàn thành cảnh giới rất nhiều người cả đời không làm được, đã vô cùng nghịch thiên. Nếu như là bình thường, chắc chắn rất nhiều người sẽ tiến lên lôi kéo, nghĩ mọi cách kết giao với anh. Đáng tiếc, bây giờ không có bất kỳ ai đi lên. Thậm chí ngay cả người trước đó hâm mộ anh cũng không hâm mộ nữa, ngược lại cảm thấy anh rất đáng thương. Tình cảnh bây giờ của anh chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Tuyệt vọng. Như cá trên thất hổ, dê còn đợi làm thịt, ngoại trừ để mặc cho người ta định đoạt thì còn có thể làm gì. Nhưng, một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều thôn mặt. Trong lúc mọi người cho rằng Trần Đức tự trói chân tay đến nước Vĩnh Hằng. Anh lại giơ ngón tay giữa ra với bóng hình vị thần khổng lồ đó. Tuy mọi người không biết ngón tay giữa có ý gì, nhưng từ vẻ mặt của anh không khó nhìn ra, đó là sự khinh bỉ một cách trần trụi, khinh bí không hề che giấu. Thế còn chưa là gì, điều đáng sợ hơn là. Sau đó Trần Đức lên tiếng. Đôi mắt nhìn thẳng vào bán thần cầm quyền trượng đó, ông là cái thá gì? Bảo tỏi tự trói chân tay. Vãi, ông cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy. Ông rất lợi hại hả? Nếu đã lợi hại như vậy, thì giết tôi đi. Nào nào nào, cái đầu của Trần Bát Hoang tôi ở đây, giết tôi đi, xin ông đấy. Trong lúc nói, Trần Bát Hoang trực tiếp vươn cố ra trước mặt bán thần đó. Mau, mau lên, đến chém tôi đi, mẹ kiếp, chẳng phải ông rất hống hách hả? Tôi muốn xem, rốt cuộc hôm nay là vị thần như ông ngạo mạn, hay là tôi ngạo mạn hơn? Trần Đức nói rất lớn tiếng.
thậm chí cố ý trộn lẫn nguyên khí, sức mạnh thần hồn vào trong, sóng âm như hóa thành biến thét, truyền khắp tám phương. Lúc này hàng chục tỷ người Nam Hạ Châu đang theo dõi cuộc chiến này. Hàng chục tỷ người này đều biết rõ sự ngạo mạn của Chân Đức, nghe được rõ ràng, người nào cũng sợ toát mồ hôi ròng ròng, thần hồn run dữ dội. Kẻ điên! Vãi! Đúng là kẻ điên! Đúng thế, anh có ấn ký thiên tâm, biến thái vô cùng, trong tích tắc đột phá 3-40 cảnh giới nhỏ, nhưng anh vẫn chỉ là một tu sĩ cấp thiên đạo nhỏ bé, cảnh giới như vậy, hoàn toàn không thể so sánh được với bán thần, được không? Nhìn thấy bán thần, không nói là quỳ xuống giống bọn họ, ít nhất cũng phải cung kính, ngoan ngoãn chứ. Kết quả Trần Bát Hoang lại hống hách với bán thần. Còn hống hách công khai. Loại người này không phải kẻ điên thì là gì? Mẹ kiếp, chê mình chết không đú nhanh hả? Ầm ầm, chân trời nối lên sấm chớp, đó là cơn giận của bán thần. Ông ta thực sự nối giận, đại đạo thiên địa đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của ông ta. Sấm sét cuồn cuộn như chiến xa lăn đến, khiến lòng người run sợ. Nhiệt độ của thế giới cũng bỗng giảm mạnh đến băng lạnh, có thể thấy rõ ràng, giữa trời đất xuất hiện từng tầng sương giá. Đây không phải là ảo giác, mà là hiện thực. Quá đáng sợ rồi. Nhưng Trần Bát Hoang lại không hề bớt lại, bày vẻ mau đến thì tôi đi, vô cùng cuồng ngạo, đừng nói là bán thần, kể cả Trần Nguyên Vũ và hàng chục tỷ tu sĩ xem trận chiến đều muốn xông lên chém chết anh, tên này quá hống hách rồi đấy. Trần Bát Hoang, cậu rất thỏng minh, đoán được tôi sẽ không giết cậu. Đúng không, ánh mắt bán thần âm lạnh, ông ta đến đây hoàn toàn là vì phụng mệnh, hiện giờ nước Vĩnh Hằng cũng chỉ có ông ta có thể ra ngoài, có thể đến nơi này. Bởi vì hiện giờ người của nước Vạn Thánh đang chặn bên ngoài nước Vĩnh Hằng, bao vây cả nước Vĩnh Hằng. Mấy vị cường giả đích thân đến nước Vạn Thánh làm khách. Mục đích rất đơn giản, chính là không cho người của nước Vĩnh Hằng tham dự vào chuyện này. Nước Vĩnh Hằng bị bao vây chặt không lọt một giọt nước. Sở dĩ ông ta có thể xuất hiện ở đây, là vì nửa tháng trước, ông ta từ nước Vĩnh Hằng đến thế giới Đại Thiên, hướng dẫn một đệ tử mà ông ta để lại ở bên này, không ở trong nước Vĩnh Hằng, ngay khi ông ta nhận được tin trong tộc thì đến nơi này ngay lập tức. Thần đế có lệnh, anh phải sống. Bởi vì, cho dù thần đế ở cách xa xôi vô tận, nhưng vẫn nhìn thấy, cảm nhận được việc độ kiếp của Trần Bát Hoang, hình như ông ta phát hiện ra điều gì, tóm lại, chỉ truyền cho bán thần một câu. Đưa Trần Bát Hoang về, anh phải sống. Lão già, cái gì mà sẽ khỏng giết tôi? Ông không dám giết tôi phải không? Có giỏi thì ông lại đây, rác rưởi, đồ vô dụng. Trần Đức lớn tiếng khiêu khích, anh muốn khiêu khích thần linh. Mọi người đều là tu sĩ, tại sao đám người này phải cao cao tại thượng, vừa xuất hiện đã bảo người ta quỳ. Cậu khỏng muốn đi theo bản thân một cách dễ chịu, vậy thì tôi sẽ cho cậu đi sống không bằng chết. Bán thần từ cao nhìn xuống. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lồng giam. Có thể thấy rõ ràng, trong cái lồng giam nhỏ có không biết bao nhiêu dã thú hung mãnh, con nào cũng như chó đói khát, điên cuồng tàn sát, cắn xé lẫn nhau bên trong. Bán thần lật tay ép xuống, lập tức, lồng giam từ chẻn trời giáng xuống. Cái lồng giam nhỏ không ngừng to lên, không ngừng to lên, trong tích tắc, biến thành giống như một tòa thành, trực tiếp bao trùm Trần Đức. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ. Bên trong lồng giam có ít nhất hàng chục tỷ, trăm tỷ dã thú. Dã thú đông chi chít cắn xé, tàn sát lẫn nhau, khắp chỗ đều là máu tươi, là bốn chân của dã thú, đôi mặt con nào cũng đỏ ngầu, mùi máu tanh từ trong lồng giam tràn ra khắp trời, cho dù là tu sĩ giết người thường xuyên cũng buồn nôn, ghê tởm. Ầm, lồng giam khóa chặt Trần Đức, khí tức khát máu phủ khắp trời đất, sự tuyệt vọng bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Đúng thế, lồng giam đó có thần lực, đừng nói là hắn, kể cả Đại Chí Tôn cũng tuyệt đối không tránh được. Đó là tù giam thí thần trong truyền thuyết, tôi đã từng thấy trên sách, vị bán thần này, ông ta là Tăng Tôn của thần đế, Đại Uy Thiên Thần Bạch Nguyệt không? Là ông ta. Đại Uy Thiên Thần, là người xuất sắc trong thế hệ sau của thần đế, tính thời gian, nhiều nhất cũng chỉ 500.000 tuổi, 3 vạn năm trước, ông ta đã là bán thần, phong hiệu Đại Uy Thiên Thần. 3 vạn năm trước, ông ta bước vào bán thần, tên được khắc vào trong sử sách của thế giới Đại Thiên, từ nay vang danh thiên hạ. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, tù giam thí thần càng lúc càng gần Trần Đức. Trong tích tắc bao trùm anh ở dưới. Tiền bối, còn không ra tay à? Không ra tay thì tỏi phải chết thật đấy. Trần Đức nhìn tù giam thí thần đó, vẻ mặt ngưng trọng,
nhưng trên mặt không hề có chút sợ hãi. Anh vừa dứt lời. Keng! Gần như cùng lúc, một âm thanh rút kiếm vang lên. Chân trời một luồng thần hoa chém về phía tù giam thí thần. Giặc giặc! Trong tích tắc, thanh kiếm va đập vào tù giam thí thần trên bên, sức mạnh khủng bố đập vào nhau, quang hoa bắn khắp nơi, hư không hỗn loạn, dường như không nhìn thấy gì, tù giam thí thần đó cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, vỡ vụn, hàng chục tỷ dã thú bị một luồng kiếm mang đó hấp khô, hóa thành xương máu. Cảnh này khiến người ta chấn hãi không thôi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn về hướng kiếm mang chém đến, tràn đầy nghi hoặc. Chỉ đáng tiếc, nơi đó bị kiếm mang khuấy đảo, chỉ có hư vô, cũng không nhìn thấy gì, ngay cả bóng hình của Trần Bát Hoang, họ cũng không thể nhìn thấy. Chẽn bầu trời, trong đôi mắt của Bạch Nguyệt Không cũng hiện lên vẻ quỷ dị, kinh hãi rõ ràng. Ở Nam Hạ Châu của thế giới đại thiên này còn có người có thể dùng một nhát kiếm phá vỡ lồng giam của ông ta. Là ai? Bạch Nguyệt Không lấm bấm. Là tôi, Bạch Nguyệt Không, đã lâu không gặp. Anh vừa dứt lời, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên phía sau Bạch Noa Vê Khôn Quy. Đồng thời, một bóng hình vĩ đại cũng dần hiện lên trong mắt tất cả mọi người. Ông ta với áo trắng mái tóc trắng, tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ, như vị thần, tay cầm một thanh kiếm tím vàng. Kiếm dài 8 tấc, không rất bình thường. Nhưng chính thanh kiếm đó đã chém vỡ tù giam thì thần. Lúc này, ông ta đang đứng phía sau Bạch Nguyệt Không. Chỉ cách Bạch Nguyệt Không chưa đến nửa mét. Gần như cùng lúc hai chữ, là tôi, vang lên, Hiên Viên Anh Hùng đã giơ kiếm trong tay, trên trường kiếm, hàng vạn đường hào quang lấp lánh, chiếu sáng khắp trời đất, một kiếm đảo quét về phía đầu của Bạch Nguyệt Không. Có thể thấy rõ ràng, quang hóa chói mắt lóe lên. Cái đầu của Bạch Nguyệt Không vẹo sang một bên, rơi khỏi cơ thể. Phụt! Đồng thời, một cột máu dâng lên, nhuốm cả không trung trong màu đỏ tươi, từng vũng máu rơi khắp đất, xuyên hư không, rơi xuống mặt đất, vùng địa ngục đó đang tan chảy, như khối băng gặp phải ngọn lửa. Ủng hộ chúng mình tại L Hay Ho, C Om. Bành! Hiên Viên Anh Hùng lại vung một kiếm đâm xuyên cái đầu rơi xuống, cái đầu nổ tung như pháo hoa. Cảnh tượng này như khắc laser, in sâu vào trong đầu của tất cả các tu sĩ, người nào cũng ngây ra như phồng, đầu óc trống rỗng. Cả linh hồn dường như sắp thoát khỏi cơ thể, còn kinh khủng hơn gặp quỷ. Đại uy thiên thần, Bạch Nguyệt Không, cứ vậy mà. Chết rồi. Tất cả đều hư ảo như vậy, như nằm. Mơ. Một vị bán thần đấy. Cứ vậy mà chết rồi. Thật không thể tin nổi. Bù. Đúng lúc mọi người nghi hoặc, chấn hãi, trong không trung, quyền trượng vĩnh hằng run rẩy, hóa thành lưu quang, rơi xuống khỏi bàn tay trên cơ thể của Bạch Nguyệt Không. Ở một hướng khác, quyền trượng vĩnh hằng rơi xuống. Trước quyền trượng là từng giọt máu tươi của Bạch Nguyệt Không, lúc này pháp tắc đan xen, trong pháp tắc, một đạo thần thức tỏa ra hào quang rực rỡ, rất nhanh, máu tươi chảy ngược, 3 đến 5 hơi thở sau, một bóng hình được ngưng tụ hoàn toàn. Là Bạch Nguyệt Không? Ông ta chưa chết. Lúc này, sắc mặt cực kỳ âm trầm, khó coi, khuôn mặt còn có chút tái nhợt như bị bệnh, hiển nhiên, tuy chưa chết. Nhưng cũng bị thương khá nghiêm trọng. Ông ta chỉ là một bán thần, Hiên Viên Anh Hùng thì sao? Đã bước vào thần cảnh. Chịu một đường kiếm của ông ta, Bạch Nguyệt Không chỉ bị thương nặng, không chết, đã rất may mắn rồi. Hiên Viên Anh Hùng, Bạch Nguyệt Không bùng lên cơn lửa giận, vô cùng âm trầm, ông muốn chết hả? Thụp! Bạch Nguyệt Không cầm quyền trượng, bồng đập một cái vào hư không, lấy quyền trượng làm trung tâm, từng làn sóng lăn tăn lan rộng. Hình thành một vùng đất, bao trùm cả trời đất, bao gồm cả Hiên Viên Anh Hùng cũng bị bao trùm trong đó. Lúc này, Bạch Nguyệt Không thúc động quyền trượng vĩnh hằng. Quyền trượng vĩnh hằng là binh khí của thần đế, lúc chưa có người kích hoạt và có người kích hoạt hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bạch Nguyệt Không truyền thần lực vào trong quyền trượng vốn im lìm như thức tính, tỏa ra hào quang màu vàng, cả thiên địa như được khoác một lớp kim quang. Dường như thần đế đích thân đến. Thần uy vô thượng lan rộng khắp nơi, trên trời dưới đất đều phát ra tiếng kêu vù vù, như đang quỳ lạy, cho dù là nhân vật cấp tôn, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, người nào cũng điên cuồng lùi lại. Cao thủ tôn cấp của 4 thế lực viễn cố và mấy thế tôn của tộc Hiên Viên bị dao động đó càn quét, trực tiếp bị thương nặng, thoi thóp, chỉ còn lại một hơi sức. Trần Đức đứng gần nhất, anh cũng phải sờn tóc gáy. Quyền trượng vĩnh hằng không nhằm vào anh. Nhưng anh lại cảm nhận được một sự áp chế khó mà chống cự,
nhưng trong cơ thể anh có Linh Lung và cả lão yêu hoàng, dưới sự giúp sức của hai người, Trần Đức không đến mức chạy trốn. Chỉ là anh hơi lo lắng cho Hiên Viên Anh Hùng. Khoảng thời gian này, Hiên Viên Anh Hùng vẫn đang hấp thụ dịch bách thảo, quả âm chi, vẫn còn trong nửa giấc ngủ say, sở dĩ ông ta không xuất hiện ngay từ ban đầu cũng là vì chưa thức tỉnh hoàn toàn. Bất luận là mấy vị cường giả tòn cấp của tộc Hiên Viên hay bốn thế lực viền cố, hay là Linh Lung, lão yêu hoàng đều đang tranh thủ thời gian cho Hiên Viên Anh Hùng. Cho đến phút cuối cùng trước khi Trần Đức đột phá, Hiên Viên Anh Hùng mới hoàn toàn hấp thụ xong, nhưng mặc dù là vậy, Hiên Viên Anh Hùng vẫn rất yếu. Mấy lần trước thiêu cháy tinh huyết, thăng hoa vô tận, đã rút đi nguyên thọ, tính mệnh của ông ta, kể cả quả âm chi, cũng khó mà giúp ông ta kéo dài tính mạng thực sự. Ầm ầm. Hai, quyền trưởng Vĩnh Hằng không ngừng thức tỉnh. Thần uy phủ khắp, tất cả mọi người đều như cảm thấy một cường giả từ xa xưa đang thức tỉnh, thậm chí cảm nhận được dao động thần hồn. Đó là thần linh ẩn bên trong quyền trưởng. Binh khí của cường giả, thần linh ẩn bên trong, từ mặt ý nghĩa nào đó là nói, binh khí của họ đã không còn là một binh khí đơn độc nữa mà là cường giả độc lập. Nhưng trừ phi chủ nhàn qua đời, nếu không, họ sẽ chỉ thức tỉnh khi có người thúc động. Một vùng tinh vực đang diễn hóa, hoàn toàn bao trùm bầu trời, ở đó dường như hóa thành một thế giới độc lập, thần quang chiếu rọi thế gian, gột rửa linh hồn, như muốn đồng hóa tất cả. Cũng may, thức tỉnh đến một mức độ nhất định, Bạch Nguyệt không đột nhiên ho ra máu. Ông ta bị thương nặng, không thể tiếp tục thức tỉnh quyền trưởng. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Với thực lực của ông ta, lại thêm quyền hạn Vĩnh Hằng, cũng đủ đối phó với Hiên Viên Anh Hùng. Hiên Viên Anh Hùng, mười mấy vạn năm trước, ông dầm tôi dưới chân, hôm nay, có thể cùng tính cả thù mới hận cũ rồi, ánh mắt Bạch Nguyệt không sắc lạnh, trong ánh mắt tràn ngập thù hận vô cùng đậm sâu. Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt không nhiều lời, lấy quyền trượng ra. Từng đường pháp tắc vần quanh quyền trượng, thần lực vô tận sôi sục như biến rộng, binh khí của thần đế, nếu thức tính toàn bộ, chỉ một đòn đủ đế khiến cả Nam Hạ Châu đều bị nhấn chìm hủy diệt trong một ngày, mặc dù lúc này chỉ thức tỉnh một phần. Nhưng vẫn khiến lòng người chấn hãi, hàng trăm triệu tỉa sáng chiếu xuống, rực rỡ chói mắt, lao về phía Hiên Viên Anh Hùng. Keng keng. Hiên Viên Anh Hùng cũng không nói một chữ, trường kiếm trong tay kêu lên thành tiếng, kiếm mang chiếu rọi trời đất. Đó là kiếm Hiên Viên. Kiếm của Hiên Viên Anh Hùng. Nó đã từng cùng với Hiên Viên Anh Hùng chém giết bốn phương, thành tích lừng lẫy. Lúc này, nó hoàn toàn thức tỉnh, tuy không bằng binh khí của thần đế. Nhưng cũng không thế coi thường, vết kiếm vô tận lay động, một chiêu một thức, đều tác động đại đạo thiên địa. Ầm ầm, quyền trượng Vĩnh Hằng khiến bầu trời rung lên, đâm xuyên không trung, kiếm thần Hiên Viên vung cái thế, trong 1000 giây hai thần binh đập vào nhau, lập tức, bầu trời hóa vỡ vụn, giải sao nghiêng ngả, rơi xuống, biến thành hàng tinh đập xuống đại địa, khí tức hỗn độn xuất hiện, giống như có người khai thiên lập địa. Đòn này, nếu không phải xảy ra trên bầu trời cao vô tận, e rằng cả Nam Hạ Châu đều bị vỡ vụn, mặc dù vậy, các ngôi sao rơi xuống, hóa thành mảnh thiên thạch rơi xuống đất cũng đập xuyên núi lớn vô tận, các tòa núi cao đến mấy chục vạn mét sập đổ, núi sông sôi sục, gào thét không ngừng, cả Nam Hạ Châu đều rung lên dữ dội. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, hai vị thần chiến với nhau, Bạch Nguyệt không hố đến từ nước Vĩnh Hằng, lại có bình khí của thần đế, mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn có thể chém giết với Hiên Viên Anh Hùng, kiếm Hiên Viên. Quyền trượng Vĩnh Hằng đập vào nhau liên tiếp, bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn, bao trùm đại địa, bọn họ đánh xuyên bầu trời, dường như sắp đánh đến ra bẻn ngoài trời, nhưng cuối cùng vẫn bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể xông ra. Hôm nay, cả Nam Hạ Châu đều không ngừng rung lên, chấn động, ầm ầm, dường như sẽ sập đổ bất cứ lúc nào, hơn một nửa Nam Hạ Châu hoang vu tiêu điều, mấy vùng đất khác giáp danh với Nam Hạ Châu cũng bị ảnh hưởng. Đây đã là hiệu quả của việc hai người đã cách một tầng kết giới, bọn họ đã cố hết sức để không ảnh hưởng đến đại lục này. Thế giới đại thiên đều sôi sục. Hai vị tôn thần đang chiến đấu như vậy đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Cuộc chiến giữa thần vốn rất ít thấy, huống hồ, khi các thần chiến đấu thực sự, phần lớn sẽ không cho con người biết, vì vậy đúng là vô cùng hiếm thấy. Thế giới đại thiên, ít nhất có 120 vạn năm chưa từng xảy ra cuộc chiến giữa các thần. Tất cả mọi người đều ngước nhìn bầu trời, trên không trung Nam Hạ Châu hỗn loạn, không ngừng có mảnh thiên thạch rơi xuống, không ngừng có ngôi sao nổ vỡ, bầu trời giống như vải rách, xuất hiện động đen đáng sợ, quyền trượng và kiếm thần giao đấu,
thần và thần đại chiến, hào quang liên tiếp, đại đạo bị họ dẫm dưới chân, không gian, thời gian đều đang bị hủy diệt, tu sĩ bình thường vốn không nhìn rõ bóng hình của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bị xé vụn, không gian nghiêng ngả. Dưới đống đố nát thành hiên viên, trong lòng Trần Đức run lên, đây chính là cuộc chiến giữa thần ư. Nói một cách công bằng, so sánh ra, giữa anh và cường giả cấp thần vằn kém một khoảng cách lớn, đừng nói là anh, kể cả thiên yêu hoàng, cũng kém 18.000 vạn dặm đấy. Cũng không biết tiền bối hiên viên có phải là đối thủ của Bạch Nguyệt không hay không, lúc này, mặc dù Trần Đức có con mắt xuyên thấu, cũng khó nhìn rõ được cuộc chiến của hai người, và đập giữa bọn họ như ánh sáng, trong một giây, không biết thi triển bao nhiêu chiêu, đối chọi bao nhiêu lần. Bất luận có phải là đối thủ của Bạch Nguyệt không hay không, trước khi trận quyết đấu của hai người kết thúc, có một chuyện buộc phải làm. Giết Trần Nguyên Vũ. Bởi vì, Trần Đức biết rõ, chiến lực của hiên viên anh hùng chỉ là tạm thời, chiến đấu với Bạch Nguyệt khổng có quyền trượng vĩnh hằng, thắng thua rất khó nói. Thắng thì không cần nói. Một khi thua, đừng nói giết Trần Nguyên Vũ, cho dù bản thân Trần Đức cũng có thể sẽ đứng trước kết cục ngã xuống. Cho nên trước khi hai người chiến đấu kết thúc, bất luận thế nào, Trần Đức cũng phải đấu một trận với Trần Nguyên Vũ. Vẻ mặt Trần Đức dần trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt cũng chậm rãi ngước lên, nhìn sang Trần Nguyên Vũ ở phía xa. Trần Nguyên Vũ, kẻ thù giết cha mà anh ngày đêm nghĩ đến. Cùng vì ông ta, ngày xưa, các huynh đệ của anh mới chết. Có thế nói, sở dĩ Trần Bát Hoang đi đến bước này, đều do Trần Nguyên Vũ ép. Bây giờ, cơ hội giết chết Trần Nguyên Vũ ở ngay trước mắt. Trong ánh mắt Trần Đức lộ ra sát ý hừng hực, sát ý này ngưng thành chất rắn, như rồng cuộn gào thét, dã thú hồng hoang, gầm thét xông về phía Trần Nguyên Vũ. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng ra tay. Trong một hơi thở, anh trực tiếp tiến vào cực cảnh, nguyên khí trong cơ thể nổi lên cuồng bạo, châm rằm hỗn độn tử kim lôi, người khoác ly hỏa bừng bừng, trực tiếp xông lên trước, khỏng nói nhiều, tấn công một quyền về phía Trần Nguyên Vũ. Ầm ầm, quyền như tên lửa, khiến không gian cũng trở nên nóng rực, khô hanh vô cùng, hoàn toàn khóa chặt Trần Nguyên Vũ. Hừ, không biết tự lượng sức. Hiển nhiên, Trần Nguyên Vũ cũng lập tức chú ý đến sát ý của Trần Đức, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, cảnh giới thiên đạo lục trọng thiên, lấy gì đế giết tao? Bù. Hai. Trong cơ thể Trần Nguyên Vũ, nguyên khí màu vàng u ám bùng phát, khí tức bổng bốc lên vùn vụt. Thiên quân. Bồn cảnh giới lớn của cấp quân, nhân quân, thiên quân, vương quân, đế quân, Trần Nguyên Vũ đã ở cảnh giới thiên quân, hơn nữa, khí tức của ông ta đã là thiên quân đỉnh phong, tiến gần vương quân. Phải biết rằng Trần Nguyên Vũ cũng không lớn tuổi. Không giống những người đã mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi, tuổi thực của ông ta chưa đến trăm tuổi. Với độ tuổi như vậy, có thể tiến gần vương quân, phóng mắt nhìn khắp thế giới đại thiên cũng võ cùng ít, như lông phượng sừng lân vậy. Đấu quyền hả, lại đây. Khóe miệng Trần Nguyên Vũ lóe lên vẻ khinh miệt, giơ nắm đấm nghênh đón về phía Trần Đức. Trong chớp mắt, nắm đấm của hai người đập vào nhau. Lúc nắm đấm đập vào nhau, cả không gian cũng tĩnh lặng vì nó, chìm vào chân không. 4-5 giây sau, íp ạ y, âm âm âm. Giữa nắm đấm của hai người bỗng xuất hiện một quả cầu năng lượng, quả cầu năng lượng bùng phát, trong bán kính trăm dặm, trực tiếp nổ ra một cái hố lớn. Trong lúc bùng nổ, bóng hình Trần Đức cũng bay ngược ra theo, nắm đấm nổ tung từng tấc, máu tươi đầm đìa, xương chân dày đặc, chiếc áo bị máu tươi nhuốm đỏ. Lùi lại đến mấy trăm mét, Trần Đức mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Chỉ vậy thôi. Trần Nguyên Vũ giảm lên không trung, vẻ mặt hung dữ và chế nhạo, cao cao tại thượng, chỉ chút thực lực này còn muốn báo thù cho Trần Giang Lăng. Ha ha, nói thật, Trần Bát Hoang, mày khiến tao thất vọng quá. Bước từng bước ép gần Trần Đức, đôi mắt Trần Nguyên Vũ lóe lên vẻ chế nhạo rõ ràng, còn có vẻ tham lam. Trần Bát Hoang muốn nhân lúc hai vị thần chiến đấu, giết chết ông ta. Ông ta đâu phải không muốn nhân lúc trước khi hai người chiến đấu kết thúc, chiếm lấy ấn ký thiên tâm cho riêng mình. Tại sao Trần Nguyên Vũ ông ta có thể gần đến vương quân trong khi gần trăm tuổi? Đương nhiên thiên phú bản thân là một phần, nhưng quan trọng hơn là hai mươi mấy năm trước. Ổng ta đã nuốt thần hồn của Trần Giang Lăng, phần thần hồn có chút tàn tích của ấn ký thiên tâm. Chính là tàn tích của ấn ký thiên tâm khiến ông tu luyện thuận buồm xuôi gió, không có chút trở ngại. Hôm nay, ấn ký thiên tâm hoàn chính ở ngay trước mắt,
Trần Nguyên Vũ thực sự không muốn từ bỏ. Cho dù Bạch Nguyệt không có ở đây, ông ta cũng không muốn từ bỏ. Trần Bát Hoang, mày quá rác rưởi đến mức tao vốn chuẩn bị cho mày niềm vui bất ngờ, bây giờ lại không hề muốn lấy bất ngờ đó ra, bởi vì, không cần thiết nữa, Trần Nguyên Vũ giẫm lên hư không, thản nhiên đi đến gần Trần Đức. Đồng thời, nguyên khí màu vàng u ám trong cơ thể ông ta nối lên cuồng bạo, còn chưa nói hết, giờ bộ móng vuốt tóm về phía thiên lĩnh cái của Trần Đức. Ấn ký thiên tâm ở chỗ đó. Ông ta muốn tóm nó ra, trong khi giờ vuốt tóm ra. Trần Nguyên Vũ dường như đã hội tụ tất cả nguyên khí. Ông ta muốn bảo đảm không xảy ra thất bại. Trên cánh tay, không chỉ có nguyên khí gào thét, mà còn có thần hồn đáng sợ của ông ta, thần hồn đó dường như một con sói dữ, lan ra một luồng sức mạnh nuốt chửng. Trần Bát Hoang, tạm biệt. Trần Nguyên Vũ vô cùng hưng phấn, trên mặt thậm chí nở nụ cười cao trào còn hơn cao trào. Cú tóm đó cùng dường như lập tức bao trùm thiên linh cái của Trần Đức. Tóm chặt bên trên. Nhưng đúng lúc này, nụ cười của ông ta cứng đờ lại. Bởi vì, ông ta phát hiện bất luận ông ta cố gắng thế nào, cũng không thể hít ra thần hồn của Trần Đức, càng không thể moi ấn ký thiên tâm ra. Hơn nữa, Trần Đức rất bình tĩnh. Bình tĩnh muốn chết. Vẻ mặt đó hoàn toàn không giống như người sắp chết. Thậm chí khóe miệng của Trần Đức còn cong lên một nụ cười. Sau đó tay của anh tóm lấy Trần Nguyên Vũ. Như kìm sắt, nắm chặt ông ta. Trần Nguyên Vũ. Ánh mắt Trần Đức đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lẻn cười rõ ràng. Ai bảo với ông, vừa nãy tỏi đã dùng toàn bộ sức lực chứ? Nếu tôi nói, đó chỉ là 1% sức mạnh, ông tin không? Sau đó. Giặc giặc. Cánh tay Trần Đức bỗng vặn mạnh. Lúc này, cánh tay của Trần Nguyên Vũ như dây thừng, biến dạng lập tức, từng tấc máu thịt bắn ra, xương cốt nổ tung liên hồi. Bành! Chưa đến 1/10 giây, cánh tay của Trần Nguyên Vũ bị vặn bẻ sổng. A a a! Trần Nguyên Vũ kêu lên thảm thiết như mố heo, cơ thể lùi lại 100 mét theo bản năng, đôi mắt trở nên vô cùng hung dữ. Trần Bát Hoang, tao phải thịt mày. Vừa hay, tôi cũng có suy nghĩ giống ông. Trần Đức cầm cánh tay của Trần Nguyên Vũ bóp nát. Sau đó lập tức khởi động tự tại thần ma công, mái tóc đen hóa thành trắng xám, xen lẫn giữa những sợi tóc, hỗn độn tử kim lôi cuốn lấy liên miên, soàn soạt vang lên, nguyên khí hỗn độn và ly hỏa, ngọn lửa bừng bừng bùng cháy, khí tức cuồng bạo nổi lên lập tức lan rộng ra. Tôi phải rút hết kinh mạch của ông, lột da của ống, lấy máu thịt của ổng hiến tế cho những vong linh đã chết. Dì ổng Trần Đức khàn đặc. Như thốt ra từ tận trong tim, lại như ma quỷ đang gầm thét, nghe mà tê dại ra đầu, tràn đầy hận thù, căm giận. Giọng của Trần Đức tràn ngập hận thù sâu sắc. Mối hận đó không chỉ đơn giản là thù giết bố, có thể nói, tuy Trần Đức kính trọng bố của mình, cũng tôn kính bố của anh, nhưng dù sao anh cũng chưa từng gặp, hận thù, lửa giận trong lòng anh còn có một phần vì các anh em đã mất của anh. Họ là anh em đã từng ra sống vào chết với anh, cùng anh thưởng rượu. Cùng anh trải qua sinh tử. Thậm chí, phần hận thù này còn lớn hơn thù giết bố hơn một chút. Nếu có thế, Trần Đức thà rằng người chết là anh. Vãi, anh ta khiêu chiến với Trần Nguyên Vũ, trong khi đã không nhìn rõ được cuộc chiến giữa thần, lúc này có người chú ý đến động thái của Trần Đức và Trần Nguyên Vũ, vẻ mặt quái dị không tả xiết. Thiên đạo lục trọng thiên, khiêu khích một cường giả thiên quân đỉnh phong. Tự tìm đường chết hả? Trần Bát Hoang. Đế tôi giúp anh, đúng lúc này, ở chỗ cách ngàn dặm, một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng lại gần, cô ta vừa bay người, giữa trời đất, trong hư vô nở ra từng đóa hoa rực rỡ, những đóa hoa này được ngưng tụ bởi đại đạo, như hoa sen, lại như hoa đào, vô cùng kỳ dị. Sau 3 đến 5 hơi thở, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống trước người Trần Đức. Trần Đức hơi sững người, Tô Y Y. Đã lâu không gặp, Tô Y Y quay đầu cười, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp động lòng người. Như tiên nữ hạ phàm, cuộc chiến giữa cấp tôn, cấp thần, có lẽ tôi không giúp được, nhưng chiến đấu giữa anh và Trần Nguyên Vũ, tôi vẫn có thể giúp được. Đồng thời, bên cạnh Tô Y Y xuất hiện một bà lão rất già, cũng rất mạnh. Trên cấp tôn, A-di-đà Phật, tiếng niệm Phật vang lên, phía xa, kim quang tràn ngập, một bức tượng Phật trên trời cao, dưới tượng Phật, một tăng nhân mặc áo trắng bước đến, thanh tao xuất trần, như Phật giáng xuống, tịnh hóa tất cả. Gột rửa tất cả, những nơi hẳn đi qua, những nơi tiêu điều trên đại địa, những lỗ hổng không gian đều bắt đầu tự tu sửa và hoàn thiện.
Phật quang chiếu rọi trăm dặm, trong hào quang, Phật tương lai thích thiện từ từ đi đến. Trần thí chủ, hẳn đến trước Trần Đức, Bần Tăng, nguyện giúp anh một tay. Đi cùng thích thiện đến còn có một lão Tăng khoác áo cà sa màu đỏ, người hơi mập, vô cùng hòa nhã, không nói một lời, sau đỉnh đầu, một vòng Phật quang lấp lánh, như cao nhân đắc đạo. Hai người, Trần Đức hơi bất ngờ, không ngờ Tô Y Y và Phật tương lai sẽ đến đây. Tôi nợ anh một mạng, bây giờ cũng cứu anh một mạng, Tô Y Y cất giọng bình thản, không nghe ra vui buồn giận hơn. Thí chủ có duyên với Bần Tăng đến đây, không phải để sát sinh, ở một bên trợ giúp thì được, từng lời từng chữ của Phật tương lai như chân ngôn Phật giáp, những chữ đơn giản thốt ra từ miệng hắn như hàm chứa triết lý trời đất gột rửa tâm linh, cảm giác này rất cổ quái. Tô Oai Oai, Thích Thiện. Hai người này rất nổi tiếng trong thế giới đại thiên. Tô Y Y là thánh nữ tộc Bách Hoa, người có ấn ký thiên đạo, tiền đồ vô lượng, Thích Thiện là Phật tương lai của Phật giáo, tương lai là chủ của một giáo, có thể nói, sự xuất hiện của hai người đại diện cho tộc Bách Hoa và Phật giáo. Ánh mắt của Trần Nguyên Vũ âm trầm, vô cùng hung dữ. Không ngờ lúc này lại có người dám đứng về phía Trần Bát Hoang. Tộc Bách Hoa, Phật giáo, Trần Nguyên Vũ cất giọng trầm thấp, vừa dùng mật pháp hồi phục cánh tay bị vặn gãy, vừa nói, các người, Sạc Trần muốn chống lại tôi không? Phải suy nghĩ kỹ đấy, chống lại tôi, đồng nghĩa với việc chống đối nước Vĩnh Hằng, ha ha. Cho dù tôi có chết, tộc Bách Hoa, Phật giáo cũng đứng trước tai họa ngập đầu. Nói xong, ánh mắt của ông ta lại nhìn sang Trần Đức, Trần Bát Hoang, mày chỉ có chút bản lĩnh này hả? Ngay cả mối thù giết bố cũng không thế đích thân ra tay, còn tìm người ngoài đến sao? Ha ha, Trần Nguyên Vũ tao chết trong tay người khác, tao nghĩ, mày nhất định sẽ rất không cam tâm phải không? Hai vị, hai người có thế đến đây, Trần Bát Hoang ghi nhớ phần tình cảm này, Trần Đức lướt nhìn Tô Y Y, Thích Thiện, nhưng, ông ta nói đúng, đích thân tôi phải lấy mạng của ông ta. Trần Bát Hoang, anh đừng có ngốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.